Không, không có việc này. Bí thư Cố có trình độ rất cao, tôi vẫn học tập anh ta. Anh ta cũng giúp nhiều cho tôi trong công việc. Quế Toàn Hữu biết quan hệ của mình và Cố Vĩnh Bân không thể nói ra với Triệu Quốc Đống, đó là chối bỏ năng lực của chính y. Hừ, gió đông áp gió tây chính là gió tây áp gió đông, đó là chủ tịch Mao miêu tả mâu thuẫn giữa ta và địch. Tôi và Lữ Thu Thần chưa đến mức đó. Hoàn cảnh, công việc, một vài điểm khác nhau sẽ bị phóng đại ra vô hạn. Tôi không hy vọng lời này được nói ra từ anh. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Anh đến Quy Ninh, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Cố Vĩnh Bân bây giờ là thường vụ thị ủy, là lãnh đạo thị xã, Quy Ninh bây giờ có xu thế phát triển tốt, công của y là không thể không có. Anh phải học tập y, phải cố gắng đoàn kết bộ máy. Về công việc trên thị xã thì anh không cần chú ý nhiều, tôi tự biết xử lý như thế nào. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ Hoài Châu cùng Khánh Châu đang phát triển rất nhanh. Nhất là do khu khai phát phát triển, bọn họ cũng không mong đi sau. Anh đến Quy Ninh phải tôn trọng lão Cố, nhưng một điểm do anh còn là quyền chủ tịch huyện thì cũng phải đưa ra ý tưởng của mình, mong được lão Cố ủng hộ. Phải tranh thủ lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà đạt thành tích trong thu hút đầu tư. Nếu không GDP đứng đầu thị xã của Quy Ninh bị Hoài Châu hoặc là Khánh Châu đoạt đi thì sợ các anh khó ăn nói với thị ủy và quần chúng nhân dân toàn huyện. Quế Toàn Hữu thấy Triệu Quốc Đống đổi đề tài, hơn nữa nhắc tới mình, y cũng cảm thấy mình nói hơi quá. Có một số việc chỉ có thể hiểu trong lòng, không thể nói ra. Trong hội nghị thường trực ủy ban lần này, thái độ của hai bên rất rõ ràng. Sau khi Hứa Kiều chỉnh sửa lại phương án quy hoạch đô thị đã khiến Đặng Nhược Hiền cùng An Nhiên toàn lực ủng hộ, mà Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang cũng tỏ thái độ ủng hộ. Cố Hiểu Bằng lại đưa ra vài ý kiến mang tính kỹ thuật trong phương án, nhưng cuối cùng cũng ủng hộ. Chỉ có Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng Triệu Quốc Đống rất công bằng nói theo biểu quyết phương án được thông qua. Lữ Thu Thần có vẻ rất bình tĩnh, thái độ của y khác hẳn mấy lần hội nghị trước, xem ra đã sớm đoán được kết quả. Trên thực tế khi Lý Trường Giang cùng Tiền Nguyên Huy có thái độ mập mờ làm y biết mình không thể có thắng lợi trong hội nghị thường trực ủy ban. Mặc dù Triệu Quốc Đống chỉ là quyền thị trưởng nhưng hắn đang chủ trì công việc chính quyền thị xã, hơn nữa hắn còn đẩy được Đàm Lập Phong đi. Chỉ bằng điểm này cùng với việc Bí Thư Trần chưa tỏ thái độ thì không ai dễ dàng đưa phiếu ủng hộ y. Hội nghị thường trực ủy ban chỉ là bước đầu, Lữ Thu Thần trong hội nghị đã nói rõ mình giữ lại ý kiến. Điều này cũng có nghĩa y có thể đưa ra thái độ phản đối trong hội nghị thường ủy. Xe Honda Accord đằng trước khẽ vòng vào một con đường nhỏ. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Thủy Tỉnh Hạng được gọi là khu vực thường vụ, ở trong này hầu hết đều là thường vụ tỉnh ủy đang đương chức, mà các vị thường vụ tỉnh ủy sau khi không còn đương chức sẽ được đưa ra ngoài. Cũng không ai mạnh mẽ ép anh phải đi, nhưng không ai không làm thường vụ nữa mà tiếp tục ở lại đây. Có người nói trong con đường nhỏ kia đầy quyền lực làm người ta ngạt thở, thà ra khỏi đó chứ không muốn gặp áp lực. Ví dụ như nguyên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phan Viên Chiêu mặc dù sang Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm thường trực nhưng sau khi sang Đại hội đại biểu nhân dân một thời gian ngắn y đã chuyển đi. Biển số xe Honda Accord kia rất quen, là biển An L00039. Xe này thuộc nhóm xe ủy ban thị xã mới mua đầu năm 2000 rồi cấp cho 5 vị phó thị trưởng Đặng Nhược Hiền, Tiền Nguyên Huy, Hứa Kiều, An Nhiên, Lý Trường Giang, mỗi người một xe. Mà xe biển số 39 này do An Nhiên đi. Hơn nữa An Nhiên hay tự mình lái xe, chỉ lúc làm việc thì lái xe mới được dùng tới. Bình thường lãnh đạo tỉnh ở nhà không muốn gặp cán bộ cấp dưới, đây là cấm kỵ. Thủy Tỉnh Hạng chỉ cách trụ sở tỉnh ủy một bức tường. Thậm chí ở trụ sở tỉnh ủy còn có cửa sau thông sang đây. An Nhiên sao lại đến đây vào lúc này? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ trưa, lúc này đến chẳng lẽ tới nhà lãnh đạo nào ăn cơm? Triệu Quốc Đống đúng là có chút tò mò, xem ra vị An Nhiên này đúng là có bí mật không muốn người biết. Quyển 11, chương 100. Triệu Quốc Đống đoán không sai, xe này đúng là do An Nhiên lái. Cô đã đến đây rất nhiều lần, xe chạy đến một nhà. Cổng rất nhanh được mở ra để cô chạy vào. An Nhiên nhẹ nhàng đi vào, bảo mẫu cười cười mở cửa ra. Người phụ nữ trung niên trong phòng khách thấy An Nhiên tới liền vui vẻ nói. Tiểu Nhiên, cháu đến đúng là vừa lúc, chú vừa về nhà thì chú tới. Cháu không gặp chú sao? Không ạ. An Nhiên cười cười đưa một chiếc hộp tới và nói. Cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mua là gì, cháu đến ăn cơm là cô vui rồi.
hai người con trai của cô chú chẳng ra gì cả, sinh nhật mẹ mà còn không biết gọi điện về hỏi, chỉ có Tiểu Nhiên nhà ta là hiểu chuyện. Cô, Tiểu Thụy và Tiểu Tường bận công việc ở ngoài. Hôm nay cũng chỉ là sinh nhật ngày âm của cô, cháu ở tỉnh nên tới được. Còn hai đứa một ở Bắc Kinh, một ở Úc thì sao có thể nghĩ tới. An Nhiên cũng biết cô mình tuy nói như vậy nhưng trong lòng rất tự hào về em họ của cô. Đúng thế, Tiểu Thụy và Tiểu Tường nếu ngày nào cũng ở bên em thì chỉ sợ em bạc tóc vì buồn phiền. Hồ Liêm thay áo từ trên tầng đi xuống. Dượng sao hôm nay về nhà sớm thế, cơ quan không có việc sao? Cháu lần đầu thấy Dượng về sớm như vậy đó. An Nhiên cười cười trêu chọc. Sinh nhật cô cháu, Dượng dù bận như thế nào cũng phải về chứ. Hồ Liêm ra hiệu An Nhiên ngồi xuống. Ngồi đi, chỉ có mấy món ăn mà thôi. Tiểu Nhiên, cháu đến vừa lúc, hôm nay chúng ta uống rượu vang. An Nhiên uống khá tốt nên không từ chối. Lăng Cao lại đi công tác. Hồ Liêm thuận miệng nói nhưng vừa nói ra mới cảm thấy có vấn đề. Y nhìn vẻ mặt vợ thì thấy vợ có chút xấu hổ. Chẳng qua An Nhiên không quá để ý nói. Anh ta suốt ngày đi công tác là vì không muốn ở gần cháu, con thì để ở nhà anh ta. Cháu thấy chắc hai năm nữa con cháu không nhận ra cháu và bố nó. Mặt Hồ Liêm sa sầm lại, cuộc hôn nhân này do y xúc tiến nhưng không ngờ kết quả lại là như thế này. Tiểu Nhiên, nếu không để Dượng của cháu nghĩ biện pháp điều cháu về. Hoài Khánh mặc dù không xa An Đô nhưng cháu còn phải đi làm nên không tiện. Dù lái xe cũng phải gần tiếng, cháu không thể hôm nào cũng lên An Đô mà. Như vậy không an toàn. Người phụ nữ thở dài nói. Chị cũng biết chuyện này không trách được chồng mình, chỉ trách hai vợ chồng Tiểu Nhiên không có duyên. Tiểu Nhiên, cháu muốn về không? Nếu cháu muốn thì Dượng sẽ mặt dày tìm Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng tìm vị trí thích hợp cho cháu cũng không vấn đề gì khó. Hồ Liêm nói. Không. Dượng, không cần như vậy. Cháu thích công việc hiện tại, hơn nữa cháu và y cũng không phải vì công việc. Tình cảm đâu thể bị vài chục ký lô mét ảnh hưởng chứ. An Nhiên có chút buồn bực. Cô, Dượng, chúng ta không nói tới việc này có được không? Hồ Liêm và vợ nhìn nhau, khẽ lắc đầu không nói chuyện này nữa. Hoài Khánh thời gian này có vẻ khá náo nhiệt. Hồ Liêm đổi đề tài. Ồ, Dượng cũng biết à. An Nhiên có chút kinh ngạc. Theo cô biết Dượng mình ít hứng thú với việc bên dưới. Ừ, Hoài Khánh có một ngôi sao đó. Triệu Quốc Đống bây giờ là thị trưởng. Việc có để hắn làm thị trưởng hay không có tranh cãi lớn, cuối cùng do Bí Thư Ninh quyết định, không ít người cảm thấy hắn mới 30 làm thị trưởng Hoài Khánh thì sẽ có chuyện, đều đang mở to mắt ra nhìn. Hồ Liêm mặc dù lúc đầu đánh giá cao Triệu Quốc Đống nhưng cũng hiểu tuổi và kinh nghiệm của hắn là không ổn. Dượng cũng có ấn tượng không tốt với Triệu Quốc Đống. An Nhiên mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hồ Liêm. Chú có ấn tượng tốt với hắn, nhưng ấn tượng tốt cũng không có nghĩa là hắn có thể đảm nhiệm tốt chức vụ hiện tại. Ít nhất từ phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh đang tranh cãi lớn chứng minh hắn thiếu trí tuệ chính trị ở vấn đề này. Hắn mới là quyền thị trưởng, có gì thì cũng không nên tạo ra tranh cãi lớn như vậy chứ. Hồ Liêm không hề khách khí nói. Tiểu Nhiên, chú biết cháu có hướng ủng hộ Triệu Quốc Đống. Chú không phải nhằm vào vấn đề cụ thể mà là nói thời cơ và cách xử lý vấn đề của hắn. Nhưng mà Dượng, cháu không ủng hộ quan điểm của Dượng. Nếu theo ý Dượng thì Triệu Quốc Đống chẳng lẽ phải rụt đầu rụt cổ 4 năm tháng, chờ đến khi được bầu mới mạnh tay triển khai công việc. An Nhiên lắc đầu nói. Hồ Liêm nghe vậy không khỏi á khẩu. Y đương nhiên biết lời của An Nhiên là đúng, nhưng sự thật hoàn cảnh chính trị không phải là sự lý tưởng. Mặc dù chức thị trưởng của Triệu Quốc Đống sẽ không vì việc này mà dao động, nhưng số phiếu cao thấp trong đợt bầu cử cũng sẽ thể hiện vấn đề. Tiểu Nhiên, 4 năm tháng rất lâu sao? Nó không đáng gì đối với nhiệm kỳ thị trưởng chứ? Dượng cũng không phải nói Triệu Quốc Đống làm thị trưởng không đạt được gì. Một thị trưởng có rất nhiều công việc cần triển khai, tránh né một số mâu thuẫn, chọn làm việc dễ trước, khó sau chẳng lẽ không được? Gây xôn xao cả thị xã mới được hay sao? Nếu như nhất định phải tiến hành công việc này chẳng lẽ không biết trao đổi trước hay sao? Hồ Liêm nói làm An Nhiên có chút giật mình. Sau 2 năm tiếp xúc, cô cũng thay đổi hẳn thái độ với Triệu Quốc Đống. Theo người ngoài thấy cô dần dựa vào Triệu Quốc Đống, mặc dù chính cô không thừa nhận điểm này nhưng thực tế là như vậy. Rất nhiều vấn đề hai người có quan điểm chung, về phương hướng phát triển của Hoài Khánh, hai người đều nhất trí với nhau. 2 tháng trước Hồ Liêm lơ đãng hỏi cô về ý kiến với lãnh đạo Hoài Khánh hiện nay, cô cũng không quá để ý chỉ nhận xét theo quan điểm của mình. Cô thấy Dượng rất chú ý đến hai người Đàm Lập Phong và Triệu Quốc Đống,
lúc này mới biết Dượng có phải muốn hiểu xem Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong ai thích hợp làm thị trưởng hơn không. Khi đánh giá Đàm Lập Phong và Triệu Quốc Đống, An Nhiên tự nhận khá khách quan. Đàm Lập Phong có kinh nghiệm chính trị phong phú, mạng lưới quan hệ nhiều hơn. Nếu nói là Hoài Khánh 4 năm trước thì Đàm Lập Phong làm thị trưởng thích hợp nhất, ít nhất còn thích hợp hơn Hà Chiếu Thành. Nhưng bây giờ khi cục diện chính trị Hoài Khánh đã ổn định thì cần phải phát triển kinh tế thật mạnh. Ở điểm này Triệu Quốc Đống hơn hẳn Đàm Lập Phong. Dượng sau khi nghe cô nói thì không lên tiếng, chuyện cứ thế qua đi. Sau đó Triệu Quốc Đống thắng, An Nhiên không biết cuộc nói chuyện đó có tác dụng gì không, cũng không biết Dượng mình có ảnh hưởng gì đối với sự lựa chọn của tỉnh ủy không. Nhưng sự thật Triệu Quốc Đống cũng đã thắng. Dượng, tình hình cụ thể cháu hiểu rõ hơn Dượng. Lúc này tranh luận trong quy hoạch của Hoài Khánh chủ yếu là do tốc độ phát triển kinh tế của Hoài Khánh có thể nhanh như vậy không? Người phản đối mặc dù cũng cho rằng kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển nhưng lại cho rằng quy mô kinh tế Hoài Khánh không đạt đến mức như quy hoạch đặt ra, cho rằng quy hoạch đô thị thế này là hơi quá thực tế. An Nhiên thản nhiên nói. Sau đó Hứa Kiều chia kế hoạch ra làm hai phần chính, tranh cãi giảm đi nhiều. Trong hội nghị thường trực ủy ban chỉ có hai người phản đối, bây giờ không còn nhiều tranh cãi như Dượng nghĩ đâu. Hồ Liêm gật đầu không nói tới chuyện này nữa. Sau đó y thuận miệng hỏi về hiện trạng thu hút đầu tư năm nay của Hoài Khánh, An Nhiên cũng nói qua và thuận tiện nhắc đến quan điểm quy hoạch đô thị của Triệu Quốc Đống. An Nhiên nói tới ý tưởng xây dựng Hoài Khánh thành đô thị xanh, đô thị nhân văn lịch sử làm Hồ Liêm khá hứng thú. Y nghe thấy Triệu Quốc Đống có được quan điểm như vậy đúng là rất ngạc nhiên. Quyển 11, chương 101. Trong văn phòng Ứng Đông Lưu, y đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nhâm Vi Phong. Thư ký vào rót nước mấy lần cũng không cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. An Nguyên năm nay đã khôi phục sản xuất công nghiệp nhanh hơn nhiều so với vài năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu cả nước. Nhất là Thông Thành cùng Thiên Châu vốn là thị xã công nghiệp mạnh trước đây, bây giờ cũng đã dần khôi phục. Vi Phong, Vĩnh Lương phát triển kinh tế kiểu này đã phản tác dụng. Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia đã thông báo 12 công ty ô nhiễm môi trường hàng đầu của tỉnh thì có 7 ở Vĩnh Lương. Tôi thấy chúng ta phải nhắc nhở Vĩnh Lương nhiều hơn nữa. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần GDP tăng lên là tỉnh sẽ bỏ qua ư. Suy nghĩ như thế này là rất nguy hiểm. Ứng Đông Lưu mặc dù vui mừng nhưng vẫn cảnh giác, Nhâm Vi Phong ở điểm này đang muốn chỉ hoãn việc trách phạt, điều này Ứng Đông Lưu cũng nhận ra cho nên y chưa bao giờ dám thả lỏng tâm trí, luôn phải nhắc đối phương. Nhâm Vi Phong cũng có chút đau đầu, cả tỉnh đang chú trọng chỉ tiêu kinh tế, nhất là mảng sản xuất công nghiệp càng rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời việc ô nhiễm môi trường ở một số nơi đang diễn ra rất phức tạp. Vĩnh Lương ô nhiễm môi trường từ lâu. Vĩnh Lương lấy ngành sản xuất thép, vật liệu xây dựng làm sản nghiệp trụ cột đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả tỉnh, thậm chí còn vượt qua cả Ninh Lăng. Nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nhận được trên 60% đơn thư khiếu tố là từ Vĩnh Lương, điều này làm Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia chú ý. Nhâm Vi Phong cũng có thể hiểu nỗ lực phát triển kinh tế của cấp dưới, cũng có thể hiểu đôi khi bọn họ gặp khó khăn. Một hạng mục lớn nếu đầu tư và sản xuất ở chỗ anh sẽ mang tới việc làm, nguồn thu thuế và GDP, mấy thứ này đều rất rõ. Đồng thời nó cũng mang tới không ít phản ứng phụ như nước thải, rác thải, mấy thứ này không quá rõ ít nhất là bây giờ. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng vì phát triển thì phải hy sinh một chút trong hoàn cảnh. Bọn họ ho rằng phát triển kinh tế chính là chân lý. Hoặc là nói ít nhất chờ đến khi các công ty đi vào guồng mới quay sang lo đến bảo vệ môi trường. Nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nếu ai do dự một chút là công ty sẽ đến nơi khác. Anh không nhận, nơi khác sẽ nhận. Nhưng tình hình Vĩnh Lương đúng là rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp xử lý thì sợ rằng sau này nó sẽ thành một cục diện càng khó xử lý hơn nữa. Chủ tịch, Vĩnh Lương có vài nguyên nhân khách quan. Dù sao mấy năm trước ngành thép và vật liệu xây dựng do khủng hoảng kinh tế mà kém phát triển. Năm nay khi kinh tế hồi phục khiến ngành thép và vật liệu xây dựng cũng hồi phục theo, ở điểm này sẽ khiến tạo thành tác dụng phụ lớn. Chẳng qua tôi cảm thấy đó không phải là lý do để ô nhiễm môi trường tăng lên và để mặc nó. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đỗ Phàm sau khi báo cáo lên Tổng cục đã dẫn tổ công tác đến Vĩnh Lương. Tôi yêu cầu Vĩnh Lương bọn họ đóng quân ở Vĩnh Lương. Đốc thúc mấy công ty nằm trong danh sách của Tổng cục phải đưa ra phương án thì mới được về. Ừ, tôi cũng biết làm như vậy sẽ giảm tính tích cực trong công tác của chính quyền địa phương, nhưng anh phải nói rõ với Vĩnh Lương, đây là nhiệm vụ chính trị, phải để bọn họ chấp hành. Đồng thời cũng phải để thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương chăm chó cân nhắc kết cấu sản nghiệp trụ cột,
thu hút các công ty có kỹ thuật bảo vệ môi trường tiên tiến. Ứng Đông Lưu đẩy mắt kính lên rồi thở dài nói. Lãnh đạo các khóa của Vĩnh Lương đã không làm tốt ở điểm này. Một mặt phát triển mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao để GDP tăng lên, nhưng hậu quả lại khiến người sau phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức giải quyết. Điểm này tôi thấy Ninh Lăng làm rất tốt. Nhâm Vi Phong cười cười. Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lương, nhưng từ tiềm lực phát triển thì thấy nó có thể vượt qua Vĩnh Lương. Trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu khai phát Ninh Lăng đã hình thành, sức ảnh hưởng đã vượt xa phạm vi tỉnh, lan tới hầu hết các tỉnh khu vực Trung Tây, giá trị sản lượng năm trước đã nhanh chóng vượt qua 1,2 tỷ, năm nay dự tính vượt qua 1,6 tỷ. Chủ tịch, mấy hôm trước Bí thư Hoàng Lăng đến chỗ tôi. Y nói GDP năm nay sẽ tăng trưởng trên 20%, muốn tranh thủ đạt gấp 3 tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Mặc dù nói khởi điểm của Ninh Lăng thấp, nhưng 3 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng rất nhanh đúng là làm người ta phải phấn chấn. Nhâm Vi Phong vẽ lên tờ giấy rồi nói. Hoàng Lăng có chút nuối tiếc, y nói nếu Triệu Quốc Đống có thể ở Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực thì y tự tin trong thời gian mình ở Ninh Lăng sẽ khiến GDP đứng thứ 5 toàn tỉnh. Ha ha, Hoàng Lăng đúng là mạnh miệng, chẳng qua tôi cũng phải thừa nhận xu thế phát triển của Ninh Lăng mấy năm qua rất tốt. Không chỉ có Tây Giang và Hoa Lâm, mấy quận, huyện khác đều tăng trưởng rõ ràng. Không có Triệu Quốc Đống thì Hoàng Lăng vẫn làm tốt mà. Ứng Đông Lưu đảo mắt như suy nghĩ gì đó. Xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cũng rất tốt, chỉ là nửa đầu năm hơi chậm một chút, nhưng nửa cuối năm đã rõ ràng hơn. Nhà máy cơ giới cải cách thành công, ngành da giày, sản xuất đồ chơi của quận Hoài Châu phát triển rất tốt. Tôi đúng là không ngờ ngành này lại di chuyển vào nội địa nhanh như vậy. Tỉnh An Nguyên chúng ta có thể tiếp nhận ngành này đúng là làm cho tôi rất ngạc nhiên. Trong việc xúc tiến công ty tư nhân vừa và nhỏ, Hoài Khánh cũng đã làm nhiều công việc thực tế. Nhất là về tài chính thì chính quyền các cấp đều ra mặt hỗ trợ và đảm bảo, tạo thành cây cầu kết nối giữa ngân hàng, nhà máy, chính quyền, thực hiện ba bên cùng thắng lợi. Điểm này tôi thấy các nơi khác, thậm chí Ando đều đi sau. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công ty vừa và nhỏ phát triển rất mạnh. Nhâm Vi Phong đây không phải là tạo thế cho Triệu Quốc Đống, mà y đến Quy Ninh, Hoài Châu, Khánh Châu kiểm tra công việc và đưa ra kết luận. Quế Toàn Hữu sau khi đến Quy Ninh làm chủ tịch huyện đã dành nửa tháng học tập, sau đó công việc đầu tiên chính là thúc đẩy Quy Ninh học tập Hoài Châu, cổ vũ Quy Ninh phải đột phá về mảng kinh tế tư nhân, thực hiện việc phát triển vượt bậc, cũng tích cực làm cầu nối giữa công ty với hệ thống ngân hàng. Quế Toàn Hữu còn chủ động tìm tới Ngân hàng Thương mại Ando, mời đối phương đến Quy Ninh khảo sát việc thành lập chi nhánh, việc này làm cả Hoài Khánh chấn động. Phó thị trưởng Cố Hiểu Bằng trong hội nghị công tác tài chính toàn thị xã đã khen ngợi hành động sáng tạo này của Quy Ninh. Một loạt hành động này của Quy Ninh đã gây ra chấn động không nhỏ. Vốn không ít người Quy Ninh cho rằng Quế Toàn Hữu chỉ theo đuôi Triệu Quốc Đống nên không có bản lĩnh thật mấy, hoàn toàn là dựa hơi Triệu Quốc Đống mà lên chức. Nhưng những hành động đó làm Quế Toàn Hữu được không ít điểm. Nhâm Vi Phong khi đến Hoài Khánh khảo sát đã trọng điểm tìm hiểu thực trạng kinh doanh và phát triển của các công ty vừa và nhỏ. Hiểu rõ ý kiến và hoàn cảnh phát triển của bọn họ, nghe đề nghị và đánh giá của bọn họ đối với cơ quan chức năng. Y khảo sát ba nơi là Kiến Dương, Hoài Khánh cùng Vinh Sơn, cũng nghe lãnh đạo chủ yếu của thị xã và lãnh đạo phụ trách công nghiệp báo cáo. Nhâm Vi Phong cảm thấy Hoài Khánh làm rất tốt, mặc dù còn khoảng cách nhất định với thành phố Kiến Dương trong việc phát triển kinh tế tư nhân nhưng đã thay đổi rõ ràng so với 2 năm trước. Đúng thế, làm lãnh đạo phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Phải có khí phách và chí tiến thủ. Như vậy anh mới có thể nhảy ra khỏi tư tưởng cổ hủ ảnh hưởng đến quan niệm mà sáng tạo trong triển khai công việc, khiến địa phương mình bay vọt. Ở điểm này rất nhiều cán bộ gọi là thâm niên vẫn theo tư tưởng cổ hủ, thiếu khí phách, thiếu tự tìm tòi sáng tạo. Ngược lại một ít cán bộ trẻ tuổi không bị ảnh hưởng nên làm tốt. Ứng Đông Lưu có vẻ ám chỉ gì đấy làm Nhâm Vi Phong hơi động tâm. Phương án sửa đổi quy hoạch đô thị của thành phố Ando gần đây tạo ra tranh luận không ít. Hình như Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy Miêu Trấn Trung có quan điểm khác với thị trưởng An Đô Diêu Văn Chí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 11, chương 102. Ân Cảnh Tùng mặt âm trầm ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc. Khi thấy Triệu Quốc Đống liền hơi hòa hoãn một chút. Thị trưởng Triệu, đến chỗ Bí thư Trần. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Ân Cảnh Tùng không được tốt nên gật đầu nói. Sao thế chủ nhiệm Cảnh Tùng? Tôi thấy vẻ mặt anh không tốt. Tối anh rảnh không, Tiểu Lưu nhà tôi đến, anh gọi cả chị đến chúng ta cùng ăn.
Ân Cảnh Tùng có chút ngạc nhiên, quan hệ của y và Triệu Quốc Đống không thể nói là quá thân mật nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện được. Lần trước khi vợ Triệu Quốc Đống tới đã mang theo hai chiếc khăn tặng vợ và con gái Ân Cảnh Tùng mỗi người một cái. Lúc ấy Ân Cảnh Tùng còn thấy khăn này sao cứng vậy. Sau đó con gái học đại học về nghỉ phép nói thì mới biết đây là khăn Hermes gì đó, phải 3.000 tệ một cái. Điều này làm Ân Cảnh Tùng rất giật mình, y vốn nghĩ chỉ là hàng nhập khẩu giá 500 là cùng, không ngờ một chiếc khăn mà 3.000, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sự rộng rãi của Triệu Quốc Đống nằm ngoài sức tưởng tượng của Ân Cảnh Tùng. Nhưng người ta tặng hai chiếc khăn, anh trả cũng không tiện, còn trả tiền thì nhìn bộ dạng hai vợ chồng Triệu Quốc Đống không thiếu tiền. Ân Cảnh Tùng cũng cảm thấy điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống không bình thường. Ân Cảnh Tùng do dự một chút rồi nói. Tiểu Huyền sắp khai giảng, nhà tôi hôm nay liên hoan. Triệu Quốc Đống có vẻ không nghe ra ý trong lời nói của Ân Cảnh Tùng, hắn cười ha hả nói. Vậy vừa lúc, hai nhà chúng ta có thể ngồi với nhau. Vợ tôi cũng không thích ăn ở ngoài. Được, chỉ cần vợ chồng anh không chê thì không có gì. Ân Cảnh Tùng cũng cười cười, Triệu Quốc Đống này đúng là không khách khí. Phó Chủ tịch huyện Lâm Giang, Nhiễm Kính khoa tình nghi nhận hối lộ và đã bị Ủy ban Kỷ luật thị xã bắt. Tôi vừa báo cáo với Bí thư Trần, có thể rất nhanh sẽ thông báo trong hội nghị thường ủy. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, Nhiễm Kính khoa tuổi chưa nhiều, y là thường vụ huyện ủy. Tình hình kinh tế huyện Lâm Giang nằm ở trung gian của thị xã. Bởi vì cải cách công ty nhà nước khá chậm nên Triệu Quốc Đống cũng biết. Lúc hắn tới Hoài Khánh thì huyện này mới bắt đầu đẩy mạnh. Việc cải cách các công ty xã, thị trấn cũng là điểm sáng. Hắn không biết nhiều về Nhiễm Kính Khoa, chỉ nghe Đặng Nhược Hiền nói Nhiễm Kính Khoa cũng có chút năng lực nhưng lại quá khôn khéo. Không ngờ bây giờ hắn lại nghe được tin này. Nhận hối lộ, có phải liên quan đến cải cách nhà máy không? Triệu Quốc Đống nói. Ừ, trong đơn thư chủ yếu nhằm vào việc y nhận hối lộ và dùng quyền riêng mưu lợi khi cải cách nhà máy. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật đã khống chế y, đang tiến hành điều tra. Có lẽ vấn đề của y là rất nhiều, rất nhanh sẽ giao sang Viện Kiểm sát. Ân Cảnh Tùng không nói chi tiết vụ án, đây không phải y không tin Triệu Quốc Đống mà là do thói quen nghề nghiệp. Xem ra công tác chống hủ bại của chúng ta cần phải cú trọng hơn nữa. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Một số người có tâm lý sẽ thoát khỏi lưới pháp luật nên không sợ, kết quả cuối cùng chính là như thế này. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tối tôi đợi vợ chồng anh tới. Ân Cảnh Tùng nói và khoát tay rời đi. Triệu Quốc Đống vào văn phòng Trần Anh Lộc có thể thấy mặt đối phương đang xa sầm lại, xảy ra này ai có thể dễ chịu cho được. Bí thư Trần, tôi vừa gặp chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh ta nói chuyện Nhiễm Kính Khoa. Hừ, kẻ không biết quý trọng thứ mình đang có. Quốc Đống. Cậu nói đám người đó tại sao lại coi thường pháp luật như vậy? Trần Anh Lộc nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi còn nói Lâm Giang năm nay phát triển kinh tế khá tốt, điều này có quan hệ lớn đến việc cải cách các nhà máy thành công. Vậy mà thoáng cái xảy ra chuyện này, tên Nhiễm Kính Khoa bị bắt không vấn đề gì lớn, tôi lo là có thể dẫn tới những người khác mà tạo thành vụ cổ rượu hoa thứ hai không? Bí thư Trần, tôi thấy chắc không đến mức như vậy đâu. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tôi nghe chủ nhiệm Cảnh Tùng nói hai câu thì có lẽ tập trung ở mảng cải cách do y phụ trách. Công ty, nhà máy ở huyện chủ yếu là cấp xã, thị trấn. Nhiễm Kính Khoa phụ trách mảng này khá lâu. Theo tôi nhớ lúc tôi tới Hoài Khánh thì Nhiễm Kính Khoa đã phụ trách mảng này. Phụ trách công việc trong thời gian dài dễ xảy ra chuyện. Đúng, tôi cũng đã nói suy nghĩ của mình với Lão Ân. Ủy ban kỷ luật không nên chỉ cực hạn trong việc điều tra khi có sự việc mà cần tạo ra một hệ thống giám sát chặt chẽ. Trần Anh Lộc thở dài nói. Thời buổi này cậu muốn có người đối phó mọi tình hình phức tạp và có thể phát triển kinh tế thì đúng là không dễ để lựa chọn. Tôi đọc trên báo thấy bộ phim Lựa Chọn Sống Còn thời gian gần đây rất được chào đón. Ban tuyên giáo thị ủy mặc dù cũng tổ chức vài cơ quan xem nhưng chủ yếu là cho có. Tôi đã xem qua phim này và thấy rất xúc động. Trần Anh Lộc, tôi đề nghị cán bộ từ cấp phòng trở lên phải xem phim này, hơn nữa phải căn cứ công việc thực tế của mình mà cảm nhận. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới gì đó nên nói. Điều này mặc dù không giải quyết căn bản vấn đề nhưng tôi thấy có thể khiến số ít cán bộ chúng ta xúc động, cũng đáng để thử. Đó là ý hay, phim Lựa Chọn Sống Còn đúng là rất có ý nghĩa. Một số cán bộ của chúng ta suốt ngày chìm trong rượu chè, bài bạc, không để ý đến cuộc sống gian khổ của nông dân, công nhân mất việc. Tôi thấy hoạt động này phải tăng cường tuyên truyền, làm cho ban tuyên giáo, ủy ban kỷ luật và văn phòng thị ủy đi đầu.
công đoàn và đoàn thanh niên cũng phải tham gia. Mắt Trần Anh Lộc sáng lên, đề nghị của Triệu Quốc Đống vừa đúng lúc, Nhiễm Kính Khoa xảy ra chuyện sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp hiện nay của Hoài Khánh, đây là điều Trần Anh Lộc không muốn thấy. Nếu có thể lợi dụng xem bộ phim Lựa Chọn Sống Còn để tạo ra phong trào học tập chẳng những triệt tiêu ảnh hưởng từ việc của Nhiễm Kính Khoa, còn thêm điểm cho Hoài Khánh. Nghĩ đến đây, Trần Anh Lộc không khỏi nhìn lại Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này có nhạy cảm chính trị và năng lực ứng biến không thua gì Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong thua trong tay Triệu Quốc Đống không oan chút nào. Mình vốn còn coi nhẹ Triệu Quốc Đống, còn nghĩ hắn chỉ biết làm kinh tế, nhưng không ngờ cũng cân nhắc tốt ở vấn đề này. Nhìn bộ dạng của đối phương thì hình như cũng không cảm thấy tầm quan trọng của đề nghị này, làm người ta cảm thấy hắn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng có thể như vậy sao? Mặc dù chỉ mới là quyền thị trưởng nhưng 3-4 tháng sau hắn đã là thị trưởng của Hoài Khánh với 5,6 triệu dân. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, xem ra Triệu Quốc Đống đã trưởng thành lên hơn trước. Chấm. Triệu Quốc Đống không hề bị phương án quy hoạch đô thị làm khó. Ngay cả việc Quế Toàn Hữu nhắc hắn về việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn, hắn cũng không quá để ý. Trong thời gian này Lữ Thu Thần đang im lặng, thực ra là đang chuẩn bị để phản kích. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ thấy buồn cười mà thôi, có đôi khi vị trí khác nhau thì sẽ cảm nhận khác nhau. Việc anh thấy là thông minh nhưng trong mắt người khác chỉ là trò đùa. Triệu Quốc Đống vung tay lên đành mạnh kết thúc trận đấu. Hắn cười cười nhìn Dương Thiên Bồi phía đối diện, hắn đã đánh 2 quả liền, tin rằng sẽ đánh nát sự tự tin của đối phương. Hôm nay tâm trạng Triệu Quốc Đống khá tốt, không biết có phải là hôm qua quan hệ cùng với cả La Băng và Trình Nhược Lâm không? Bồi ca. Nếu anh có thể phá vỡ được cú phát bóng này của em, anh đúng là rất giỏi đó. Triệu Quốc Đống đập đập bóng lên mặt đất khiêu khích Dương Thiên Bồi. Đừng nói nhiều, chú đây là ra oai với anh. Lát nữa Đức Sơn và Kiều Huy tới, chú có giỏi thì chơi với bọn họ đi. Dương Thiên Bồi dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ. Lại đây, xem lão phu làm như thế nào phá cú phá bóng của chú. Ha ha, em thấy anh muốn phá vỡ thế cục là không thể đâu. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Quyển 11, chương 103. Không khí buổi sáng mát mẻ làm người ta vui sướng. Chưa có thể ngồi cạnh dòng suối trong rừng hoặc là vào phòng đọc sách, đọc báo, nếu không sẽ sang hồ buông cần. Thời gian một ngày cứ thế trôi qua, anh muốn giữ thời gian lại cũng không thể. Dương Thiên Bồi cùng Kiều Huy ăn trưa xong liền đi. Buổi sáng hôm nay làm bọn họ được thả lỏng. Công trình khách sạn ngoại giao ở giữa Hồ Lô Châu cũng là một hạng mục rất quan trọng của tập đoàn Thiên Phu. Hạng mục này đối với tập đoàn Thiên Phu có thể nói chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vân Hải vẫn chưa lên sao? Triệu Quốc Đống bỏ sách xuống nhìn đồng hồ rồi nhìn Đức Sơn. Chú hình như ở đây với anh cảm thấy không được tự nhiên sao? Ha ha, anh đừng nói vậy chứ. Anh còn có sách để xem, nhưng em lại chỉ có thể ngồi không đó. Đức Sơn chép miệng nói. Thằng danh Vân Hải này oai quá, để hai ông anh ở đây chờ mà mãi không lên. Đừng giục nó có việc của mình, anh thật ra hy vọng Vân Hải có thể đi theo con đường đã chọn. Triệu Quốc Đống rất tò mò với sự ngạc nhiên mà Triệu Vân Hải sẽ mang tới cho hắn. Từ năm trước khi hắn kết hôn, Vân Hải vẫn giữ sự bí ẩn. Vân Hải trước khi thành công sẽ không để mấy ông anh biết, bao gồm của Triệu Quốc Đống. Mấy ông anh đều ủng hộ Vân Hải đi theo con đường riêng của mình nhưng không hỏi nhiều. Chỉ biết Vân Hải đã bắt tay tiến vào ngành nào đó của mạng. Ha ha, thằng này giấu rất giỏi. Em và Trường Xuyên nói bóng nói gió hỏi mà nó không nói, bọn em cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua em thấy nó sắp đốt hết 20 triệu rồi. Đức Sơn cười nói. Xe Desert Prince xuất hiện trong tầm mắt, Vân Hải đã xuất hiện. Vân Hải suốt ngày trên máy bay nên không mua xe. Lúc về Ando liền dùng xe Desert Prince được Triệu Quốc Đống để ở biệt thự Thiền Loan. Vân Hải lúc về cần thì gọi cho Cù Vận Bạch lấy xe. Vân Hải biết ông anh mình có quan hệ không bình thường với Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Phu, hơn nữa cũng mơ hồ biết quan hệ đã kéo dài 5-6 năm, còn hơn cả quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng. Chỉ là người phụ nữ này vẫn chưa kết hôn, nếu như hai người thật sự yêu nhau thì sao không kết hôn? Theo Vân Hải thấy Cù Vận Bạch là người phụ nữ đầy khí chất và quyến rũ, còn nho nhã, lễ độ. Vân Hải có ấn tượng tốt đối với chị ta. Lúc y về Ando gọi cho Triệu Quốc Đống lấy xe, Triệu Quốc Đống bảo Vân Hải trực tiếp cho Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch liền dẫn y tới biệt thự Thiền Loan lấy xe. Căn biệt thự rõ ràng có hình ảnh của ông anh,
nhất là hộp trà Trúc Diệp Thanh là thứ ông anh thích nhất, hơn nữa đôi dép nam nói rõ có nam chủ nhân, ngoài ông anh còn là ai. Vân Hải biết ông anh mình ở chuyện tình cảm thiếu sự quyết đoán, thậm chí còn hơi trăng hoa. Đây có lẽ là nhược điểm duy nhất của ông anh, ở điểm này còn hơn cả nhị ca. Nhị ca mặc dù phong lưu nhưng lại là nhà kinh doanh, hơn nữa chủ yếu là quan hệ với giới nghệ sĩ, dù tạo thành chút sóng gió, được truyền thông đưa tin thì cũng là hai bên tình nguyện. Mấy chuyện này có khi còn làm nghệ sĩ nổi tiếng thêm. Quan trọng nhất là nhị ca rất phong độ trong quan hệ với phái nữ. Các cô gái chia tay nhị ca đều giữ quan hệ tốt đẹp. Vân Hải thậm chí còn gặp một cô người mẫu nổi tiếng chia tay nhị ca 2 năm nhưng khi gặp vẫn rất thân mật. Cho nên nhị ca vẫn tự hào vì việc này, tự nhận mình trăng hoa nhưng luôn được gái yêu. So sánh với sự quyết đoán và nghệ thuật của nhị ca, đại ca có vẻ thiếu quyết đoán ở điểm này. Ít nhất theo Vân Hải thấy thì có quan hệ với một người phụ nữ quá lâu sẽ chuốc họa. Đương nhiên Vân Hải không cho rằng Cù Vận Bạch hay Cổ Tiểu Âu sẽ gây phiền toái cho anh mình. Triệu Quốc Đống không biết Vân Hải ngồi bên cạnh mình mà nghĩ nhiều như vậy. Vân Hải sau khi lấy được tiền chuyển nhượng cổ phần đã biến mất tăm, điều này làm Triệu gia khá lo lắng. Cũng may Vân Hải đi đâu cũng hay gọi về, sau đó Vân Hải đến phát triển chính ở Thượng Hải. Theo Trường Xuyên nói thì Vân Hải đã tụ tập một nhóm cao thủ nhiệt huyết lĩnh vực mạng, hơn nữa cũng đăng ký thành lập công ty. Triệu Quốc Đống lẳng lặng ngồi nghe Vân Hải nói chuyện. Vân Hải lúc này đã trầm tĩnh hơn nhiều, không còn vẻ non nớt như xưa. Xem ra hơn năm mưa gió làm Vân Hải trưởng thành không ít. Ngay cả Đức Sơn cũng bị hấp dẫn bởi cuộc sống chạy quanh khắp nơi của Vân Hải. Vân Hải cầm hơn 20 triệu mà không mua một chiếc xe, có thể nói tiết kiệm chi tiêu nhưng để xây dựng công ty lại tiêu tiền như nước. Đến khi Vân Hải rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về các trang web mà Vân Hải nói tới. Ngành công nghệ thông tin bây giờ đang rất được ưa chuộng nhưng không có nghĩa bây giờ anh chơi tốt thì sau này sẽ thành công. Sóng sau đè sóng trước, biển hút cát, những lời này như chân lý trong làm việc công nghệ thông tin, khiến không biết bao người ngã xuống, ai có thể là người trên lưng ngựa lâu nhất. Triệu Quốc Đống không nghĩ tới sẽ can thiệp vào sự nghiệp mà Vân Hải theo đuổi, nhưng không có nghĩa là để mặc Vân Hải theo đuổi. Hắn thi thoảng cũng cần nhắc nhở Vân Hải, các trang web nên kinh doanh như thế nào, lĩnh vực du lịch trên mạng làm như thế nào phối hợp tốt với du lịch truyền thống, mấy vấn đề này đều cần suy nghĩ kỹ càng. Nhưng có một thực tế là sắp tới mạng Internet sẽ tiến vào giai đoạn ngủ đông. Hai hạng mục Vân Hải đầu tư có thể duy trì qua giai đoạn ngủ đông này không? Cổ phần của Vân Hải ở Thương Lãng đã chuyển nhượng hoàn toàn cho người trong Thương Lãng để lấy thêm 40 triệu. Trường Xuyên, Khuất Bình và Mễ Linh là người mau được. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Vân Hải rất tự tin. Nhưng ngành công nghệ thông tin là ngành tiêu tốn rất nhiều, có thể nói ngoài sức tưởng tượng của người khác. Triệu Quốc Đống không biết Vân Hải cười tới cuối cùng hay không. Nhưng hắn cũng rất chú trọng khoản đầu tư khác của Vân Hải. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Vân Hải làm như thế nào lại mua được cổ phần của công ty điện tín Tứ Hòa. Vân Hải lấy danh nghĩa nhà đầu tư tự do bỏ ra 100.000 đô la Mỹ để mua lại 15% cổ phần. Hai người bạn thân khác của Vân Hải cũng mua mỗi người 15%. Vân Hải đã không còn là cậu sinh viên không hiểu xã hội nữa, cũng không phải người mới tham gia công việc, Vân Hải có lý tưởng của mình. Giống như việc bán lại cổ phần ở Thương Lãng vậy, Vân Hải cũng không nói chuyện với Triệu Quốc Đống mà lặng lẽ làm. Nếu như không phải Vân Hải chủ động nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì hắn đúng là vẫn không biết gì. Vân Hải có lẽ lo Triệu Quốc Đống ngăn cản, muốn dùng cách khác để giúp. Mỗi anh em đều đã trưởng thành, có mục tiêu của mình. Thành công hay không không quan trọng, chủ yếu là kiên cường đi về phía trước. Vân Hải là như vậy, bản thân Triệu Quốc Đống không phải như vậy sao? Quyển 11, chương 104. Thị trưởng Triệu đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi đúng là không tin nổi ở chính quyền coi trọng kinh nghiệm, tuổi tác mà lại có người trẻ tuổi đã làm đến mức thị trưởng. Vì thế có thể thấy được thị trưởng Triệu có năng lực rất xuất sắc khiến cho tỉnh ủy thừa nhận, có phải không? Người đàn ông này mặt hơi trắng, ngón tay dài, móng tay được bảo dưỡng khá cẩn thận, không đeo nhẫn, không đeo đồng hồ, chiếc áo sơ mi khá rộng, chiếc cặp da đặt trên bàn vừa nhìn đã biết hàng hiệu. Càng chủ yếu là người này không có hơi thở của người làm ăn thường hay có. Mà nhà kinh doanh có thể nói với giọng điệu này đủ để chứng minh thân phận của y không bình thường. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống rất tò mò. Lúc trước khi nhận được điện của Trần Anh Lộc nói muốn giới thiệu bạn với mình, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Bạn của Trần Anh Lộc còn cần giới thiệu cho mình gặp sao? Hắn có chút cảnh giác,
Nhưng sau khi đến Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu tên của đối phương mà không nói gì khác. Hơn nữa từ vẻ mặt của Trần Anh Lộc không thấy có sự thân mật đặc biệt, nhưng không giống là làm lấy lệ thì có thể thấy được thân phận của người này không đơn giản. Quách Xuyên, cái này này hắn chưa từng nghe tới, nhưng nhìn vẻ trịnh trọng của Trần Anh Lộc thì hắn cũng đâu dám coi nhẹ. Không biết giám đốc Quách phát tài ở đâu? Thấy Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu qua qua, Triệu Quốc Đống đành phải mở miệng hỏi. Ha ha, làm kinh doanh nhỏ mà thôi, tôi mở công ty vật liệu xây dựng ở Vĩnh Lương. Quách Xuyên cười nói. Đây là lần đầu tôi gặp thị trưởng Triệu, hy vọng sau này thị trưởng Triệu chỉ bảo nhiều. Đây là danh thiếp của tôi. Quách Xuyên dùng hai tay đưa danh thiếp tới. Triệu Quốc Đống cầm nhìn lướt qua thấy trên đó viết Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật liệu Xây dựng Quách Xuyên. Hạng mục kinh doanh khá phức tạp, bao gồm các loại đá cẩm thạch cùng đá hoa cương, sản phẩm xi măng, đường ống, kiêm thêm các vật liệu xây dựng bình thường. Vĩnh Lương là nơi nổi tiếng toàn tỉnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có mấy huyện nổi tiếng về đá, đều là sản nghiệp trụ cột của địa phương. Nói chuyện một lát, Quách Xuyên cũng không nói nhiều là lễ phép đứng dậy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống. Bí thư Trần, vị thần tiên nào đó. Triệu Quốc Đống cũng đoán được chút lý do nhưng hắn không nghĩ ra là vị lãnh đạo nào giới thiệu mà khiến Trần Anh Lộc chú trọng như vậy. Không phải là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đó chứ. Ôi, cậu cũng nhận ra ư. Trần Anh Lộc bất đắc dĩ nói. Đi đến đâu đều là những kẻ khó chơi. Không để ý thì cũng phải nể mặt ông lớn. Mấy chuyện này bao giờ kết thúc đây? Triệu Quốc Đống cười nói. Là ai vậy? Trần Anh Lộc không nói thẳng mà vòng sang việc khác. Quốc Đống, xem ra phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta khiến ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng biết. Có người hỏi có phải là quan điểm của tôi và cậu ở việc này rất khác nhau không? Điều này làm tôi không tiện trả lời, tôi chưa chính thức nhìn phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta mà. Trần Anh Lộc nói rất khéo léo nhưng Triệu Quốc Đống lại nghe ra ý trong lời của đối phương. Bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi khống chế của lãnh đạo đảng ủy sẽ không thành công. Bí thư Trần, oan cho tôi quá. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi nghĩ phương án quy hoạch này có chút vượt thời gian nên sẽ làm một số người không hài lòng, hoặc là khó có thể làm người ta chấp nhận, cho nên tôi dự định tiến hành điều chỉnh phương án. Thứ nhất là chi tiết hóa làm cho quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta có thể chia theo từng năm, thứ hai cũng có thể làm cho bản quy hoạch này sát với thực tế hơn. Ý của tôi là đợi sau khi mọi người tán thành phương án đã chỉnh sửa rồi mới toàn diện báo cáo với ngài. Thái độ chính xác của Triệu Quốc Đống làm Trần Anh Lộc rất hài lòng. Thực ra y cũng biết trong thời gian này Triệu Quốc Đống đang cùng những chuyên gia quy hoạch thảo luận để sửa đổi một cách thích hợp, mong được nhiều người ủng hộ trước khi đưa ra hội nghị thường ủy. Trần Anh Lộc cũng khá đồng ý với cách làm này của Triệu Quốc Đống. Dù sao một phương án quy hoạch đô thị khiến quá nhiều tranh luận thì khoa học hay thích hợp hơn nữa. Có tính khả thi cao đến đâu mà không được mọi người ủng hộ và tán thành thì bây giờ có mạnh mẽ thông qua, sau này trong quá trình áp dụng cũng sẽ có nhiều mâu thuẫn và câu hỏi, không có lợi cho triển khai công việc. Mà nếu như lúc này có thể tiến hành sửa chữa, đạt được càng nhiều người ủng hộ thì công việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Quốc Đống, cậu làm như vậy là rất tốt. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Tôi mặc dù còn chưa chính thức xem qua phương án này nhưng cũng nghe nói. Có ý kiến cho rằng phương án này vượt quá tính thực tế của Hoài Khánh chúng ta, không tương thích với sự phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh chúng ta, là viển vông, là tốn tiền của dân chúng. Triệu Quốc Đống hơi nghiêng về trước, chăm chú lắng nghe. Cá nhân tôi không có lời bình luận gì về quan điểm này vì tôi chưa xem phương án. Nhưng tôi muốn nói rõ một điểm đó là tôi đồng ý quy hoạch xây dựng thành thị phải vượt trước thời gian. Nếu không một khi Hoài Khánh chúng ta phát triển mà quy hoạch đô thị kém hơn và phải điều chỉnh thì sẽ phải trả cái giá rất lớn, thậm chí không thể điều chỉnh. Vì thế chúng ta bây giờ phải cố gắng làm thật tốt, tránh khả năng kia diễn ra. Trần Anh Lộc nói làm mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn cũng có thể cảm nhận ra ý trong lời nói của đối phương. Có tính dự báo không có nghĩa là Trần Anh Lộc đồng ý với hắn, có lẽ quan điểm của mình trong mắt đối phương chính là hơi quá, cần điều chỉnh. Bí thư Trần. Phương án cụ thể tôi nghĩ đợi đến khi thị trưởng Hứa điều chỉnh xong rồi đưa sang cho ngài xem, kết hợp với dự báo phát triển kinh tế mấy năm tới của Hoài Khánh chúng ta để xem phương án này có khả thi không. Tôi nghĩ Bí thư Trần có thể đưa ra đánh giá công bằng với phương án này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ừ, không chỉ riêng tôi, mà còn là cả hội nghị thường ủy và dân chúng toàn thị xã. Trần Anh Lộc vô thức nhấn mạnh một câu, sau đó chuyển sang đề tài khác. Y nhăn nhó nói.
phương án quy hoạch đô thị của chúng ta còn chưa được xác định mà đã có không ít bạn bè muốn tới góp sức xây dựng. Triệu Quốc Đống nói, Bí thư Trần, ngài còn chưa nói với tôi sau lưng vị Quách Xuyên kia là ai? Trần Anh Lộc trầm ngâm một chút rồi nói, Quách Xuyên là em vợ của chủ tịch tỉnh Tần, y có công ty vật liệu xây dựng không nhỏ, lúc tôi còn làm thị trưởng thành phố Lam Sơn thì y cũng đến góp phần xây dựng. Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên. Triệu Quốc Đống run lên, đây là pho tượng quá lớn. Tần Hạo Nghiên là phó chủ tịch thường trực tỉnh, tay nắm quyền to. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Hạo Nghiên là một trong số ít thường vụ tỉnh ủy bản địa của tỉnh. Y đi lên từ chức bí thư thị ủy Miên Châu, cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh Trình Nhược Lâm trước đó đã làm bí thư thị ủy Kiến Dương, được gọi là hai ngôi sao của cán bộ bản địa. Bọn họ đều là những cán bộ từ cơ sở từng bước trưởng thành lên lãnh đạo tỉnh. Triệu Quốc Đống lúc làm việc ở Sở Giao thông coi như đã gián tiếp tiếp xúc với Tần Hạo Nghiên. Lúc ấy hắn to gan vượt quyền liên lạc với tập đoàn bên Hong Kong làm lãnh đạo tỉnh ủy, rất tức giận, Tần Hạo Nghiên còn đứng ra nói giúp hắn. Thái Chánh Dương và Tần Hạo Nghiên có quan hệ khá tốt, chỉ là sau khi hắn tới Ninh Lăng nên không tiếp xúc. Tần Hạo Nghiên có tiếng khá tốt ở trên tỉnh, cũng không có lời đồn gì. Triệu Quốc Đống thật không ngờ mình còn chưa chính thức được bầu làm thị trưởng lại gặp việc này. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn loáng thoáng nghe nói Phó Thiên và Tần Hạo Nghiên có quan hệ không bình thường. Lần này Phó Thiên có thể tới Hoài Khánh chính là có Tần Hạo Nghiên ở sau lưng. Điều này càng làm hắn thêm lo lắng. Quách Xuyên muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Không phải nghe nói nội thành Hoài Khánh chúng ta sắp quy hoạch lại nên hy vọng có thể cung cấp vật liệu xây dựng sao? Trần Anh Lộc trầm giọng nói. Chủ tịch tỉnh Tần gọi tới muốn chúng ta giúp sao? Triệu Quốc Đống vừa hỏi liền biết câu này của mình quá ngu. Cậu nó xem. Trần Anh Lộc hừ một tiếng. Có thân phận vậy là đủ rồi, còn cần gọi điện sao? Đương nhiên có lẽ lãnh đạo không biết chuyện này. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Y muốn cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng, có tham quá không? Cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng thì y đương nhiên không thể lũng đoạt, nhưng y hy vọng việc cung cấp đá sẽ trong phạm vi có thể của công ty y. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, y cũng đang buồn phiền vì việc này. Phương án còn chưa được thông qua mà đã có người quan tâm. Nếu thông qua thì không biết sẽ có bao việc nữa, không biết sẽ như thế nào nữa. Bí thư Trần, ý của ngài là? Triệu Quốc Đống thử hỏi. Thị xã sẽ xây dựng trên quy mô lớn thì nhất định sẽ phải đấu thầu, nhưng có chút quan hệ chúng ta có thể không tính tới sao? Trần Anh Lộc nhíu mày nói. Vấn đề cụ thể thì phải phân tích, bên ủy ban tự cân nhắc. Quốc Đống, cậu nắm chắc chừng mực, nếu vấn đề quá lớn thì tôi sẽ ra mặt. Quyển 11, chương 105. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc mà Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ đến việc hôm nay. Chuyện hôm nay là điều không thể né tránh. Sau này đừng nói là tỉnh, thậm chí người có quan hệ trên bộ, trên trung ương sẽ tới nữa. Miếng bánh to như vậy ai chẳng muốn làm miếng. Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ việc này đến nhanh như vậy. Lần đầu đã là nhân vật quá lớn. Em vợ Tần Hạo Nghiên, đây là người Hoài Khánh không ai dám làm mất lòng, bảo sao Trần Anh Lộc cũng thấy khó giải quyết. Trần Anh Lộc là kẻ lão luyện, việc xây dựng thành thị là công việc bên ủy ban, y nói vài câu cảm ơn và đẩy sang cho Triệu Quốc Đống là chính xác. Sau đó Triệu Quốc Đống muốn làm như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hắn. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, chuyện này giao cho Hứa Kiều phụ trách đi. Hứa Kiều là nhân vật cứng rắn, không chịu sức ép, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Hai người đã sớm bàn với nhau khi chính thức đi vào xây dựng sẽ áp dụng chế độ đấu thầu từng mảng. Dù là công trình lớn hay nhỏ đều cố gắng đấu thầu công khai. Đương nhiên đó chỉ là lý tưởng, còn thực tế áp dụng sẽ có rất nhiều khó khăn. Đấu giá công khai đã bắt đầu được áp dụng vào 1/1 năm nay. Có tấm da hổ này ít nhất có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Chẳng qua phương thức này cũng có nhiều sơ hở, từng hạng mục cụ thể vẫn có nhiều chỗ để chui vào. Phó Thiên chăm chú đọc phương án quy hoạch đô thị mà Ủy ban xây dựng đưa sang, đây có lẽ là bản dự thảo cuối cùng để đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy. Không thể không nói Triệu Quốc Đống này có nhiều dã tâm. Quy hoạch khiến cho nội thành mở rộng vài lần, diện tích tổng cộng là 180 km², giai đoạn 1 đã là 80 km². Mà diện tích nội thành Hoài Khánh bây giờ không đầy 30 km². Trong quy hoạch, vành đai trong và ngoài trên cơ bản chia nội thành làm hai khu vực. Lấy công viên rừng rậm làm trung tâm, đây quả thực là tạo ra diện mạo mới cho Hoài Khánh. Cả khu vực dân cư trong phạm vi 60 km² vây quanh công viên rừng rậm,
chuyển trung tâm nội thành sang vây quanh Hồ Liên Diệp. Mặc dù trung tâm nội thành trách về hướng Tây Bắc nhưng vành đai bên ngoài cũng bao cả khu vực sản xuất và tập thể của năm đóa kim hoa tiến vào. Ngoài một bộ phận đất được Ủy ban thị xã xác định làm đất dự trữ tại khu vực sản xuất của nhà máy cơ giới thì khu vực đất của mấy nhà máy khác đều nằm ở vành đai ngoài. Vành đai trong theo Triệu Quốc Đống xác định có lẽ là trung tâm nội thành lấy chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, giáo dục làm chính. Mà giao giới giữa vành đai trong và ngoài chính là nơi để bảo vệ di tích lịch sử, phát triển ngành sản nghiệp thứ hai làm chính. Khu khai phát Hoài Khánh vừa vặn ở khu vực này, nhưng nó cách trung tâm nội thành không xa. So sánh với năm đóa kim hoa kia thì gần hơn nhiều. Điều này chính là vì thị xã muốn tạo ra sức hấp dẫn của khu khai phát. Trên thực tế phía đông và nam của vành đai trong có một bộ phận được làm được. Ví dụ như đại lộ Song Diệp ở phía đông và đại lộ Đại Khánh phía nam nếu mở rộng về phía tây bắc thì sẽ bỏ được trói buộc của khu tập thể 5 công ty, nhà máy kia, biến trung tâm nội thành Hoài Khánh chuyển về tây bắc. Công trình vành đai trong cuối năm nay sẽ bắt đầu khởi động, hơn nữa trong phương án quy hoạch cũng có một lượng lớn các công trình công cộng văn hóa, thể thao. Trong phương án cũng nói rõ Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Khánh ủy quyền công ty khai thác đô thị Hoài Khánh làm chủ quản việc xây dựng thành thị, toàn quyền phụ trách việc áp dụng các công trình tổng thể trong xây dựng thành thị Hoài Khánh. Công ty khai thác đô thị Hoài Khánh trên thực tế trực thuộc Ủy ban xây dựng thị xã. Phương Hùng Phi là người rất biết điều, nhưng sợ rằng quyền quyết định cuối cùng ở công ty khai thác đô thị không phải là chủ nhiệm Ủy ban xây dựng. Hứa Kiều là phó thị trưởng phụ trách xây dựng mới là người có quyền quyết định. Phó Thiên không tiếp xúc nhiều với Hứa Kiều, nhưng có thể cảm nhận vị phó thị trưởng này còn khó đối phó hơn Triệu Quốc Đống. Hứa Kiều là loại người không rắn không mềm nên không dễ tiếp xúc. Hứa Kiều là người ngoài đảng nên Phó Thiên cảm thấy sức ảnh hưởng của mình đối với Hứa Kiều không nhiều. Hứa Kiều hoàn toàn có thể không thèm để ý đến Phó Thiên trong công việc cụ thể, không sợ Phó Thiên can thiệp vào. Hứa Kiều chỉ cần phụ trách với Triệu Quốc Đống, thậm chí có thể hoàn toàn không thèm để ý tới Lữ Thu Thần. Phó Thiên không biết đây có phải là hành động bố trí từ trước của Triệu Quốc Đống nhằm khống chế tốt mảng xây dựng thành thị hay không. Chẳng qua Phó Thiên tin trên đời không có gì không làm được. Hứa Kiều khó đối phó nhưng Phương Hùng Phi cùng mấy lãnh đạo khác của Ủy ban xây dựng không phải làm bằng kim cương. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần nhưng Phó Thiên có thể cảm nhận Phương Hùng Phi hình như không hài lòng ở vị trí chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, muốn được điều chỉnh. Xem ra là muốn xuống quận, huyện nhận chức, chỉ cần có suy nghĩ là đủ rồi, dễ làm thôi. Nghĩ vậy, Phó Thiên một lần nữa nhìn lại bản quy hoạch. Đây đúng là một bức tranh đẹp mắt, nhưng áp dụng vào thực tế như thế nào, mất bao lâu thời gian thì phải xem tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Phó Thiên gặp phương án quy hoạch đô thị lại, lặng lẽ suy nghĩ. Phương án này đã đưa ra những cơ sở khoa học, cũng đưa ra dẫn chứng thành công trên thế giới. Theo quan điểm cá nhân của Phó Thiên thì bản quy hoạch này đã tập hợp tâm huyết của nhiều chuyên gia, cũng thể hiện được ý đồ táo bạo của Triệu Quốc Đống. Phó Thiên không cho rằng phương án này là viển vông, xa vời như một số người nói. Ngược lại y cảm thấy có lẽ đây là cơ hội phát triển cho Hoài Khánh. Lấy phát triển kinh tế thúc đẩy xây dựng thành thị, lấy xây dựng thành thị xúc tiến phát triển kinh tế, phương án này đã thể hiện rõ ràng quan điểm kia. Lữ Thu Thần có lẽ phản ứng rất mạnh với phương án này. Phó Thiên có chút không xác định được Lữ Thu Thần phản ứng với Triệu Quốc Đống là người đưa ra phương án, hay là bản thân phương án. Nếu như là vế trước thì Phó Thiên chỉ có thể cho rằng Lữ Thu Thần là kẻ hẹp hòi, khó làm được việc lớn. Nếu là vế sau Phó Thiên có thể miễn cưỡng giải thích. Dù sao trước đó Lữ Thu Thần chưa tiếp xúc mấy với công việc bên ủy ban, ánh mắt hạn hẹp. Mình nên có thái độ gì khi biểu quyết phương án này? Phó Thiên cười cười tự giễu. Mình lo lắng làm gì? Triệu Quốc Đống tạo xu thế lớn như vậy, chỉ cần Trần Anh Lộc không phản đối, Lữ Thu Thần dù kéo thêm Lưu Liên Xương, Cao Chí Minh, Trương Quả Hỷ vào thì cũng có thể làm được chuyện gì. Không phải là thêm uy tín cho Triệu Quốc Đống sao? Điện thoại di động vang lên có lẽ là đối phương tới, Phó Thiên cầm lên nhìn số rồi nghe. Ồ, Tiểu Quách đến rồi sao? Ừ, được, tôi xuống, gặp rồi nói. Một chiếc Lexus lặng lẽ đỗ cách cổng lớn thị ủy 100 mét đón Phó Thiên cầm cặp đi bộ. Sau đó rất nhanh biến mất trong dòng xe. Xe Lexus chạy thẳng về phía đông, lên quốc lộ 226 và đi về Ando. Hứa Kiều đưa bản báo cáo chi tiết về cơ sở khoa học và các dẫn chứng cùng phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh đến tay các vị thường vụ thị ủy, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Phương án này trước đó tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận. Sau đó cô cùng Triệu Quốc Đống,
Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh, chuyên gia Học viện Kiến trúc Thượng Hải nghiên cứu điều chỉnh lại. Phương hướng chung giữ nguyên nhưng chia làm hai giai đoạn, nhất là nói rõ giai đoạn thứ hai có thể tham khảo tình hình xây dựng thực tế của giai đoạn 1 mà kịp thời điều chỉnh. Mà giai đoạn 1 lại kết hợp với tình hình thực tế của Hoài Khánh và tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Trong phương án này có một vấn đề rất quan trọng là tác dụng của QW. Phương án giao cho công ty khai thác đô thị quyền lực tương đối lớn, đây là điều quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống cũng nói rõ với cô là bộ máy hiện nay của công ty khai thác đô thị cần được điều chỉnh. Muốn Hứa Kiều bây giờ phải khảo sát người phù hợp ngồi vào cương vị lãnh đạo của công ty khai thác đô thị. Quyển 11, chương 106. Hứa Kiều khá mẫn cảm nhận ra giọng nói của Triệu Quốc Đống đã thay đổi, đối phương có vẻ rất tự tin phương án được thông qua trong hội nghị thường ủy, yêu cầu cô chuyển trọng tâm trong công việc sang lựa chọn bộ máy của công ty khai thác đô thị. Hứa Kiều có chút ngạc nhiên, theo cô biết Lữ Thu Thần đang tích cực hoạt động, hơn nữa hình như có không ít lãnh đạo thị xã ủng hộ y. Ngay cả khi cô mang phương án đã sửa sang cho Lữ Thu Thần xem, Lữ Thu Thần cũng vừa xem vừa lắc đầu, đưa ra vẫn là vấn đề cũ nhưng tốc độ phát triển kinh tế Hoài Khánh không đến mức đó, năng lực hấp thu tài chính và nhân tài quá hư vô mờ mịt, không có giá trị thực tế. Hứa Kiều cũng chẳng buồn tranh cãi với Lữ Thu Thần ở việc này. Theo cô thấy mình làm đã đủ để nói rõ vấn đề, nhưng có một số người có nói cũng vô ích, chỉ có thể để thực tế chứng minh tất cả. Lời của Triệu Quốc Đống có nghĩa là phương án sau khi được thông qua thì phải có hành động cụ thể, nhất là việc lựa chọn bộ máy của công ty khai thác đô thị cũng là chuyện đau đầu. Phụ trách mảng xây dựng thành thị đã hơn nửa năm, Hứa Kiều cũng có chút ý tưởng của mình. Nhất là vấn đề bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị, quan điểm của cô và Phương Hùng Phi không nhất trí. Triệu Quốc Đống trao quyền cho cô cũng có nghĩa là hắn coi trọng cô. Cô biết mình là người không vào đảng. Mặc dù làm phó thị trưởng nhưng chủ yếu là làm việc thực tế, không có mấy quyền lên tiếng trong vấn đề nhân sự. Cô không hy vọng xa vời mình có quá nhiều quyền lên tiếng đối với bộ máy các cơ quan mình quản lý. Dù sao đảng chấp chính là đảng Cộng sản, đảng quản lý cán bộ là điều tất nhiên. Nhưng hình như Triệu Quốc Đống muốn phá vỡ quy định này. Đương nhiên Hứa Kiều cũng hiểu Triệu Quốc Đống sẽ không công khai khiêu chiến nguyên tắc này. Hắn chỉ hy vọng cô có thể đưa ra danh sách bộ máy lãnh đạo của công ty khai thác đô thị, sau đó do hắn quyết định. Như vậy địa vị và quyền lực của công ty khai thác đô thị về sau sẽ khác hẳn bây giờ. Mặc dù giám đốc chỉ là cán bộ cấp phó huyện, phó giám đốc là cấp trưởng phòng nhưng trong tay bọn họ lại cầm rất nhiều tiền, có khi hơn cả các cục trên thị xã. Bây giờ mặc dù không nói rõ ràng nhưng Hứa Kiều biết đã có không ít người lo lót để vào công ty khai thác đô thị. Chuyện khá nhạy cảm này lại giao cho mình chọn, điều này làm Hứa Kiều có chút mừng rỡ, đương nhiên cô cũng thấy tự hào vì điều này chứng minh năng lực của cô đã được thừa nhận. Cao Chí Minh bỏ máy xuống và có chút lo lắng. Sau đó Cao Chí Minh gọi cho Phó trưởng Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Thị ủy Kha Nam gọi tới nói y chuẩn bị tài liệu, hơn nữa nhất định thông báo các vị thường vụ phải có mặt đầy đủ. Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp sắp dùng một tuần khảo sát Kiến Dương, Miên Châu, Thiên Châu, Hoài Khánh là điểm cuối cùng. Hội nghị thường ủy dự định để tuần sau họp nhưng cũng được đẩy sớm lên đôi chút. Trong hội nghị này thảo luận hai việc chính, một tất nhiên là việc Bí thư Ninh đến khảo sát, một việc khác là phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Hai việc này Cao Chí Minh đều thấy khó giải quyết. Y mới tới chưa lâu nên chưa nắm rõ tình hình, nhưng bây giờ Bí thư Ninh lại đến khảo sát Hoài Khánh, phương án tiếp đón do Văn phòng Thị ủy và Văn phòng Ủy ban phối hợp xác định. Do một phó trưởng ban thư ký phụ trách cụ thể nhưng Cao Chí Minh vẫn có chút khẩn trương. Y nhớ một vị lãnh đạo từng nói làm công tác tiếp đón anh làm trăm chuyện tốt lãnh đạo không biết, nhưng chỉ cần xảy ra sai lầm nhỏ thì lãnh đạo sẽ ghi nhớ trong lòng. Cuộc tiếp đón lần này chính là thử thách năng lực tổng hợp của Y, cũng là việc mang tính khiêu chiến lớn nhất sau khi Y làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Hoài Khánh. Trước khi đi, một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quan hệ mật thiết với Cao Chí Minh đã dặn y vài câu, đến hôm nay y vẫn ghi nhớ trong lòng. Vị phó trưởng ban đó nói trưởng ban thư ký thị ủy là chức rất phi diệu. Nếu như dùng tốt có thể có trọng lượng ngang phó bí thư, nếu làm không tốt thì anh chính là bị bỏ xó, không có quyền. Nói trắng ra một điều anh có thể thành tri kỷ của bí thư thị ủy hay không? Mà nếu muốn thành tri kỷ thì anh đầu tiên phải thể hiện được năng lực của mình. Cao Chí Minh cảm thấy lời này rất chính xác. Trưởng ban thư ký thị ủy chính là quản gia của thị ủy. Người bí thư thị ủy tiếp xúc nhiều nhất hàng ngày ngoài thư ký, lái xe chính là trưởng ban thư ký. Vị trí này rất đặc biệt, mình làm như thế nào mới có thể dùng tốt?
Cao Chí Minh biết rõ nhược điểm của mình đó là chưa từng làm công tác hành chính ở chính quyền, cũng không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Có lẽ ưu thế duy nhất là y từ ban tổ chức cán bộ đi ra, khá quen thuộc về nhân sự. Cũng may là lúc trước khi Trần Anh Lộc còn ở thành phố Lam Sơn, y và Trần Anh Lộc đã quen một chút. Ninh Pháp lần này đến khảo sát Hoài Khánh một ngày rưỡi, nói cách khác sẽ ở lại Hoài Khánh một đêm. Trong thời gian này nên chọn điểm gì cho bí thư Ninh xem. Lữ Thu Thần đã mấy lần tiếp xúc với y, cũng nói ra quan điểm của hắn. Hình như Phó Thiên, Lưu Liên Sương cùng với Trương Quả Hỷ cũng đồng ý với quan điểm của hắn. Quan trọng nhất là Lữ Thu Thần và Trần Anh Lộc có quan hệ mật thiết, đây có phải quan điểm của Trần Anh Lộc không? Nếu là phải thì Cao Chí Minh đương nhiên vui vẻ, nhưng nếu Trần Anh Lộc không có ý này thì hơi khó khăn. Cao Chí Minh làm việc ở ban tổ chức cán bộ nhiều năm nên đương nhiên biết sự khác biệt giữa phó thị trưởng thường trực và thị trưởng. Lữ Thu Thần thua thảm hại trong hội nghị thường trực ủy ban, bây giờ hắn nghĩ rằng kéo được mấy thường vụ ủng hộ là sẽ có thể đả kích uy tín Triệu Quốc Đông ư. Đánh giá mình quá cao đó, trừ khi Trần Anh Lộc rõ ràng ủng hộ hắn, nếu không Lữ Thu Thần đừng mong có kết quả gì. Cao Chí Minh định xem một chút rồi nói tiếp, Trần Anh Lộc hiếm khi lộ suy nghĩ của mình trước mặt người khác, không tới lúc quan trọng nhất sẽ không tỏ thái độ. Nhưng khi Trần Anh Lộc tỏ thái độ thì việc coi như đã định. Cao Chí Minh nghĩ tới Triệu Quốc Đống mà phải thở dài một tiếng. Ngay cả bản thân Cao Chí Minh cũng không biết sao mình lại được cử tới Hoài Khánh này. Lúc trước Phó trưởng Ban ám chỉ mình là sẽ được điều xuống nhận chức, Cao Chí Minh đã mừng rỡ như điên. Có thể từ cấp huyện nhảy lên làm cấp phó giám đốc sở chính là bay vọt, cơ hội ngàn năm có một. Nhưng y không ngờ mình lại được phái tới Hoài Khánh. Nghĩ đến việc phải thường xuyên gặp Triệu Quốc Đống, Cao Chí Minh rất buồn bực. Y lo Triệu Quốc Đống lợi dụng thân phận mà gây phiền phức cho mình, lại lo Cao Thiền sẽ bị tên Triệu Quốc Đống kia quyến rũ. Chẳng qua từ góc độ khác mà nói Cao Chí Minh lại thấy có chút may mắn. Mình ở gần Triệu Quốc Đống nên có thể đề phòng hắn, giám sát hắn, ngăn cản Cao Thiền sẽ thành con mồi của Triệu Quốc Đống. Quyển 11, chương 107. Lúc này Triệu Quốc Đống đang hăng hái đến nhà Hàn Độ ăn tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của y. Hàn Độ tổ chức đại thọ 50 tuổi nhưng không công bố với bên ngoài, trừ người nhà thì cũng chỉ có một ít đồng nghiệp ở ban tuyên giáo cùng với rất ít người ở An Đô, Lam Sơn. Hàn Độ có tính cách đạm bạc, lúc công tác ở Lam Sơn đã làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó thị trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thị ủy và được xưng là Hàn Quân Tử. Đây là nói Hàn Độ là người phản đối việc lôi bè kết đảng. Bản thân y cũng làm tấm gương, lúc làm trưởng ban tổ chức cán bộ cùng phó bí thư thị ủy đã tạo được phong thái cương trực, dùng người đúng chỗ, được dân chúng Lam Sơn đánh giá rất cao. Đương nhiên y công tác ở Lam Sơn hơn 20 năm, từng bước trưởng thành, sau đó lại công tác mấy năm ở An Đô nên muốn nói không có mấy bạn bè thân thiết là không bình thường. Ví dụ như người tới ăn tiệc hôm nay chính là bạn bè quan hệ mật thiết với y. Khi Triệu Quốc Đống tới, Hàn Đông đã tới trước. Trong sân có mấy chiếc xe con, cả biển An Đô và Lam Sơn. Sao anh giờ mới tới? Hàn Đông có chút mất hứng chu miệng lên làm Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là vợ đang oán trách chồng. Ha ha, vẫn còn sớm mà. Anh đi từ sớm nên tuyệt đối không tới muộn. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi gãi đầu. Lúc này có giải thích cũng vô ích. Anh không biết đến sớm một chút sao? Hàn Đông hừ một tiếng. Đầu thu, Hàn Đông mặc bộ váy liền quần màu trắng sữa. Mái tóc buộc đuôi ngựa tăng thêm vài phần hoạt bát cho cô, nhìn không như cô gái đã 28, 29 tuổi, trông Hàn Đông lúc này trẻ hơn 3, 4 tuổi. Triệu Quốc Đống cười cười đổi đề tài. Biết rồi, lần sau nhất định chú ý. Tiểu Đông, hôm nay em mặc như thế này nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao người đang nhìn em kìa. Hừ, miệng lưỡi ngon ngọt, đến hầu hết đều là họ hàng của em, có ai là không nhận ra chứ? Hàn Đông mặc dù cảm thấy ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Chưa chắc, anh thấy An Đô và Lam Sơn cũng có mấy người đến mà. Triệu Quốc Đống thấy có hai vị khách đến trước mình một bước đang nhìn tới với vẻ kinh ngạc, có lẽ là thấy mình tới muộn nhất, hơn nữa Hàn Đông lại tự mình ra đón. Đi thôi, lát em giới thiệu cho anh. Bọn họ đều là đồng nghiệp của chú ở An Đô và Lam Sơn, còn có mấy vị ở ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hàn Đông cũng thấy có người nhìn tới nên hơi đỏ mặt. Triệu Quốc Đống là người có vợ, mình sao lần nào cũng cố ý quên vậy nhỉ, mình vô thức coi hắn là người nhà. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá ngại, hắn làm thị trưởng đã hơn tháng nên gặp không ít tình huống như thế này. Lên tỉnh họp, hắn đều bị người ta nhìn vì tuổi của mình. Tuổi là bảo vật,
bằng cấp cũng không thể thiếu. Tuổi trẻ chính là ưu thế không phải ai cũng có được. Chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống biết có rất nhiều người hâm mộ mình. Quốc Đống, đây là lãnh đạo trực tiếp của em. Thường ủy Thị ủy An Đô, trưởng ban tuyên giáo Ngả Xuân Dương trưởng ban Ngả, đây là trưởng ban Trác. Hàn Đông thấy mặt mình nóng lên. Cô biết hai lãnh đạo ở cơ quan có chút hiểu lầm mình, nhưng sự hiểu lầm này làm cô thấy xao xuyến, vừa muốn giải thích, vừa muốn cứ tiếp tục như vậy. Nhưng lý trí lập tức nhắc cô không thể có hành vi gì không tốt. Trưởng ban Ngả, trưởng ban Trác, đây là Triệu Quốc Đống. Ngả Xuân Dương trên 50, là người trông khá nho nhã, đi đôi giày Bắc Kinh. Trưởng ban Trác là người trông khá tinh thần, có lẽ đây là một vị phó trưởng ban ban tuyên giáo An Đô. Triệu Quốc Đống. Hai người nghe hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Chào hai vị, tôi và Tiểu Đông là bạn nhiều năm, trưởng ban Hàn mừng sinh nhật 50, tôi từ Hoài Khánh đến nên muộn một chút. Triệu Quốc Đống cười cười đưa tay về trước. Câu nói từ Hoài Khánh tới làm Ngả Xuân Dương lập tức có phản ứng. Thị trưởng Triệu, ha ha, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Trưởng ban Trác ở bên cũng có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Có vẻ như không tin lắm người trẻ tuổi trước mặt chính là thị trưởng Hoài Khánh, cán bộ cấp giám đốc sở trẻ nhất tỉnh. Ha ha, trưởng ban Ngả nói như vậy làm tôi xấu hổ. Nói ra trưởng ban Ngả còn là lão lãnh đạo của tôi. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ồ, sao lại nói như vậy? Ngả Xuân Dương có chút tò mò nói. Tôi mấy năm trước khi còn làm ở huyện Giang Khẩu, trưởng ban Ngả đang làm phó trưởng ban thư ký thành phố. Triệu Quốc Đống nhớ khá kỹ. Hàn Đông khi nhắc tới mấy lãnh đạo trực tiếp của cô cũng thuận tiện nói trước đây Ngả Xuân Dương từng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy An Đô. Mà lúc ấy Hàn Độ là trưởng ban thư ký thị ủy. Sau đó khi Hàn Đông làm phó bí thư thị ủy An Đô, Ngả Xuân Dương lên làm chánh văn phòng thị ủy, coi như tiến thêm nửa bước. Đến khi Hàn Độ lên làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo thì Ngả Xuân Dương cũng thuận lợi lên làm thường vụ thị ủy. Lúc ấy vị trí này cạnh tranh rất mạnh. Ngả Xuân Dương được Hàn Độ ủng hộ tuyệt đối nên mới thắng. Thị trưởng Triệu đã từng công tác ở Giang Khẩu. Ngả Xuân Dương nói. Lúc ấy bí thư Lô có phải là bí thư huyện ủy Giang Khẩu? Ha ha, trí nhớ của trưởng ban Ngả tốt thật. Lúc ấy bí thư Lô làm bí thư, trưởng ban thư ký Mao làm chủ tịch huyện. Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, bây giờ hai người bọn họ đều là người nổi tiếng ở An Đô. Giang Khẩu đúng là có nhiều nhân tài. Ngả Xuân Dương cười cười một tiếng nói. Thị trưởng Triệu sợ rằng không ở Giang Khẩu bao lâu. Ừ, tôi chỉ công tác ở Giang Khẩu 4 tháng, cuối năm được điều lên Sở Giao thông, sau đó được cử xuống Ninh Lăng công tác. Triệu Quốc Đống biết Ngả Xuân Dương mặc dù là thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo nhưng là người ở phe trung lập. Mao Đạo Lâm phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng thị ủy bây giờ là người của Miêu Trấn Trung. Lô Vệ Hồng đi lại gần với thị trưởng Diêu Văn Chí. Miêu Trấn Trung bây giờ có quan hệ khá vi diệu với Diêu Văn Chí. Theo lý Miêu Trấn Trung là phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy nên Diêu Văn Chí không thể nào đối đầu với y, nhưng Diêu Văn Chí do Ninh Pháp một tay đề bạt lên. Mà bản thân Miêu Trấn Trung bởi vì tác phong nên có quan hệ không tốt lắm với trên tỉnh, vì thế quan hệ của hai người Miêu Trấn Trung và Diêu Văn Chí cũng không tốt. Ồ, bảo sao tôi không có nhiều ấn tượng về thị trưởng Triệu. Xem ra thị trưởng Triệu trưởng thành từ bên Ninh Lăng. Ngả Xuân Dương cười nói. Nói chuyện mấy câu, Triệu Quốc Đống cũng biết họ Trác kia tên là Trác Phong, trước làm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Dương, trưởng ban tuyên giáo, mới lên làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy chưa lâu. Đang ngồi còn có hai cán bộ ở Lam Sơn, một là chủ tịch quận Cố Lam thành phố Lam Sơn Tống Định Quốc. Lúc Hàn Độ làm phó bí thư thị ủy Lam Sơn thì Tống Định Quốc đã từng là thư ký cho Hàn Độ. Sau khi Hàn Độ rời khỏi Lam Sơn, y xuống một xã của Cố Lam làm chủ tịch. 7 năm đã lên làm chủ tịch quận. Một người khác là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Lam Sơn, Lê Khắc Hoa. Hai người của Lam Sơn cũng có chút tò mò với Triệu Quốc Đống. Ngoài việc Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã là thị trưởng Hoài Khánh ra, còn có một nguyên nhân đó là bí thư thị ủy Lam Sơn Kỳ Dư Hồng hiện nay trước đây từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Triệu Quốc Đống. Vì thế hai bên nhanh chóng có đề tài chung. Hôm nay Triệu Quốc Đống thấy có thu hoạch. Thêm vài người bạn. Người có thể được Hàn Độ chú ý thì đương nhiên đều có bản lĩnh và năng lực mạnh. Quyển 11, chương 108. Hàn Độ cũng không nghĩ ra Triệu Quốc Đống sẽ tới. Y vốn không muốn tổ chức to, chỉ là người nhà khuyên mãi, cũng chỉ là người quen thân, không có người ngoài.
Vì thế Hàn Độ cũng khó có thể chối từ nên tổ chức vài bàn. Triệu Quốc Đống đến làm y có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thấy có gì không ổn. Thấy Triệu Quốc Đống nói chuyện vui vẻ với mấy người Ngả Xuân Dương, Lê Khắc Hoa, Hàn Độ cũng khá cao hứng. Hàn Độ không thích bạn bè chỉ buộc lại vì lợi ích, thích bạn bè đồng nghiệp cùng quan điểm và chí hướng hơn. Đương nhiên loại đồng nghiệp như thế này đúng là rất ít. Ngả Xuân Dương cùng Lê Khắc Hoa đều là bạn có quan hệ mật thiết với y, mà Tống Định Quốc trước đây là thư ký vẫn có liên lạc. Về phần Trác Phóng là người một lòng muốn quan hệ với y, Hàn Độ biết rõ nhưng thấy đây là người cũng có năng lực, vì thế Hàn Độ cũng không ngăn cản đối phương tới. Bữa tiệc mừng thọ truyền thống luôn có những lời chúc mừng. Hàn Độ mới 50 mà đến cán bộ cấp phó tỉnh thì coi như là thành công. Nếu mấy năm sau phát triển tốt không chừng có thể lên đến cấp chính bộ, nhưng cấp bậc này không hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mà còn phải xem vận may. Bữa ăn kết thúc trong không khí hài hòa và náo nhiệt. Mọi người biết ý tự về, thành phố Lam Sơn cách An Đô không xa, chỉ tầm 2 tiếng là đủ. Nhìn khách lục tục rời đi, Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình nên đi nhưng Hàn Đông hình như đang bận tiễn khách, hắn không tiện cứ thế mà đi, dù sao cũng phải chào Hàn Đông một câu mới được. Quốc Đống, thời gian gần đây rất bận phải không? Hàn Độ nói làm Triệu Quốc Đống cảm thấy y có chuyện cần nói với mình. Trưởng ban Hàn, nói thật là thời gian này tôi hơi bận. Triệu Quốc Đống thấy Hàn Độ ngồi xuống nên biết mình đứng có vẻ không hay. Là về phương án quy hoạch đô thị. Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra, sao Hàn Độ lại hỏi việc này? Không hoàn toàn như vậy. Quy hoạch đô thị đúng là có chút tranh luận. Gần đây chúng tôi đang tổ chức chuyên gia nghiên cứu chỉnh sửa, cố gắng nhanh chóng được thông qua và đưa vào sử dụng. Ngoài ra có mấy công ty Đài Loan đến Hoài Khánh khảo sát, chúng tôi hy vọng nhanh chóng xác định việc bọn họ đầu tư vào khu khai phát. Như vậy sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyển từ công ty Hòa Tân, cũng có lợi cho việc hoàn thiện ngành điện tử thông tin. Ồ, xác định rồi ư. Hàn Độ có chút hứng thú nói. Tuần sau Bí Thư Ninh sẽ đi khảo sát mấy thành phố, thị xã phía đông, cậu biết chưa? Hoài Khánh là điểm cuối cùng, cậu cần phải đưa ra điểm sáng nào đó. Chứ chỉ mình công ty Hòa Tân là không đủ. Hàn Độ đầy ẩn ý nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Xem ra phương án quy hoạch đô thị khiến hắn bị trên tỉnh chê không ít. Vốn việc hắn có thể lên làm thị trưởng hay không đã có tranh cãi, nhất là Yến Nhiên Thiên không coi trọng hắn, sau đó Ninh Pháp vỗ bản quyết định mới thành. Bây giờ Bí Thư Ninh đi khảo sát 4 thành phố, thị xã, nếu mình không đưa ra thành tích nào đó đúng là khó ăn nói. Trưởng ban Hàn, tôi mới phụ trách công việc có 1-2 tháng thì sao có thể có biến hóa nhiều như vậy? Còn mời trưởng ban Hàn chỉ điểm một chút. Bản quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chính là tài liệu tốt nhất. Hàn Độ thản nhiên nói. Không nên chỉ nghĩ trong phạm vi nhất định, tại sao quy hoạch đô thị Hoài Khánh lại làm lớn như vậy, lý do và ý tưởng là gì? Nó hoàn toàn có thể kết hợp tư tưởng kinh tế, xã hội của Hoài Khánh mà thể hiện. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh mấy năm tới có ý tưởng sáng tạo nào không, làm như thế nào để kết hợp xây dựng thành thị và phát triển kinh tế, tăng thu nhập của nông dân? Bí Thư Ninh đến cũng không phải là xem công việc cụ thể nào đó, cũng không phải tới nghe con số khô khan, đương nhiên mấy vấn đề này cũng cần nhưng quan trọng hơn là phải đưa ra mục tiêu có thể thực hiện. Phải để Bí Thư Ninh cảm thấy mục tiêu cậu đưa ra là có thể hoàn thành. Hàn Độ nói làm Triệu Quốc Đống giật mình tỉnh ngộ. Đúng thế, sao không biến nguy cơ thành cơ hội? Hoài Khánh khác với Ninh Lăng vì nó quá gần An Đô. Rất nhiều chuyện Hoài Khánh vừa truyền ra, lãnh đạo tỉnh đã nghe thấy. Nếu không tìm cơ hội giải thích thì có lẽ ấn tượng sẽ hình thành. Nếu như mình có thể mượn cơ hội này thể hiện phương án quy hoạch đô thị với Bí Thư Ninh thì có lẽ đó là cơ hội. Trên đường về nhà Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ lời Hàn Độ nói. Không hổ là lãnh đạo tỉnh ủy, tầm nhìn và vị trí đứng khác hẳn. Bản thân Triệu Quốc Đống mới chỉ nghĩ làm sao thuyết phục được Trần Anh Lộc. Nhưng dù thuyết phục được Trần Anh Lộc thì trong thị xã vẫn còn lực lượng phản đối, nhất là Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình. Ngày sau khi tiến hành áp dụng quy hoạch vào thực tế thì rất có thể sẽ bị đám người kia gây khó dễ. Nếu có thể được Bí Thư tỉnh ủy tán thành thì ở rất nhiều công trình nếu anh muốn gây khó dễ cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Kha Nam đã gọi điện cho Triệu Quốc Đống báo ngày kia diễn ra hội nghị thường ủy, xem ra Trần Anh Lộc cũng dự định xác định xong việc này trước khi Ninh Pháp tới. Chuyện của Nhiễm Kính Khoa, huyện Lâm Giang coi như đã xong, còn có 2 cán bộ cấp trưởng phòng dính tới. Đại hội đại biểu nhân dân huyện đã miễn chức phó chủ tịch huyện của y, thị ủy cũng ra quyết định miễn chức thường vụ huyện ủy của y. Bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện mặc dù không có cuốn vào nhưng vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
không biết Trần Anh Lộc có điều chỉnh bộ máy Lâm Giang không? Bộ máy cổ lâu cũng có chút vấn đề. Lần trước Tiêu Triều đã nói chuyện với hắn, Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Trần Anh Lộc có ý tưởng. Không biết có phải muốn thông qua Tiêu Triều để thử dò xét mình không? Chỉ là vấn đề này hơi nhạy cảm, Triệu Quốc Đống không tiện hỏi nhiều. Xem ra trước khi hắn được chính thức bầu làm thị trưởng thì cơ chế phối hợp giữa thị ủy, ủy ban sẽ không thể tiến vào quỹ đạo bình thường. Ở vấn đề nhân sự quyền lên tiếng của Triệu Quốc Đống vẫn còn yếu. Hắn tính ra chỉ có Quế Toàn Hữu đến Quy Ninh coi như thành công hiếm hoi của hắn. Trần Anh Lộc để Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực đúng là làm người ta nuối tiếc, nhưng Tiêu Triều làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là thỏa đáng. Đây sẽ là người làm cầu nối giữa hắn và Trần Anh Lộc. Không thấy xe Honda Accord, Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ tối, cũng không biết Nhược Lâm cùng La Băng có ai ở nhà không. Chương trình siêu cấp sâu của Trình Nhược Lâm đã được chính thức lên sóng và được nhiều người đón nhận. Vì thế cô càng lúc càng bận hơn, về cũng muộn hơn trước nhiều. Vừa nãy trên đường về, hắn cùng Hàn Đông đến bán đảo Lam Loan ngồi một chút, đương nhiên hai người không xảy ra chuyện gì. Hai người đều đã trưởng thành nên phải cân nhắc kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận có những lúc mình quá vô tâm. Lúc ở bên Hàn Đông, hắn luôn có cảm giác áy náy. Hắn cảm thấy mình nếu có thể có một bạn gái như Hàn Đông ở bên cả đời là quá tốt. Nhưng vừa bước ra khỏi quán cà phê rồi bị cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo lại. Bên hắn đã có nhiều người phụ nữ như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ được. Hắn không lựa chọn Hàn Đông chính là quyết định sáng suốt nhất. Mà vừa đi đến đây, so sánh tới cơ thể đẫy đà và sự dịu dàng của La Băng, Triệu Quốc Đống lại cảm thấy mình bị nửa bên dưới quyết định, cả người nóng lên. Hắn đúng là kẻ háo sắc, nếu muốn thay đổi hẳn bản tính của hắn thì có lẽ không thể. Quyển 11, chương 109. Triệu Quốc Đống lên lầu quả nhiên thấy mỗi mình La Băng ở nhà. La Băng cầm cặp cho hắn, sau đó lấy dép lê cho hắn rồi pha cho hắn chén nước mật ong ấm. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế nốc cạn. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt giống như cảnh mình ở nhà Từ Xuân Nhạn vậy. Từ Xuân Nhạn cũng dịu dàng như vậy. La Băng đang đắm chìm trong hạnh phúc nên rất thỏa mãn với cuộc sống hiện nay, thậm chí rất yêu thích cuộc sống bây giờ, cô sợ có gì đó phá hỏng hạnh phúc đang có. Điều này làm Trình Nhược Lâm thường xuyên phê bình cô quá dễ thỏa mãn với cuộc sống. Công việc ở học viện rất nhàn, cô có rất nhiều thời gian để đọc sách, lên mạng. Xử lý xong công việc của văn phòng rất dễ. Cô cũng thay tránh văn phòng làm không ít việc. La Băng mặc dù đã 30 nhưng không biết cô dùng phương pháp dưỡng da gì mà làn da vẫn trắng nõn và mềm mại. Theo Triệu Quốc Đống thấy La Băng hoàn toàn có thể làm người quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm. Trình Nhược Lâm lúc sống một mình ở đây, Triệu Quốc Đống đến và cảm thấy trong phòng đầy sự quyến rũ. Nhưng sau khi La Băng tới thì đã khác hẳn, căn phòng trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều, rèm cửa sổ cũng thay sang loại màu trắng dễ chịu. Chẳng qua Trình Nhược Lâm vẫn kiên trì duy trì phong cách của mình ở phòng ngủ, La Băng cũng chỉ làm rực rỡ phòng khách và nhà bếp lên mà thôi. Nhược Lâm theo đoàn đến Đường Giang, Lô Hóa cùng Tân Châu, có lẽ một tuần mới về được. Trình Nhược Lâm cầm quyển sách trong tay và nói. Bảo sao anh không thấy xe, đi tập cho giỏi cũng tốt, nếu không sẽ mãi không dám đi đường dài. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xe Honda Accord cũng là do Dương cổ động hai cô mua. La Băng chỉ có không đầy 100 ngàn trong sổ tiết kiệm, Trình Nhược Lâm trả tiền mua phòng cũng không còn bao nhiêu. Triệu Quốc Đống biết suy nghĩ của Trình Nhược Lâm nên không nói gì nhiều, nhưng ở việc mua xe hắn phản đối mua xe hạng thấp. Từ vấn đề an toàn hay niềm vui mà nói thì hai cô phải mua xe tốt một chút. Triệu Quốc Đống vốn định mua xe Buick vì hệ thống an toàn của nó. Nhưng Trình Nhược Lâm cùng La Băng phản đối vì nó hơi chói mắt, lại hơi to, lái hơi khó. Mà Trình Nhược Lâm lại thích sự tinh xảo. Linh hoạt của Honda, vì thế chọn một xe Honda Accord sản xuất ở Quảng Châu. Không đủ tiền Triệu Quốc Đống đưa thêm coi như cho Trình Nhược Lâm vay. Vâng, cơ quan không đủ xe, Nhược Lâm thấy dùng xe của mình rồi thuận tiện đi du lịch một vòng cũng được. Nhược Lâm đi được 2 ngày rồi, có lẽ còn 3-4 ngày nữa là về. La Băng nhẹ nhàng nói. Vậy mấy hôm nay em đi làm như thế nào? Có gì chứ, không xe chẳng lẽ không đi làm được? Không mua xe không phải vẫn có thể đi xe bus đi làm sao ạ? Bình thường Nhược Lâm có việc em cũng tự đi làm mà. Cũng không xa. La Băng cười cười đầy quyến rũ. Không, anh không lo cái này.
Anh lo là bây giờ trên xe bus nhiều con dê, em vừa lên thì người quân tử còn động lòng chứ đừng nói người tâm lý yếu. Em đây là yêu tinh hại người. Triệu Quốc Đống nhìn cơ thể đẫy đà, quyến rũ của La Băng mà không nhịn được trêu chọc. Ba Hoa. La Băng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Vậy anh ba hoa thêm nữa. Triệu Quốc Đống vung tay lên ôm La Băng vào người. Cô hơi ưỡn éo hai cái cho có lệ, nhưng cuối cùng đành để mặc Triệu Quốc Đống đưa tay xuống dưới váy ngủ mình. Tiếng thở hổn hển vang lên bên tai hắn, La Băng không thể chịu được sự khiêu khích của Triệu Quốc Đống, hai tay hắn đặt lên ngực của cô, vú cô to không kém gì diễn viên phim cấp 3 của Hong Kong, nó đang không ngừng cứng lên trong tay hắn. Hắn tham lam tách môi La Băng, đưa lưỡi vào liếm mút. Tay hắn cũng từ từ cởi từng khuy váy ngủ, một cặp vú to hiện ra trong không khí. La Băng thấy mông mình bị đôi bàn tay rắn chắc nhấc lên, cô biết hắn muốn làm gì. Nhưng ở đây là phòng khách nên cô hơi xấu hổ, chẳng qua không thể chống lại nên đành mặc kệ hắn. Cô hơi kiễng mông lên để hắn kéo quần lót và váy của mình ra rồi dựa vào lòng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh cảm nhận bảo bối của mình tiến từng phân một vào trong cơ thể đối phương, nó làm hắn thấy khoái cảm. La Băng là người phụ nữ mẫn cảm nhất trong những người hắn đã quan hệ. Hắn tiến lên từng phân một là cảm nhận rõ biến hóa của cô, cảm giác ướt át làm hắn thấy mình như quân vương tiến tới. Theo tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng khách, Triệu Quốc Đống cười cười đã phun ra. Mặc dù đang lúc an toàn nhưng La Băng vẫn lặng lẽ vào WC ngồi một lúc, rửa qua rồi đi ra. Triệu Quốc Đống thỏa mãn nhìn La Băng. La Băng là người rất chú ý hình ảnh của mình, nhất là trước mặt hắn càng như vậy. Cô mặc chiếc váy ngủ hai giây quyến rũ và gợi cảm, nửa bầu vú lộ ra ngoài, thậm chí còn có thể thấy điểm hồng hồng. La Băng trèo lên giường dựa vào lòng hắn. Quốc Đống, chị dâu em đã hai lần gọi cho em. Ồ, vợ La Duệ. Triệu Quốc Đống vẫn đang sảng khoái nên cười nói. Vâng, La Khanh cũng đã tìm em một lần. La Băng thở dài một tiếng. Thế giới này quá thực tế, nghe thấy mình có thể ngồi ăn với phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thấy Triệu Quốc Đống và Lô Vệ Hồng thân mật như vậy làm La Duệ không thể ngồi yên. Bọn họ muốn gì? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn anh tìm Lô Vệ Hồng nói giúp y, hay là muốn anh tìm người để bạt em trai em? La Băng u oán trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Em nói như vậy bao giờ? La gia sớm không còn quan hệ gì với em. Chuyện bọn họ có quan hệ gì với em? Vậy ư, em vẫn là họ La. Hơn nữa anh cảm thấy em hình như sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ cắt đứt với La gia. Triệu Quốc Đống khẽ cười cười một tiếng, đưa tay nâng mặt cô lên. Không có việc này. La Băng nghiêng đầu không dám nhìn vào mắt hắn. Phụ nữ sao nói dối lòng mình. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Có một số việc em muốn tránh cũng không được. Em và người nhà có quan hệ này thì cùng với trốn tránh không bằng em cân nhắc xem nên đối xử như thế nào thì tốt hơn. La Băng nghe vậy nhưng không biết nói gì. Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. La Khanh mặc dù không nói rõ nhưng cũng bóng gió hỏi, nhất là hỏi cô thông qua quan hệ gì điều từ Ninh Lăng lên Ando. Lời này rõ ràng là La Khanh rất tò mò về cô. Mà vợ La Duệ đã hai lần hẹn cô đi uống cà phê và nói thẳng nhờ cô giúp La Duệ. La Duệ đang cạnh tranh chức chánh văn phòng ban quản lý khu khai phát công nghệ cao Ando, trong đó có mấy đối thủ khác khá mạnh. La Duệ mặc dù được phó chủ nhiệm Đồng Phi coi trọng nhưng ở việc này đối phương không có mấy quyền lên tiếng. Việc này đều là vợ La Duệ nói với cô, La Băng biết mình nếu nói không có bản lĩnh thì vợ La Duệ không tin. Có thể ngồi ăn với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có thể từ Ninh Lăng lên tỉnh thì nếu nói không có năng lực kia thì ngay cả bản thân La Băng cũng thấy không đủ sức thuyết phục. Triệu Quốc Đống thấy mặt La Băng hơi nhẹ nhàng ma sát vào mình, hắn biết cô đã hơi động tâm vì lời nói của hắn. Được rồi, em không muốn giúp thì cứ để kệ bọn họ. Triệu Quốc Đống cố ý nó. Giúp La Duệ một lần có được không? La Băng giơ đôi mắt đẹp nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ cầu xin làm hắn run lên. Có một lần sẽ không có lần hai sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Quyển 11, chương 110. Nhìn bản quy hoạch này, tôi tin rằng tất cả mọi người đều có cảm nhận đây là phương án quy hoạch rất đẹp. Nhưng nó phải dựa trên cơ sở phát triển kinh tế của Hoài Khánh trong mấy năm tới đều tăng gấp đôi bình quân cả nước. Tôi muốn nói một câu, nguyện vọng là tốt, dám nghĩ tốt là không sai nhưng chúng ta không thể bỏ qua điều kiện khách quan của Hoài Khánh chúng ta. Hoài Khánh chúng ta dựa vào cái gì mà dám đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn từ 18 đến 20% mỗi năm. Giọng Lữ Thu Thần quanh quẩn trong phòng hội nghị.
Nếu chỉ vẽ căn nhà trên không trung trong giấy thì không có vấn đề gì, nhưng đây là quy hoạch sẽ áp dụng vào thực tế. Mà sớm nhất chính là cuối năm nay sẽ tiến hành xây dựng. Mọi người có thể tính xem, vành đai trong sẽ giải phóng mặt bằng bao nhiêu, lượng công trình lớn đến như thế nào. Nếu như chúng ta tiêu tốn rất nhiều để xây dựng vành đai trong nhưng phát triển kinh tế không đạt được kỳ vọng thì rất nhiều tài chính sẽ không được dùng đúng chỗ. Mà Hoài Khánh chúng ta bây giờ không dư giả tài chính để tiêu tốn đến như vậy, rất nhiều nơi cần dùng đến tài chính. Nếu như có thể áp dụng vào điểm khác thì tôi tin rằng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Cùng với việc làm theo trào lưu, làm quá mức thì sao chúng ta không thể làm một cách cẩn thận hơn chút, quy mô làm nhỏ đi một chút, khống chế từng bước, không nên suy nghĩ xa vời như vậy. Tôi nghĩ đây không phải là đại biểu cho tư tưởng bảo thủ mà đây là phải phụ trách với nhân dân, với người nộp thuế. Lữ Thù Thần như cảm thấy được đồng minh ủng hộ nên ngẩng đầu nhìn quanh đầy vẻ đắc ý. Trước hội nghị y đã trao đổi với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cho rằng phương án sau khi sửa đổi của Ủy ban thị xã tốt hơn phương án lần đầu, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một mặc dù còn có chút vấn đề nhưng theo Trần Anh Lộc thấy từ góc độ phát triển đô thị thì ý thức đi trước thời đại cũng không quá đáng, cũng là cần thiết. Cho nên đề nghị Lữ Thù Thần khi đưa ra ý kiến không nên lấy thái độ phản đối hoàn toàn mà chối bỏ cả phương án. Nhưng Lữ Thù Thần vẫn kiên trì với ý kiến của mình, cho rằng phương án này thực chất không thay đổi gì mà chỉ chia làm hai giai đoạn. Quan trọng nhất chính là Phó Thiên, Lưu Liên Xương, Trương Quả Hỷ, Cao Chí Minh cũng có ý ủng hộ y, hơn nữa Tiêu Chiểu có thái độ trung lập cùng với Ân Cảnh Tùng cùng Cố Vĩnh Bân cũng thế. Như vậy Triệu Quốc Đống trên thực tế chỉ có mình Đặng Nhược Hiền ủng hộ, cơ hội này là quá hiếm có. Hứa Kiều cũng tham gia hội nghị nhưng chỉ là ngồi nghe. Trước đó cô đã giới thiệu qua về phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh, sau đó trọng điểm nói ra những cơ sở để đưa ra phương án. Mà Lữ Thù Thần cũng đã có chuẩn bị, đưa ra từng quan điểm để phản đối, thậm chí còn chụp cả mũ công trình mặt mũi. Không khí hội nghị khá nặng nề, Hứa Kiều trên thực tế là đại biểu quan điểm của Triệu Quốc Đống, thị trưởng và phó thị trưởng thường trực có quan điểm khác nhau ở phương án quy hoạch này. Trần Anh Lộc không ngờ thái độ của Lữ Thù Thần vẫn là như vậy. Mặc dù trước đó mình đã nhắc y vậy mà vẫn không thèm để ý. Thật ra mà nói một ít câu nói Lữ Thù Thần đưa ra thì Trần Anh Lộc cũng lo lắng. Nhưng y không đến mức bi quan như Lữ Thù Thần. Y cảm thấy phương án sau khi sửa đổi mặc dù còn chênh lệch một chút so với ý đồ của mình nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Anh không thể yêu cầu quan điểm của mọi người đều hoàn toàn nhất trí với mình, có khác nhau một chút là bình thường. Nhất là Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, hắn hy vọng Hoài Khánh nhanh chóng thay đổi là bình thường. Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc là đủ. Trần Anh Lộc hút một hơi thuốc, làn khói lẳng lặng lượn trên đầu y. Làm một bí thư thị ủy mà vẫn hút thuốc 10 tệ một bao nếu là người khác sẽ thấy mất mặt nhưng Trần Anh Lộc lại thích thuốc mình đang hút. Mấy loại giá đắt như Trung Hoa, Ngọc Khê thì y lại thấy không ngon. Người khác đều nói y đây là có tính yêu quê, y cũng hiểu chắc là do vậy. Ngoài Lam Kiều và Hồng Kiều ra thì y gần như không hút thuốc khác. Có ai có ý kiến gì không? Đây cũng là cơ hội trao đổi mà, Ủy ban thị xã đưa ra phương án này có thể nói là rất chi tiết, hơn nữa mấy ngày trước đã gửi đến tay các đồng chí, tin rằng mấy ngày qua các đồng chí đều đã tìm hiểu. Đây là chuyện liên quan tới sự phát triển nội thành Hoài Khánh chúng ta trong nhiều năm tới, các vị cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến trí tuệ của mình. Trần Anh Lộc thấy mọi người đùn đẩy nhau nên nhíu mày nói. Đặng Nhược Hiền biết những người này đang dò xét thái độ của Trần Anh Lộc, nhưng y biết mình không chần chờ. Đặng Nhược Hiền nói, Trần Anh Lộc, nếu không tôi nói vài câu, có gì không đúng mọi người cũng có thể chỉ ra. Được, anh đã từng phụ trách công tác xây dựng thành thị, tôi tin anh có thể đứng ở góc độ khách quan nhìn nhận vấn đề. Trần Anh Lộc gật đầu nói, Phó Thiên đang suy nghĩ lời Trần Anh Lộc nói. Thái độ của Đặng Nhược Hiền đã sớm rõ ràng, nhưng Trần Anh Lộc nói y đưa ra cái nhìn khách quan là sao? Phương án này tôi đã xem vài lần. Thậm chí tôi còn đến khảo sát thực địa ở mấy điểm quan trọng, cũng so sánh với tình hình phát triển 3 năm gần đây của Hoài Khánh chúng ta. Đặng Nhược Hiền bình tĩnh nói. Nói thật, tôi không quá đồng ý với phương án ban đầu. Lúc ấy tôi cũng như thị trưởng Lữ cảm thấy phương án hơi quá thời đại, nghi ngờ với việc phương án này có phù hợp với sự phát triển kinh tế Hoài Khánh chúng ta không. Đặng Nhược Hiền nói. Nhưng sau đó thị trưởng Hứa đã cung cấp cho tôi không ít tài liệu về việc xây dựng thành thị xúc tiến phát triển kinh tế ở nước ngoài làm ví dụ, nhất là tác dụng của xây dựng thành thị đối với phát triển ngành sản nghiệp thứ ba, tôi cũng đã dành thời gian tìm tài liệu. Sau đó quan điểm của tôi đã thay đổi đôi chút. Phát triển ngành sản nghiệp thứ ba do nhiều nhân tố quyết định.
Theo tôi hiểu thì thương mại, kinh doanh tư nhân, ngành công nghệ cao chính là mấy động lực trung tâm phát triển ngành sản nghiệp thứ ba. Mà một nơi muốn đạt được đủ mấy nhân tố này thì cần đủ yếu tố hấp dẫn. Làm sao để hấp dẫn, đó là đô thị. Đặng Nhược Hiền thản nhiên nói. Nhưng không phải đô thị nào cũng có thể hấp dẫn được những yếu tố kia. Muốn hấp dẫn được thì cũng nên thể hiện điểm sáng của Hoài Khánh chúng ta hơn hẳn các đô thị khác. Mà xây dựng thành thị chính là thủ đoạn để tạo điểm sáng. Khi tôi trao đổi với mấy vị chuyên gia sở quy hoạch kiến trúc tỉnh, bọn họ cũng đưa ra quan điểm này. Bọn họ cho rằng Hoài Khánh có điều kiện rất tốt, mà Hoài Khánh không thể đi con đường trước đây, chỉ dựa vào ngành cơ giới chế tạo, mà phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng, lấy ngành cơ giới chế tạo làm cơ sở, lấy ngành điện tử thông tin làm vật dẫn, tranh thủ biến Hoài Khánh thành đô thị phát triển dựa vào khoa học kỹ thuật. Chúng ta có chênh lệch lớn với Ando về điểm này, mà chúng ta nếu muốn đạt được mục tiêu đặt ra thì nhất định phải làm thật tốt trong việc xây dựng thành thị. Tất cả những người ngồi đây đều bị lời của Đặng Nhược Hiền hấp dẫn. Lữ Thù Thần cũng cảm thấy có nguy cơ lớn. Đặng Nhược Hiền ban đầu không đồng ý phương án này thì y biết, sau đó Đặng Nhược Hiền thay đổi ý kiến thì y cũng không quá để ý, chỉ cho rằng Đặng Nhược Hiền bị Triệu Quốc Đống lôi kéo. Nhưng y không ngờ Đặng Nhược Hiền lại ra sức đến vậy. Phó Thiên thở dài một tiếng, chỉ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này của Đặng Nhược Hiền, y biết lần này Lữ Thù Thần sẽ tự chuốc nhục vào thân. Lữ Thù Thần không biết làm gì ngoài việc phê phán Triệu Quốc Đống đưa ra quan điểm không dựa trên thực tế, ngoài ra không có cơ sở nào để phản bác. Không ngoài suy đoán của Phó Thiên, Đặng Nhược Hiền liền đổi giọng nói sang việc phương án sau khi sửa đổi có ưu thế gì. Làm như thế nào để thể hiện ưu thế về hoàn cảnh tự nhiên, lịch sử nhân văn của Hoài Khánh. Nói tóm lại có những lời lúc trước là đủ khiến cho phía sau thuận lợi. Quyển 11, chương 111. Thưa các đồng chí. Ai có ý kiến xin mời phát biểu. Phó thị trưởng Nhược Hiền đã giảng cho chúng ta một bài học, làm cho tôi cảm thấy xúc động. Trần Anh Lộc lần này đang cân nhắc Lữ Thù Thần sau việc này làm như thế nào để triển khai công việc bên ủy ban thị xã. Nhưng hội nghị vẫn phải diễn ra, Trần Anh Lộc chỉ có thể hy vọng Lưu Liên Xương, Cao Chí Minh hoặc là Trương Quả Hỷ có thể đứng ra, có thể nói những lời kinh điển như Đặng Nhược Hiền, làm cho Lữ Thù Thần không quá mất mặt mà thôi. Nhưng hình như mấy người kia không có năng lực đó. Không thể nghi ngờ Đặng Nhược Hiền đã dành nhiều tâm tư trong công việc, có thể kết hợp từ việc xây dựng thành thị sang phát triển kinh tế, hơn nữa nói rất giỏi đúng là không đơn giản. Trần Anh Lộc nhìn sang Trương Quả Hỷ, Lưu Liên Xương cùng Cao Chí Minh. Trương Quả Hỷ mặt không chút thay đổi, không hề phản ứng với ánh mắt của Trần Anh Lộc giống như chuyện không quan hệ tới mình. Mà mặt Lưu Liên Xương đang tối đen lại, môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Mà Cao Chí Minh từ lúc Đặng Nhược Hiền lên tiếng liền không rời mắt khỏi quyển sổ giống như tất cả tâm hồn và thể xác đều tập trung vào đó. Trần Anh Lộc cười lạnh một tiếng, đây là đồng minh của Lữ Thù Thần sao? Bí thư Trần, tôi nói một chút. Tiêu Chiều bỏ bút xuống rồi lạnh nhạt nói. Vừa nãy lời thị trưởng Đặng làm tôi rất xúc động. Bình thường chúng ta cũng chỉ chú ý công việc trong phạm vi của mình, không nghiên cứu, học tập mấy về công việc không thuộc phạm vi phụ trách của mình. Điểm này tôi thấy mọi người ngồi đây có nhiều người nên học tập thị trưởng Đặng. Quy hoạch đô thị có thể nói rất quan trọng đối với vận mệnh của một đô thị. Có thể nói một quyết định của chúng ta sẽ quyết định sự phát triển, biến hóa của Hoài Khánh 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm tới. Chúng ta làm như thế nào để bắt kịp trào lưu của thời đại, làm cho quy hoạch đô thị phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế. Ở điểm này thị trưởng Đặng nói rất chính xác, tôi sẽ không nói thêm. Tôi chỉ nói một ít ý kiến của mình về phương án này. Tôi xin nói hai vấn đề. Thứ nhất tôi đã xem qua thì thấy trung tâm nội thành lệch về phía Tây Bắc. Mà nội thành Hoài Khánh chúng ta vẫn lấy Đông Nam làm trọng, dù sao nơi này là nơi tập hợp ngành cơ giới chế tạo của Hoài Khánh chúng ta, có lẽ chúng ta vì phát triển sản nghiệp mới nên muốn chuyển trung tâm nội thành về Tây Bắc. Nhưng tôi cảm thấy không thể hy sinh hoặc bỏ qua khu nội thành. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong phương án quy hoạch đô thị lại không thể hiện điểm này. Tôi không thấy đưa ra vấn đề đầu tư xây dựng cải tạo mảng văn hóa, giáo dục, vệ sinh trong bản quy hoạch. Tôi lo nếu như không kịp thời sửa đổi điểm này thì phương án này đưa ra lấy ý kiến quần chúng nhân dân sẽ bị mấy nhà máy lớn phản đối. Triệu Quốc Đống run lên, Tiêu Chiều nói khá nhẹ nhàng nhưng trong đó như có một lưỡi dao sắc bén, làm cho hắn vốn đang hài lòng vì biểu hiện xuất sắc của Đặng Nhược Hiền phải lấy lại tỉnh táo. Đây mới chính là nhằm vào đúng điểm yếu của phương án. Lúc trước mọi người chủ yếu tập trung vào việc quy hoạch, phát triển khu nội thành mới như thế nào,
nhưng hoàn toàn quên nhu cầu xã hội của người nhà và công nhân mấy nhà máy kia. Lợi thực tế có vẻ đã che mắt hắn và Hứa Kiều, làm cả hắn và Hứa Kiều đều thầm nghĩ làm như thế nào biến nội thành Hoài Khánh đi trước thời đại, nhưng quên mất điểm này. Thứ hai, tôi cũng chú ý thấy trong phương án ủy ban thị xã đưa ra việc trao toàn quyền quản lý cho công ty khai thác đô thị, lấy chế độ đấu thầu quyền sử dụng đất hoặc là liên doanh để biến đất thành tiền mặt, vì thế thực hiện chuyển đổi, lấy phát triển kinh tế mà thúc đẩy phát triển đô thị, lấy phát triển đô thị xúc tiến phát triển kinh tế. Cách này thực ra ở một số thành phố khác ở trong nước đã làm nhưng tôi thấy cần phân biệt rõ ràng. Tiêu Chiều cũng có chuẩn bị từ trước nên mỗi chiêu đưa ra đều rất sắc bén. Mặc dù theo lý thuyết thì quy hoạch đô thị có thể xúc tiến phát triển kinh tế, nhưng tôi cảm thấy cần phải xác định rõ ràng. Phát triển kinh tế luôn là gốc, chỉ có phát triển kinh tế mới có thể duy trì và đảm bảo tính lâu dài trong xây dựng thành thị, mới là động lực của xây dựng thành thị, điểm này phải làm rõ. Tôi không phải muốn phủ định tác dụng của xây dựng thành thị đối với phát triển kinh tế. Tôi cũng đồng ý với điều mà thị trưởng Đặng vừa đề cập về xúc tiến sản nghiệp thứ ba. Sau này sản nghiệp thứ ba càng phát huy tác dụng rõ ràng của nó khi kinh tế phát triển. Mà quy hoạch đô thị một cách khoa học hợp lý có thể hấp dẫn sản nghiệp thứ ba thúc đẩy phát triển kinh tế, nó sẽ đạt đến trình độ là nguồn thu tài chính hàng đầu của địa phương. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, mà quy hoạch đô thị, xây dựng chỉ là một trong số đó mà thôi, chúng ta không thể nâng quá cao tầm quan trọng của nó. Liên tiếp ý kiến nhắc nhở, cảnh cáo và đồng ý được đưa ra làm cho những gì Đặng Nhược Hiền mang tới giảm hiệu quả rõ rệt. Nhưng bản thân Tiêu Chiều cũng không phủ định phương án, nhưng y lại đi vào chi tiết nên có tác dụng hãm phanh. Tất cả các thường vụ đều ghi lại ý kiến của Tiêu Chiều, Lữ Thu Thần càng nghe ra hàm nghĩa sâu hơn khiến vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Đương nhiên về tổng thể bản quy hoạch mà Ủy ban thị xã đưa ra là phù hợp xu thế phát triển của Hoài Khánh, nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế Hoài Khánh chúng ta phát triển thêm nữa. Hai câu sau của Tiêu Chiều mặc dù đồng ý với phương án nhưng lại làm người ta khó có thể biết ý đồ thật sự của y. Chẳng qua ba người Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền cùng Hứa Kiều không hề khó chịu. Tiêu Chiều đây là vì công việc mà đưa ra câu hỏi, không có tình cảm cá nhân trong đó. Tiêu Chiều nói làm Trần Anh Lộc khá hài lòng, ít nhất coi như miễn cưỡng giúp Lữ Thu Thần đỡ mất mặt quá nhiều, làm cho Lữ Thu Thần không đến mức không có bậc thang mà xuống. Nhưng mặc dù là vậy thì sau đây một thời gian Lữ Thu Thần vẫn sẽ phải mang theo cái đuôi làm người. Tiêu Chiều mặc dù chỉ ra chỗ thiếu sót trong phương án nhưng lại không phủ nhận phương án này. Hai người Đặng Nhược Hiền, Tiêu Chiều đều đưa ra những ý kiến rất sắc bén. Trần Anh Lộc khá hài lòng, mặc kệ nói như thế nào có thể làm được như vậy cũng đủ để chứng minh trình độ của cả bộ máy. Đặng Nhược Hiền là người Trần Anh Lộc đánh giá cao, Tiêu Chiều càng không cần phải nói. Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy nên khác với những người khác, mặc dù về tình cảm có mật thiết hay không, nhưng cũng không ảnh hưởng đến công việc. Những người khác cũng có thể phát biểu. Vừa nãy hai đồng chí Nhược Hiền cùng Tiêu Chiều nói rất chính xác, ngay cả tôi cũng hiểu thêm không ít. Bí thư Trần, tôi xin nói vài câu. Phó Thiên biết đã đến lúc mình đánh dấu chấm tròn cho cuộc tranh luận này. Nếu còn tiếp tục như vậy không chừng Triệu Quốc Đống chủ động ra trận thì không thể vãn hồi được nữa. Đương nhiên Phó Thiên cũng tin Triệu Quốc Đống không đến mức khi chiếm hoàn toàn ưu thế lại đánh ngã Lữ Thu Thần thêm nữa, như vậy không có tác dụng gì mà còn làm Trần Anh Lộc phản cảm. Được. Lão Phó, anh là chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, anh nói suy nghĩ của mình xem. Trần Anh Lộc vui vẻ gật đầu. Phó Thiên nhấp ngụm nước, thu lại tâm trạng rồi nói. Tôi làm ở sở giao thông nhiều năm, tôi nhớ một câu kinh tế muốn phát triển, giao thông phải đi trước, hoặc là muốn giàu thì phải làm đường trước. Như vậy chuyển sang việc phát triển kinh tế đô thị Hoài Khánh chúng ta có phải là kinh tế muốn phát triển thì xây dựng thành thị phải đi trước không? Đô thị là một khu vực trung tâm của trung tâm. Ngoài việc hội tụ các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa thì cũng phải có sự lưu thông, nói cách khác sự phát triển của nó sẽ quan hệ trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một nơi, tôi cảm thấy muốn phát triển kinh tế thì xây dựng thành thị cần đi trước. Phó Thiên không thèm để ý đến ánh mắt của Lữ Thu Thần, y tiếp tục nói. Nhưng đi trước không có nghĩa là đi quá xa, như vậy phải phù hợp với phát triển kinh tế của Hoài Khánh chúng ta. Mà tương thích cũng không có nghĩa không có tính dự báo. Đây là Phó Thiên tỏ vẻ phương án có thể thông qua nhưng khi áp dụng thì cần chú ý tốc độ của nó, phải tương thích với sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Quyển 11, chương 112. Sau khi mấy vị thường vụ khác không nóng không lạnh bình luận hai câu, Trần Anh Lộc rốt cuộc nhìn tới thì thấy Triệu Quốc Đống mặt mày nghiêm túc lắc đầu, hắn chỉ đang tiếp tục ghi chép.
Trần Anh Lộc tổng kết coi như công bằng nhưng lời nói rất chính xác, phương án còn có vài điểm chưa đủ, nhưng chỉ là vấn đề kỹ thuật, không ảnh hưởng đến đại cuộc nên được thông qua. Hội nghị tiến sang thảo luận đề tài thứ hai, thảo luận phương án tiếp đón khi Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp đến Hoài Khánh thị sát công việc. Sau khi trưng cầu ý kiến của lãnh đạo liên quan bên ủy ban, văn phòng thị ủy và văn phòng ủy ban sau khi nghiên cứu quyết định việc tiếp đón Bí thư Ninh từ Thiên Châu sẽ do đồng chí Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc cùng đồng chí Phó Bí thư thị ủy, quyền thị trưởng Triệu Quốc Đống đến giao giới giữa Thiên Châu và Hoài Khánh tiếp đón, cả quá trình do thị ủy phụ trách. Trạm khảo sát đầu tiên chính là trụ sở 10.000 mẫu trồng chè ở huyện Thanh Bình. Đoàn 18 người của Bí thư Ninh đi 2 xe Toyota Coaster, ngoài ra còn có xe mở đường, xe bảo vệ của Sở Công an, ở Hoài Khánh chúng ta tổng cộng 1 ngày rưỡi, tổng điểm đi thăm là 7. Trong đó mảng nông nghiệp có 2, công nghiệp có 3, du lịch, văn hóa có 1, xây dựng đảng 1. Buổi tối đoàn sẽ nghỉ ở khách sạn Hoài Khánh, Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong cùng Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban thư tỉnh ủy Ký Hồ Liêm, Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương phân biệt ở tại nhà số 2, 3, 4. Bí thư Ninh ở nhà số 1, 4 giờ chiều ngày hôm sau sẽ tiến hành nghe báo cáo ở lễ đường huyện Quy Ninh, 6 giờ chiều Bí thư Ninh sẽ rời khỏi Hoài Khánh. Chúng tôi bố trí như vậy chủ yếu kết hợp việc Bí thư Ninh chủ yếu muốn khảo sát công tác kinh tế cùng với vấn đề tam nông. Chúng tôi bố trí đi thăm chính ở mảng công, nông, đồng thời kết hợp với công tác văn hóa du lịch, xây dựng đảng, biểu hiện thành tích đạt được trong 2 năm qua của thị xã ta. Theo bố trí mà Cao Chí Minh đưa ra vừa thể hiện công việc trung tâm của Hoài Khánh, vừa nhằm vào các đặc sắc của Hoài Khánh. Ví dụ như đi thăm thư viện cổ Ngô Đồng Hoài Khánh nằm ở núi Lăng Vân phía tây Hoài Khánh. Thực ra núi này cao không đến 200 mét, nhưng đây là di tích lịch sử cấp quy gia, đã có lịch sử trên ngàn năm, trải qua đời Tống, Đường, Minh, Thanh. Mặc dù trải qua chiến tranh nhưng sau nhiều đợt sửa chữa nên vẫn bảo tồn khá tốt, quy mô lớn. Thêm núi Lăng Vân nhiều cây cối khiến thư viện nằm trong rừng cây, nhìn từ xa thấy mái ngói màu xanh trông rất cổ kính. Mà cách đó không quá xa là Triều Âm Tự cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thêm Bích Ba Đàm ở chân núi nghe nói là nơi Bạch Long Mã trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tu luyện. Mặc dù mặt nước chỉ rộng 300 mẫu nhưng phong cảnh quanh hồ rất đẹp, làm người ta quyến luyến không quên. Cũng là nơi mà dân chúng nội thành Hoài Khánh thích tới nhất trong mùa hè nóng nực. Sở dĩ đưa ra điểm thăm này chính là Triệu Quốc Đống muốn lợi dụng cơ hội này về việc Hoài Khánh vừa muốn bảo vệ các di tích lịch sử, tài nguyên du lịch, vừa có thể lợi dụng khai thác tài nguyên du lịch mà thu hút tài chính. Về phần khác cũng có thể lợi dụng tài chính tăng lên mà nghiên cứu khai quật, sửa chữa các di tích lịch sử. Ở điểm này các thường vụ cũng có người không đồng ý. Không ít người hy vọng ngoài điểm ở núi Lăng Vân thì nên giảm đi các điểm tham quan du lịch khác mà tăng thêm điểm sáng về công nghiệp. Nhưng Triệu Quốc Đống cuối cùng đã thuyết phục được Trần Anh Lộc đồng ý với phương án này. Triệu Quốc Đống thực ra còn có tư tâm. Hắn hy vọng Ninh Pháp khi đi thăm thư viện cổ Ngô Đồng thì hắn có thể đơn giản giới thiệu quy hoạch của Hoài Khánh, đưa ra ý tưởng sơ bộ và phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh, để được tỉnh ủy ủng hộ. Đương nhiên điểm này Triệu Quốc Đống cũng biết sau hội nghị kết thúc cần trao đổi với Trần Anh Lộc, nếu không nói gì mà đi vòng qua luôn thì sẽ phản tác dụng. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, Trần Anh Lộc giữ Triệu Quốc Đống và Cao Chí Minh lại bàn về chi tiết phương án tiếp đón. Đoàn người Bí thư Ninh dừng chân ở Ninh Pháp một đêm, như vậy ngoài thị sát công việc ban ngày ra, ăn tối xong còn có 2-3 tiếng thì nên bố trí như thế nào? Vào báo cáo công việc hay là đi dạo nội thành? Tôi cảm thấy có thể đi dạo trên cổ chiến trường ở Thất Tinh Quan. Nghe nói Bí thư Ninh có thói quen đi dạo sau khi ăn tối, núi Trường Thành có phong cảnh đẹp, cách nội thành tầm 10 km mà thôi. Thất Tinh Quan có nhiều cây cổ thụ, hai bên sơn thủy hữu tình. 7 giờ 30 tối ăn xong, đi xe 10 phút là tới được Thất Tinh Quan, có thể tham quan nơi đây một chút rồi lên núi, cảm nhận hơi thở thời đường, Tống, tôi tin Bí thư Ninh sẽ chấp nhận bố trí như vậy. Cao Chí Minh nói ra mấy địa điểm nhưng Trần Anh Lộc đều không hài lòng. Nếu không phải không có bao giá trị thì lại lo Bí thư Ninh không chấp nhận. Dù sao tối là thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo, cũng phải suy nghĩ cảm nhận của lãnh đạo. Trần Anh Lộc hy vọng bố trí sao cho vừa để lãnh đạo nghỉ ngơi đồng thời mình cũng không mất cơ hội báo cáo công việc. Đề nghị của Triệu Quốc Đống đã nói đúng tâm ý của Trần Anh Lộc. Thất Tinh Quan, có xa quá không, ngoài ra còn vấn đề bảo vệ nữa. Trần Anh Lộc nhíu mày nói. Bí thư Trần, tôi cảm thấy nơi này rất thích hợp vì chỉ mất 10 phút là tới, coi như Bí thư Ninh ở trên xe tiêu hóa sau khi ăn. Cổ chiến trường ở Thất Tinh Quan nổi tiếng trong cả nước,
ở đây đã có nhiều cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến lịch sử. Truyền thuyết nói rằng trong những đêm trăng sáng sao thưa còn có thể nghe thấy tiếng giáo mác, tiếng vó ngựa, tôi tin bí thư Ninh nhất định sẽ có hứng thú. Triệu Quốc Đống nói, về phần bảo vệ thì càng không vấn đề gì, thất tinh quan vào buổi tối sẽ không có ai, chỉ cần yêu cầu cục công an thị xã đến trước tiếng rưỡi bảo vệ là được. Nhất định không có vấn đề gì. Trần Anh Lộc im lặng không nói như đang suy nghĩ tính khả thi của đề nghị này. Cao Chí Minh rất hâm mộ sức ảnh hưởng khi Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến là Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Y đưa ra mấy ý kiến đều bị Trần Anh Lộc bác bỏ, mà khi Triệu Quốc Đống nói ra lại khiến Trần Anh Lộc động tâm. Mà Triệu Quốc Đống đúng là đã đưa ra ý tưởng rất cẩn thận, làm cho người ta không thể không phục đầu của hắn rất dễ dùng. Quốc Đống, Bí thư Ninh nếu nhận lời đến thất tinh quan thì cũng phải tìm chút đề tài. Chuyện này chúng ta cũng cần bàn xem, cậu có ý gì không? Trần Anh Lộc trầm ngâm một chút và nói, đây coi như y đã nhận lời đề nghị của Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi cảm thấy có thể cân nhắc giới thiệu một chút lịch sử, văn hóa của Hoài Khánh chúng ta. Nếu như lúc nào cũng giới thiệu sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh thì tôi lại sợ phản tác dụng. Giới thiệu lúc ở công ty, ở khu sản xuất nông nghiệp giới thiệu theo tôi thấy là đủ. Chúng ta mượn điển tích trong lịch sử, văn hóa mà nói về ý tưởng phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai của chúng ta thì có lẽ có hiệu quả hơn. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, mắt Trần Anh Lộc sáng lên, y nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu nói ý tưởng của mình ra xem nào. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ý của tôi là có thể để thị trưởng An giới thiệu một chút về sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của chúng ta, vừa phù hợp xu thế hiện nay, cũng có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế. Ví dụ như chúng ta khởi động kế hoạch chuyển giáo viên hợp đồng thành biên chế ở mức cao nhất trong toàn tỉnh, trong 3 năm sẽ giải quyết toàn bộ giáo viên hợp đồng đủ điều kiện sang biên chế, hoàn thành trước 3 năm so với kỳ hạn cuối cùng của tỉnh đặt ra. Ví dụ như chúng ta sau khi nghiên cứu và bàn bạc quyết định hợp nhất các trường dạy nghề trong thị xã thành một trường có quy mô lớn với giáo viên trình độ cao, trang thiết bị cao cấp, hơn nữa tích cực chế tạo trụ sở giáo dục dạy nghề lớn nhất khu vực Trung Tây, làm cho ngành giáo dục dạy nghề kết hợp chặt chẽ với hai sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh là ngành điện tử thông tin và cơ giới chế tạo, tạo ra kết quả rất khả quan. Triệu Quốc Đống nói đầy tự tin làm Cao Chí Minh không khỏi khâm phục. Triệu Quốc Đống đã thích ứng với thân phận của hắn, thể hiện rất tự nhiên trước mặt, cũng quen thuộc với công việc mà mình phụ trách. Cũng có thể dựa theo yêu cầu của Trần Anh Lộc mà đưa ra đối sách, làm cho Trần Anh Lộc hài lòng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Quyển 11, chương 113. Cả Hoài Khánh như tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả các ngành của thị ủy, ủy ban bắt đầu từ hôm sau đều trở nên bận rộn. Cục bảo vệ môi trường tăng cường việc vệ sinh đường phố, ngành giao thông tiến hành kiểm tra hệ thống đèn đường. Đèn tín hiệu đảm bảo đoàn xe của Bí thư Ninh đi qua không thể xuất hiện việc bị ảnh hưởng, tắc đường. Bên hệ thống chính pháp cũng hành động, đưa những thành viên bất hảo vào trại tạm giam, cơ quan công an cũng chuẩn bị các phương án đề phòng, đảm bảo việc bảo vệ không xảy ra vấn đề gì. Trong tuần này công việc trọng tâm chính là Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp đến thị sát công việc, tất cả các công việc khác đều phải nhường bước. Dù là Trần Anh Lộc hay Triệu Quốc Đống gần như mỗi ngày đều gặp nhau. Triệu tập lãnh đạo phụ trách và lãnh đạo các ngành liên quan nghe xem phương án tiếp đón có sơ sót gì không, có gì cần bù đắp không. Lãnh đạo phụ trách lại dẫn theo ngành chuyên môn đến xem từng điểm khảo sát một lần nữa, xem có nơi nào cần điều chỉnh hay cải tiến không. Đảm bảo khi Bí thư Ninh đến khảo sát sẽ thấy được tính thực tế. Bí thư Ninh là người chú trọng thực tế, anh muốn làm qua loa lừa gạt nhất định không được. Nhưng nếu như làm thật quá thì lại thiếu điểm sáng. Làm như thế nào để nắm chắc chừng mực cũng là điều phải suy nghĩ. Thật ra mọi người đều biết lãnh đạo là thành tinh, người bên dưới có tâm lý gì thì lãnh đạo đều biết. Giống như học sinh quay bài giáo viên đều biết vậy cho nên vừa phải biết cách bố trí để lãnh đạo có thể xem ra, có thể cân nhắc đại khái nhưng không thể nhìn được quá sâu. Xe Audi màu đen mới được cục công an mua được dùng làm phương tiện mở đường. Ánh đèn xe cảnh sát khá chói mắt dưới trời mưa. Lý Trường Giang đang dặn dò người phụ trách đội cảnh sát giao thông, bố trí cảnh sát mở đường nhất định phải đảm bảo giao thông thông suốt. Trần Anh Lộc và Cao Chí Minh đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Cách đó vài mét là Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với chánh văn phòng thị ủy Kha Nam để chờ đoàn xe tới. Thị trưởng Triệu, nghe nói lúc Bí thư Ninh khảo sát ở Miên Châu không hài lòng, nhất là khảo sát công ty nhà nước ở Miên Châu thì cho rằng thời huy hoàng của nó đã trôi vào quá khứ. Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh cũng bị phê bình. Kha Nam cười nói. Đây là chọn điểm đi thăm không tốt. Lão Kha,
đây không phải là chọn địa điểm hay không? Tâm lý lãnh đạo đều rõ ràng địa phương như thế nào mà. Anh không thấy mang theo cả chủ tịch Nhâm sao? Nguyên Châu cũng tốt, Kiến Dương cũng tốt, xu thế phát triển như thế nào thì bí thư Ninh không rõ thì chủ tịch Nhâm cũng phải gõ. Chẳng qua xu thế phát triển của Nguyên Châu hai năm nay không tốt. Đây cũng là bình thường, là tình hình chung của cả nước, không ai có thể đi ngược lại xu thế này. Ấn tượng của Triệu Quốc Đống đối với Kha Nam là khá tốt. Khi hắn làm phó thị trưởng thường trực, Kha Nam mới chỉ là phó trưởng ban thư ký thị ủy, năm nay mới được điều làm chánh văn phòng thị ủy. Mỗi thời mỗi khác, từ năm trước tốc độ tăng trưởng kinh tế của Miên Châu Kiến Dương đã giảm đi, tuy nói do kinh tế cả nước ảnh hưởng nhưng năm nay các nơi đã dần hồi phục, Miên Châu Kiến Dương lại đi quá chậm. Xem Ando, Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng xem, Ando thì không nói, Vĩnh Lương hai quý trước tăng trưởng trên 50% so với năm trước, vượt xa Ando và Ninh Lăng. Bây giờ Vĩnh Lương là tâm điểm chú ý của cả nước. Bí thư, thị trưởng của Vĩnh Lương đúng là rất tự hào. Kha Nam nói, giống như lời nói trong phim Lựa Chọn Sống Còn vậy, dưới ánh đèn hồng thì đẹp, nhưng sau lưng lại là sự u tối. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng nói, tôi nói Vĩnh Lương nếu không điều chỉnh kết cấu thì sớm muộn cũng có vấn đề. Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh đã có một tổ công tác đến Vĩnh Lương, nếu Vĩnh Lương không thay đổi thì sẽ không về. Tôi thấy Vĩnh Lương đang rất khó xử. Bây giờ Chủ tịch Ứng đã yêu cầu Vĩnh Lương phải nghiêm khắc thực hiện việc cải thiện, giảm sự ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. Trên tỉnh cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Vĩnh Lương từ chức, thị xã muốn giữ cũng không được. Dưới áp lực lớn như vậy mà muốn duy trì phát triển liên tục là không dễ. Đây cũng là điều đương nhiên, Vĩnh Lương lấy ngành thép, vật liệu xây dựng làm chính để phát triển kinh tế, mấy ngành này đều là ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao, nhưng nó lại có giá trị lớn. Đây là nguyên nhân chính khiến cho Vĩnh Lương có tổng GDP kém mỗi Ando, Nguyên Châu, Kiến Dương, tương đương với Tân Châu, Lam Sơn. Kha Nam trước đây là phó chủ tịch thường trực huyện Quy Ninh, sau đó lên làm phó bí thư chưa lâu nhưng do quan hệ không quá tốt với Cố Vĩnh Bân nên được điều làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Y làm nhiều năm ở ủy ban huyện nên quen thuộc công tác kinh tế, mặc dù làm việc bên thị ủy nhưng vẫn chú ý tình hình kinh tế toàn tỉnh. Sợ rằng có tác dụng lớn như thế nào cũng phải thay đổi. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh không thể nào không chú ý tới tính mạng, sức khỏe của dân chúng mà. Vậy anh phát triển kinh tế làm gì? Thành tích của lãnh đạo hay là lợi ích cá nhân? Kha Nam cảm thấy lời Triệu Quốc Đống rất sắc bén, nghe xong lại làm người ta phải suy nghĩ. Chẳng qua y cũng biết Triệu Quốc Đống còn rất trẻ, là người làm việc quyết đoán, khí phách, không quá để ý tới cái nhìn của người khác với mình. Nhưng lúc đó Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực, bây giờ y làm thị trưởng lại khác. Điều này cũng có nghĩa một đám phó thị trưởng và lãnh đạo các ngành trong thị xã vây quanh anh nói chuyện, làm việc đều phải chú ý chừng mực. Thấy Kha Nam không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng biết lời của mình hơi quá. Vị trí, thân phận của hắn bây giờ đã khác, nói chuyện cũng cần chú ý. Kha Nam thực ra cũng là dùng cách này nhắc hắn, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút cảm kích. Hai người rất nhanh đổi đề tài. Lúc này đoàn xe phía trước đã xuất hiện trong tầm mắt. Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều thấy thế nên vội vàng ra hiệu mọi người chuẩn bị, hai người đi tới ven đường nghênh đón. Xe Toyota Coaster từ từ dừng ở ven đường. Trần Anh Lộc cùng Triệu Quốc Đống lên xe, nói chuyện vài câu với bí thư thị ủy Mục Cương và thị trưởng Vương Phủ Mỹ của Thiên Châu đưa tiễn Ninh Pháp tới đây. Mục Cương và Vương Phủ Mỹ xuống xe nói tạm biệt, Triệu Quốc Đống bắt tay hai người nhưng không nói gì. Chẳng qua hắn từ vẻ mặt hai người có thể thấy Ninh Pháp đi đến Thiên Châu thị sát công việc đã khá hài lòng. Trên xe Toyota Coaster có không nhiều người. Ngoài Ninh Pháp ra cũng chỉ có Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm, Khang Nhân Lương cùng thư ký của bọn họ. Thư ký rất biết ý ngồi ở phía sau. Vị trí bên trái vừa nãy do Mục Cương và Vương Phủ Mỹ ngồi, bây giờ chuyển sang cho Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống. Lão Trần, Quốc Đống, tôi nhớ huyện Thanh Bình đã thoát được mũ huyện nghèo cấp tỉnh. Trụ sở trồng chè có tác dụng như thế nào đối với dân chúng địa phương? Ninh Pháp nhìn ra ngoài. Trong ấn tượng của y, huyện Thanh Bình là huyện nghèo nhất Hoài Khánh. Mà Hoài Khánh có thể bố trí điểm đi thăm đầu tiên ở huyện Thanh Bình, trụ sở trồng chè không phải là điểm mới mẻ gì vì các nơi đều tranh nhau làm, còn cả vạn mẫu rau, vạn mẫu dược liệu. Kết quả khiến giá cả giảm đi, tiêu thụ chậm, nông dân bị tổn thất nặng nề. Ninh Pháp không hy vọng thấy điều này ở Hoài Khánh. Bí thư Ninh, vạn mẫu trà sạch ở huyện Thanh Bình mới là bước đầu tiên. Chúng tôi dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng trọt,
muốn biến ngành truyền thống thành ngành cao sản, thu nhập cao. Trần Anh Lộc rất hăng hái nói. Mà trà Thanh Trâm của huyện Thanh Bình cũng có lịch sử trăm năm, có tiếng ở cả tỉnh. Trong các hội chợ nông nghiệp, trà Thanh Trâm đều biểu hiện xuất sắc. Có thể bởi vì đủ nguyên nhân nên trà Thâm Trâm vẫn không có một chỗ đứng đúng với giá trị của nó, chưa tạo thành thương hiệu nên chúng tôi đang tích cực đẩy mạnh tạo thương hiệu chè nổi tiếng của Hoài Khánh. Thấy Trần Anh Lộc hăng hái giới thiệu, Trần Anh Lộc cũng không tiện đả kích tính tích cực của đối phương. Dù sao lát đi đến hiện trường là biết Hoài Khánh có sáng tạo gì mới hay không. Trần Anh Lộc nói thì dễ dàng nhưng hành động lại khác. Không có đủ tài chính ủng hộ, không hình thành hệ thống quy mô hóa thì chỉ với sự nhiệt tình của chính quyền địa phương sẽ không duy trì được lâu dài. Hồ Liêm nhạy cảm nhận ra nghi vấn trong câu hỏi của Ninh Pháp nên muốn nhắc nhở Trần Anh Lộc, nhưng bây giờ trên xe nên không tiện nói rõ. Quyển 11, chương 114. Trần Anh Lộc cùng Ninh Pháp đi đằng trước, Hồ Liêm tại Cao Chí Minh đi phía sau một chút, Phó Thị trường Tiền Nguyên Huy cùng Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương, Bí thư huyện ủy Thanh Bình Thân Đức Vinh cùng Chủ tịch huyện Trử Hoa Thải đi sát theo sau. Thanh Bình đã dành không ít tâm sức trong việc phát triển trụ sở trồng chè. Là huyện miền núi lớn nhất Hoài Khánh, do địa hình cao, đất đồi nhiều, đất đồng bằng ít, hơn nữa không khí ẩm ướt nên thích hợp trồng chè. Chè Thanh Trâm Thanh Bình cũng có lịch sử khá lâu năm, nó được đánh giá là một trong 6 loại chè nổi tiếng tương đương với Trúc Diệp Thanh, Cam Lộ, Mao Phong, Mao Tiêm. Ninh Pháp cẩn thận xem xét tình hình thực tế của trụ sở chè, cũng hỏi bí thư đảng ủy, chủ tịch xã về trụ sở này. Vẻ mặt Ninh Pháp không thay đổi nhiều mà chỉ hỏi về tình hình tiêu thụ chè. Trần Anh Lộc cảm thấy có chút không đúng. Ninh Pháp nghe rất cẩn thận báo cáo của Thanh Bình, nhất là sau khi đi thăm qua xong cũng hỏi Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải không ít vấn đề. Cũng may hai người này đã có chuẩn bị nên trả lời được hết câu hỏi của Ninh Pháp. Trụ sở chè của Thanh Bình đang không ngừng mở rộng quy mô, cũng đã đầu tư nhiều tiền để cải tiến giống. Hơn nữa huyện cũng đưa ra khá nhiều chính sách cổ vũ trụ sở tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè sạch, cố gắng trong vòng 3 năm biến trụ sở này thành khu vực sản xuất chè sinh thái. Sau đó Triệu Quốc Đống không đánh giá gì về việc xây dựng trụ sở chè Thanh Bình mà lên xe. Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải đều không có phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh đạo tỉnh, thị xã lên xe, bắt tay rất vui vẻ. Chỉ có Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống cảm thấy chuyện có vấn đề. Chỉ là lúc này hai người bọn họ không thể làm gì khác là lên xe cùng Ninh Pháp. Triệu Quốc Đống khẽ liếc nhìn Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương ngồi bên kia. Đối phương mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa kính. Khang Nhân Lương này xem ra có tâm trạng không tốt mấy, có lẽ là do biểu hiện không tốt của Miên Châu. Mặc dù Bí thư Thị ủy Miên Châu là người từ ngoài điều vào, nhưng vị thị trưởng hiện nay nghe nói do Khang Nhân Lương dùng hết sức đề cử. Bây giờ Miên Châu biểu hiện không tốt nên y đương nhiên không vui. Lão Trần, khẩu hiệu của trụ sở chè Vạn Mẫu ở Thanh Bình thì rất vang, nhưng tôi thấy hình như dân chúng không quá nhiệt tình. Ninh Pháp nhìn Trần Anh Lộc rồi nói. Chỉ có chính quyền nóng lòng muốn thực hiện, dân chúng không quá ủng hộ, như vậy làm sao có hiệu quả rõ ràng. Bí thư Trần, chủ yếu là giai đoạn 1 của hạng mục chưa thấy hiệu quả rõ ràng, nông dân chưa thấy chỗ tốt thực tế nên tính tích cực chưa cao. Trần Anh Lộc cũng biết có vài thứ không thể giấu được Ninh Pháp, nói dối cũng phải tùy lúc. Trụ sở chè Vạn Mẫu là điểm tham quan do Thanh Bình cố gắng tranh thủ đạt được, Phó Thị trường Tiền Nguyên Huy cũng không quá đồng ý. Nhưng Thân Đức Vinh cùng Trử Hoa Thải không ngừng tới vỗ ngực cam đoan, Trần Anh Lộc cũng tới khảo sát thực địa thấy không vấn đề gì mấy. Kết quả không ngờ Bí thư Ninh lại từ lời nói của nông dân trồng chè mà nghe ra chuyện. Không hoàn toàn là do nguyên nhân này. Ninh Pháp lạnh nhạt nói. Tôi đã hỏi giá chè 2 năm nay, rất thấp. Mặc dù Thanh Bình bỏ tiền cải tạo khiến sản lượng chè tăng lên nhưng chỉ bán chè gia công sẽ không được mấy tiền. Trụ sở nỗ lực lớn như vậy mà hiệu quả không tốt thì làm sao nông dân có thể tích cực cho được. Những lời như anh nói đều là tưởng tượng, quyết định là do thị trường chứ không phải do chính quyền tuyên truyền, hò hét. Trần Anh Lộc mấp máy môi không biết nói gì. Tôi vừa nãy nghe Bí thư huyện ủy Thanh Bình giới thiệu nói trụ sở chè được cải tạo để nâng cao chất lượng và sản lượng, mà quan trọng nhất là nâng cao sản lượng. Thiên Châu cũng đang làm công việc này, xem ra hai nơi đều nhất trí ở vấn đề này. Tôi đã hỏi qua nông dân trồng chè, bọn họ thu hoạch chè rồi bán cho nhà máy chè của huyện, còn đâu bán cho một ít tiểu thương chế biến chè đến mua. Tôi xem với con đường tiêu thụ này thì rất khó có thể phát triển mạnh được. Tôi rất lo lắng Thiên Châu và Hoài Khánh cùng tăng quy mô lên thì tiêu thụ chè như thế nào? Nhà máy chè Thanh Bình có thể tiêu thụ hết không? Giá cả sẽ như thế nào?
chính quyền đã nghiên cứu thị trường và nghĩ cách tăng thêm con đường tiêu thụ cho nông dân chưa? Có nghĩ đến sau khi tăng sản lượng sẽ tính tới việc sơ chế không? Mấy câu hỏi liên tiếp làm Trần Anh Lộc không thể trả lời. Y không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Ninh Pháp lại hiểu sâu như vậy. Mà ngay cả Thiên Châu ở vấn đề này hình như cũng đã đi trước Hoài Khánh. Đợt pháo đầu tiên này mà không chống lại được thì thị sát sau đó không có tác dụng mấy, ấn tượng đầu tiên không tốt thì có lẽ Hoài Khánh sẽ bị ăn mắng như Miên Châu. Bí thư Ninh, trên thực tế chúng tôi cũng đã có ý tưởng, chẳng qua bây giờ mới trong giai đoạn đàm phán, hơn nữa do Cục Chiêu Thương thị xã phụ trách liên lạc cho nên tạm thời không công bố ra ngoài. Dù sao ngài cũng biết việc thu hút đầu tư giờ không dễ, cũng phải đề phòng có người dùng chiêu nửa đường cắt ngang mà. Triệu Quốc Đống thích hợp nói xen vào làm Trần Anh Lộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù y không biết Triệu Quốc Đống đang nói gì, nhưng y biết đầu óc Triệu Quốc Đống rất dễ dùng, hơn nữa cũng dám nói vài câu châm chích như vậy thì nhất định là có cửa giải quyết việc khó này. Ồ, Tiểu Triệu, xem ra cậu vốn định giấu với tôi hả? Sao, có chuyện ở quốc tế Hoa Tâm nên bây giờ vẫn còn e ngại sao? Cảm thấy trên tỉnh đối xử không công bằng với Hoài Khánh ư? Ha ha, nếu vậy lòng dạ của cậu không đủ rồi. Ninh Pháp ngẩn ra rồi cung Lộc Phúc. Vi Phong, Lão Hồ, Nhân Lương xem đi. Tôi thấy Lao Trần không lên tiếng có phải là cũng hiểu Tiểu Triệu nói chính là việc kia không? Nhâm Vi Phong, Hồ Liêm cùng với Khang Nhân Lương cùng nở nụ cười. Trần Anh Lộc vừa định giải thích đã bị Triệu Quốc Đống đoạt trước. Bí thư Ninh, không thể nói như vậy. Bí thư Trần đã hai lần nói với tôi, muốn tôi phải nhìn xa trông rộng, không nên so đo thành bại nhất thời. Nhưng trong lòng tôi mặc dù có chút không cam tâm, sao có chuyện lại đi đào núi như vậy chứ? Đương nhiên đây là hành vi của công ty, tôi không thể trách ai, cho nên. Cho nên cậu mới kéo công ty Hòa Tân hả? Ninh Pháp cười ha hả nói. Vâng, đây là cạnh tranh công khai mà, tôi cũng biết trên tỉnh có không ít người nhìn chằm chằm vào công ty Hòa Tân. Hừ, tôi không sợ. Có giỏi thì kéo công ty Hòa Tân đi đi, tôi coi như y có bản lĩnh. Triệu Quốc Đống nói hơi cứng rắn một chút. Hoài Khánh chúng tôi cũng có điểm tự tin mà. Hôm đó sau khi quốc tế Hoa Tâm gặp mặt khu khai phát công nghệ cao Ando ở khách sạn Cẩm Giang, tôi đã gặp Trương Giật Kinh tiên sinh. Tôi đã nói rõ với y chọn Ando chưa chắc là sai lầm, nhưng không chọn Hoài Khánh chính là nuối tiếc rất lớn. Nghe Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy trước mặt Ninh Pháp. Khang Nhân Lương không khỏi nhíu mày nhưng Nhâm Vi Phong và Hồ Liêm đều cười cười không nói. Ninh Pháp thật ra lại cười cười một tiếng. Tiểu Triệu, cậu rất tự tin, quá khứ thì cho nó qua đi. Cậu nói xem có ý tưởng gì ở trụ sở trẻ, tôi cam đoan sẽ giữ bí mật cho Hoài Khánh là được chứ gì. Triệu Quốc Đống giả vờ nhìn Trần Anh Lộc cũng ra vẻ mà gật đầu. Bí thư Ninh, chúng tôi đang tiến hành đàm phán với tập đoàn Dụ Thái. Chuẩn bị thu hút tập đoàn Dụ Thái tiến vào ngành chế biến chè của Hoài Khánh chúng tôi. Đồng thời cũng chuẩn bị để tập đoàn Dụ Thái hợp tác với các hộ nông dân Thanh Bình, lấy hình thức công ty kết hợp với hộ nông dân mà cải tạo trụ sở chè Vạn Mẫu, hình thành con đường tiêu thụ do tập đoàn Dụ Thái phụ trách là chủ yếu. Lợi dụng tài chính và khoa học kỹ thuật của tập đoàn Dụ Thái để tạo thương hiệu chè Thanh Châm Thanh Bình, áp dụng hình thức chế tạo chè Bích Phụ Sơn Ninh Lăng, làm cho ngành chế biến chè tiến vào giai đoạn mới. Tôi cũng có chút ấn tượng về tập đoàn Dụ Thái này, đây là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến chè quốc gia. Hình như lúc cậu ở Hoa Lâm đã thu hút vào phải không? Hiệu quả kinh doanh của tập đoàn Dụ Thái rất tốt, sao anh còn muốn kéo bọn họ tới Hoài Khánh? Tôi đúng là có suy nghĩ ở điểm này. Bọn họ bây giờ bởi vì đã tạo được thương hiệu ở Ninh Lăng nên cảm thấy có chút tự cao, vì thế điều kiện cũng rất cao. Tôi đoán cũng cần phải tranh cãi không ít với bọn họ. Chẳng qua ý tưởng của Hoài Khánh ở điểm này là không đổi. Giống như vừa nãy bí thư Trần nói, tạo thương hiệu chè Thanh Châm, tăng quy mô và sản lượng cho ngành chè Thanh Bình. Tập đoàn Dụ Thái không được thì chúng tôi có thể có tập đoàn khác để hợp tác mà. Quyển 11, chương 115. Triệu Quốc Đống may mắn qua cửa. Ninh Pháp cũng không có hỏi nhiều về việc tập đoàn Dụ Thái có thể mang tới bao cơ hội cho ngành chế biến chè Thanh Bình. Y chỉ muốn nhắc đảng ủy. Chính quyền địa phương không nên một lòng một dạ nghĩ làm như thế nào để lừa gạt cấp trên mà phải làm việc chính thức có lợi cho dân chúng. Giống như anh muốn tạo trụ sở trồng chè vậy anh phải suy nghĩ xem phát triển ngành sản xuất này có thể mang tới lợi ích thực tế không anh phải làm như thế nào mới thực hiện được điểm này, chứ không phải là làm lớn, trồng đại trà để hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo nhưng không cần biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Quận Hoài Châu phát triển các công ty tư nhân vừa và nhỏ trong lĩnh vực da giày được Ninh Pháp đánh giá rất cao.
Ninh Pháp đúng là không ngờ được Hoài Khánh vốn lấy các công ty nhà nước lớn làm chính lại dành nhiều tâm trí trong việc phát triển các công ty tư nhân nhỏ như thế này, hơn nữa đã hình thành quy mô bước đầu. Đến tối khi đi dạo ở Thất Tinh Quan, Ninh Pháp và Hồ Liêm vẫn trao đổi với Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống về việc này. Triệu Quốc Đống trả lời khá đơn giản, đó chính là muốn tận dụng sức lao động dư thừa ở địa phương một cách lớn nhất, bồi dưỡng công nhân có tay nghề, đồng thời hấp dẫn những người sang làm công ở khu vực Duyên Hải muốn về quê hương gây dựng sự nghiệp. Ninh Pháp rất thưởng thức tác phong nói thẳng làm thật của Triệu Quốc Đống. Nhất là quan điểm sắc bén và tầm nhìn của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp đánh giá cao. Ví dụ như sức lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên của khu vực Trung Tây được đưa sang phát triển các thành phố ở khu vực Duyên Hải, mà khu vực Trung Tây phải gánh vác tiền bồi dưỡng, giáo dục những người liên doanh này, gánh vác tiền chữa trị, an cư cho những người già, trẻ nhỏ, chấp nhận ô nhiễm môi trường do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và ngành gia công mang tới. Điều này làm cho chênh lệch giữa khu vực Trung Tây và khu vực Duyên Hải càng lúc càng lớn, khiến mâu thuẫn xã hội ở khu vực Trung Tây cũng càng thêm rõ ràng. Cách nói hơi kích động của Triệu Quốc Đống làm Ninh Pháp nhớ lại mình hồi 10 năm trước. Nhưng theo thời gian và những gì trải qua khiến y học được cách nhẫn nại, phải tận dụng sở trường, tránh đi sở đoản, chỉ như vậy anh mới có thể trưởng thành lên được. Cuộc đi dạo ở cổ chiến trường đúng là đã đạt được mục đích của Trần Anh Lộc. Chỉ có 4 người, Trần Anh Lộc và Ninh Pháp đi trước một chút. Dù sao bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy cũng có chuyện cần nói riêng. Điểm này Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống đều hiểu. Cũng may Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng tìm được đề tài chung, nói về điển tích lịch sử của cổ chiến trường này. Triệu Quốc Đống rất quen thuộc lịch sử Hoài Khánh, tùy tiện nói ra một chuyện là có thể nói nửa tiếng. Đến khi Ninh Pháp và Trần Anh Lộc nói chuyện xong đi về, Hồ Liêm và Triệu Quốc Đống vẫn còn chưa hết hứng tê hú nói chuyện. Thư viện Ngô Đồng mặc dù được xây dựng thời Đường nhưng khi đó chẳng qua chỉ là một trường tư thục, còn chưa chính thức là một thư viện trường dạy học. Chính thức hình thành thư viện Ngô Đồng là thời Hậu Tống. So sánh với 4 thư viện lớn thời cổ đại của Trung Quốc chúng ta thì thư viện Ngô Đồng không nổi tiếng bằng. Nhưng nếu nói về lịch sử và quy mô thì nó không hề thua kém. Ninh Pháp cười cười gật đầu đi vào thư viện Ngô Đồng. Kiến trúc của thư viện Ngô Đồng vẫn có một bộ phận được giữ gìn phong cách thời Tống, nhưng bởi vì qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu nên kiến trúc chủ thể lại theo phong cách thời Minh là chính, cũng có một phần đời Thanh. Đứng trước cửa thư viện Ngô Đồng vừa lúc có thể quan sát Bích Ba Đàm bên dưới. Đứng ở cửa thư viện Ngô Đồng có thể nhìn thấy hơn nửa nội thành Hoài Khánh vào tầm mắt. Đập vào mắt chính là khu sản xuất của năm đóa kim hoa cùng với những căn nhà thấp của dân chúng chạy dọc về phía đông nam. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt giới thiệu nhìn bố cục nội thành Hoài Khánh hiện nay, cùng với phương án quy hoạch đô thị mới. Ninh Pháp cười thầm trong lòng, xem ra Triệu Quốc Đống này có không ít tâm kế. Ít nhất có thể dẫn mình tới đây. Sau đó khôn khéo nói chuyện này, có lẽ muốn dùng miệng mình để xác định phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Anh Lộc, Quốc Đống, Hoài Khánh 2 năm nay phát triển rất nhanh. Theo An Đô trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Trung Tây, địa vị của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng quan trọng. 10 năm sau sẽ là 10 năm kinh tế Trung Quốc chúng ta phát triển rất nhanh. Dù là kinh tế hay sự nghiệp xã hội hoặc tiến trình đô thị hóa đều sẽ diễn ra rất nhanh, cho nên tôi cảm thấy trong quy hoạch đô thị cần phải đi trước thời đại. Nói tới đây, Ninh Pháp hơi nhấn mạnh một chút. Quan điểm này tôi đã nói ra trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố An Đô. Một thành phố của tỉnh đứng thứ 5 về kinh tế của cả tỉnh, mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của khu vực Trung Tây, là nơi tập trung các con đường giao thông chính của khu vực mà đi nhỏ nhẹ như phụ nữ là không được. Hoài Khánh cũng là như vậy, tôi vẫn cho rằng Hoài Khánh sẽ không thua kém gì Miên Châu cùng Kiến Dương. Hoài Khánh có trụ cột ngành cơ giới chế tạo tốt đẹp. Có ưu thế tốt nhất là ngay gần An Đô, bây giờ ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh lại đi trước thời đại, anh không có lý do gì không tin mình có thể xây dựng Hoài Khánh thành thâm quyến của An Nguyên. Nói như vậy chính là hơi thiếu khí phách, phải nói là thành thâm quyến của cả khu vực Trung Tây. Tôi cảm thấy Hoài Khánh còn có thể làm tốt hơn nữa. Phải làm cho Hoài Khánh không những trở thành một thành phố công nghiệp, kinh doanh đơn thuần, phải để Hoài Khánh thành đô thị tràn đầy sức sống và hấp dẫn về nhân văn, lịch sử. Ninh Pháp không nói câu nào về quy hoạch phát triển cụ thể của Hoài Khánh, nhưng lời này của y làm cho 4 người cạnh Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn, Triệu Quốc Đống, Diêu Cảnh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng vào Hoài Khánh như vậy, làm cho mỗi thành viên bộ máy Hoài Khánh không có lý do gì không thể phát triển Hoài Khánh được như vậy. Mà hàm nghĩa trong lời nói của bí thư Ninh là rất rõ ràng, không nên sợ đầu sợ đuôi, phải dám có tính sáng tạo,
dám phá vỡ quan niệm cũ. Hội nghị báo cáo công việc ở Quy Ninh diễn ra rất nhiệt liệt, ngay cả bí thư thị ủy Trần Anh Lộc nổi tiếng ôn hòa, tỉnh táo cũng rất kích động nói. Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp cũng khẳng định với thành tích 2 năm gần đây của Hoài Khánh, đồng thời cũng kỳ vọng bộ máy đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải tiến thêm nữa trong khi cải cách, phải bỏ quan niệm cũ trói buộc, dám tiếp nhận thứ mới. Nhưng khi tập trung phát triển kinh tế cũng cần phải chiếu cố phát triển sự nghiệp xã hội, phải giải quyết vấn đề tam nông và tăng thu nhập của nông dân, coi đây là công việc quan trọng nhất của đảng ủy, chính quyền địa phương. Coi trọng cả công nghiệp, nông nghiệp. Đoàn xe bí thư Ninh cuối cùng đã rời khỏi địa phận Hoài Khánh trong những cái vẫy tay của rất nhiều người. Giống như tảng đá ngàn cân đeo trên người được cởi xuống làm cả Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy đã may mắn vượt qua kiểm tra. Trần Anh Lộc không biết biểu hiện của Hoài Khánh so với 4 nơi bí thư Ninh khảo sát được xếp thứ mấy. Nhưng y cũng có thể thấy được biểu hiện của Hoài Khánh không hề kém. Nhất là trong hội nghị tổng kết công việc ở Quy Ninh, Ninh Pháp đánh giá rất cao, cũng yêu cầu Hoài Khánh phải nên làm như thế nào trong công việc, nên phân biệt nặng nhẹ trong công việc. Trần Anh Lộc coi như cũng đoán ra đôi chút, mà y tin Triệu Quốc Đống cũng hiểu. Ninh Pháp rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, Trần Anh Lộc thậm chí còn cảm thấy vượt quá mong chờ đối với các thành phố, thị xã khác. Thâm quyến của khu vực Trung Tây, danh hiệu này bây giờ đã rơi trên đầu Hoài Khánh làm người Hoài Khánh đều cảm thấy xấu hổ. Quyển 12, chương 1. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận tập đoàn Hoa Mậu còn có chút nhân tài. Một khu vực đồi núi phía thành đông lại được xây dựng thành như thế nào? Khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa là nơi nổi tiếng ở An Đô về sự sang trọng, đắt đỏ. Không có tài chính lớn và ý tưởng độc đáo thì khó có thể tạo được nơi đẹp như thế này. Chẳng qua cơ chế quản lý của công ty nhà nước của tập đoàn Hoa Mậu có khuyết điểm trời sinh khiến cho tập đoàn Hoa Mậu dần dần bại trận. Mặc dù thị trường bất động sản đang ấm lên nhưng tập đoàn Hoa Mậu đã không thể duy trì nổi nữa. Dương Thiên Bồi gọi điện cho Triệu Quốc Đống nói về việc lãnh đạo Ủy ban Kinh tế tỉnh hẹn gặp nói chuyện với y, hy vọng tập đoàn Thiên Phu có thể cân nhắc mua lại tập đoàn Hoa Mậu, điều này làm tập đoàn Hoa Mậu rất giật mình. Khi Dương Thiên Bồi nói tin này cho Triệu Quốc Đống cũng rất sợ hãi. Tập đoàn Hoa Mậu là ông lớn nhất thời gian trước trong làm việc bất động sản của tỉnh. Giữa những năm 90 có thể nói là phát triển cực mạnh, nắm không ít hạng mục và đất đai trong tay. Sao bây giờ đã không thể kinh doanh nổi vậy? Không tính tới công trình kiến trúc của Hồ Vân Loa, chỉ riêng khu đất máy ngàn mẫu đã là khoản tiền rất lớn. Tập đoàn Hoa Mậu sao lại không thể kinh doanh nổi nữa? Dương Thiên Bồi vội vàng đến đây tìm hắn để bàn bạc. Việc mua lại tập đoàn Hoa Mậu hay không là điều Dương Thiên Bồi khó có thể tự mình quyết định. Nhớ tới lúc trước Thiên Phu còn phải nhờ vào tập đoàn Hoa Mậu, bây giờ được mời mua lại đúng là một vòng tròn. Bồi ca, anh có việc thì mau tới đi, em còn có khách nữa, chẳng qua chưa bọn họ mới tới. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi đừng ở ban công đi vài bài quyền. Mấy chục căn biệt thự với diện tích khác nhau ở Hồ Vân Loa này đúng là rất đẹp, rất hấp dẫn. Triệu Quốc Đống cũng rất thích ở đây, có kiểu kiến trúc châu Âu, của Mỹ, của Trung Quốc, có đủ loại cho anh lựa chọn. Nếu là mấy năm trước thì mỗi căn biệt thự ở đây đều có giá vài chục triệu. Chỉ tiếng tập đoàn Hoa Mậu đã không duy trì được nữa, toàn bộ Hồ Vân Loa đã gán nợ cho ngân hàng xây dựng tỉnh, mà mấy căn biệt thự sang trọng đắt tiền này bây giờ cũng không dễ bán. Tiểu Âu, dậy thôi. Triệu Quốc Đống đẩy cánh cửa thủy tinh ra, một cô gái để nửa trần thân trên đang nằm với tư thế không đẹp mắt, chăn mỏng bị cuốn lên. Hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ mà quyến rũ. Nhìn từ nửa ên mặt đúng là không có chút tì vết nào cả. Chiếc váy ngủ được khoác lên nhưng khó khăn lắm mới che được eo và non nửa bờ mông to của cô. Triệu Quốc Đống chỉ nhìn lướt qua là có thể thấy được màu hơi đen ở chỗ khe hở giữa hai chân. Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt đánh ực ngồi xuống kéo chiếc váy ngủ che bên dưới của cô. Chiếc quần lót hình chữ T được vứt ở trên thân đèn, áo lót và áo sơ mi được vứt trên thảm, đây là kết quả sau một đêm điên cuồng của hai người. Tiểu Âu mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng cô đã tỉnh. Triệu Quốc Đống biết cô đã dậy, hắn dựa đầu tới ngửi mùi hương trên cơ thể cô, mắt nhìn lên bộ ngực đầy đặn của cô. Dậy thôi con lợn lười. Triệu Quốc Đống khẽ đưa tay bóp mũi Tiểu Âu. Không dậy, anh không phải nói bạn anh chưa mới tới sao? Tiểu Âu cuối cùng đã mở mắt ra, hai tay đưa ra ôm eo Triệu Quốc Đống. Bộ ngực cao vút ưỡn lên, hai điểm đỏ bừng như giọt máu trên tuyết trông rất bắt mắt. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu, hai tay không thể khống chế sở vú cô, nhẹ nhàng vân vê, hôn lên đôi môi đã sớm ngẩng lên chờ đợi của cô. Còn có khách,
lát sẽ tới. Triệu Quốc Đống cảm nhận tay Tiểu Âu đưa xuống dưới nghịch ngợm nắm lấy chỗ hiểm của mình. Một cảm giác kích thích truyền khắp người hắn. Tiểu Âu cũng cảm nhận thấy cơ thể Triệu Quốc Đống biến hóa nên đắc ý nói. Không được Tiểu Âu, khách lập tức tới đó. Triệu Quốc Đống thở hổn hển nói. Kệ hắn, không ai có thể ngăn cản giờ phút này của hai chúng ta. Tiểu Âu chu môi lên, hai tay đã kéo quần đùi Triệu Quốc Đống xuống, không thèm để ý đến lời của hắn. Nhưng mà là Bồi Ca. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Bồi Ca, anh nói là Dương Thúc. Tiểu Âu cứng đờ lại, mặt mày lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Triệu Quốc Đống có phải nói dối không. Anh lừa em làm gì? Bồi Ca đến là có việc quan trọng mà. Em cũng biết Bồi Ca không thích quấy rầy người khác mà. Triệu Quốc Đống vỗ mạnh vào mông Tiểu Âu. Vậy không được, ai bảo anh lúc nãy dụ em. Tiểu Âu chu môi lên, hai tay đẩy Triệu Quốc Đống xuống dưới, cả người như con rắn quấn chặt lấy hắn. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng cũng hơi dao động. Cũng may Dương Thiên Bồi còn tầm tiếng nữa mới tới đủ để hắn xử lý Tiểu Âu. Dương Thiên Bồi tới nơi, Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi cũng vừa tắm xong. Trong phòng tắm Triệu Quốc Đống lại một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ cực độ của Tiểu Âu. Làm hắn thấy mình mà suốt ngày ở bên cô thì nhất định giảm thọ vài năm. Dương Thiên Bồi đến được Tiểu Âu mở cửa. Hắn ngẩn ra rồi thầm nghĩ nhất định hai người này tối qua ở đây. Y thầm thở dài một tiếng, không biết hai người này sẽ kết thúc như thế nào. Dương Thiên Bồi giới thiệu qua về tình hình tập đoàn Hoa Mậu. Tập đoàn Hoa Mậu kinh doanh không được do thiếu tài chính lưu động. Mấy ngân hàng lớn của tỉnh đã liệt tập đoàn Hoa Mậu vào danh sách đen, từ chối cho vay. Mặc dù Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra mặt nhưng do tình hình kinh doanh của tập đoàn Hoa Mậu càng lúc càng kém, ngân hàng trước đó còn nghe lời nhưng về sau đã từ chối tuyệt đối. Mà ngành bất động sản và xây dựng đều cần tài chính lưu động lớn để duy trì. Bất cứ công trình nào cũng tầm vì chục triệu, bây giờ trong sổ của tập đoàn Hoa Mậu chỉ có mấy triệu tiền mặt, căn bản không thể duy trì được tập đoàn lớn như thế này. Chỉ riêng tiền chi hàng tháng đã khó có thể đối phó, mà không ít tài sản đã được thế chấp với ngân hàng. Tập đoàn Hoa Mậu trực thuộc quản lý của Ủy ban Kinh tế tỉnh nhưng là đơn vị sự nghiệp. Bây giờ tập đoàn Hoa Mậu có mấy ngàn nhân viên cần giải quyết công ăn việc làm, đây là vấn đề rất khó khăn. Cho nên Ủy ban Kinh tế cũng đang mong tìm được người mua lại. Tập đoàn Hoa Mậu nợ Ngân hàng Xây dựng tỉnh, Ngân hàng Trung ương tỉnh và Ngân hàng Công thương thành phố An Đô cùng mấy tổ chức tài chính khác khoảng 800 triệu. Nhưng tất cả tài sản lại không đến 800 triệu. Hơn nữa trực thuộc tập đoàn Hoa Mậu có mười mấy công ty. Ngoài hai ngành chính bên bất động sản và xây dựng ra thì còn có công ty xi măng, công ty sản phẩm xi măng, công ty cây xanh, công ty du lịch, công ty khí đốt, mấy công ty con này có hiệu quả kinh doanh quá kém. Trong tỉnh cũng cảm thấy tập đoàn Hoa Mậu bây giờ là cái động không đáy về hút tiền, hơn nữa không thấy khả năng nào cho thấy sẽ khởi sắc. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy không bằng sớm ném ra ngoài. Dương Thiên Bồi cũng đã cân nhắc nhiều về vấn đề này. Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế đã chọn rất nhiều đơn vị, cuối cùng mới tính tới tập đoàn Thiên Phu, một công ty tư nhân. Nguyên nhân chủ yếu là các công ty nhà nước trong lĩnh vực bất động sản hoặc xây dựng của tỉnh An Nguyên đều đang gặp khó khăn, không thể mua lại tập đoàn Hoa Mậu, không chừng còn cả làm hai đều chết. Vì thế sau nhiều lần nâng lên đặt xuống mới có thể vứt quả cầu sang cho tập đoàn Thiên Phu. Điều này làm Dương Thiên Bồi vừa mừng lại vừa lo. Quyển 12, chương 2. Sau khi bàn bạc, Dương Thiên Bồi rời đi. Triệu Quốc Đống cũng không đưa ra diệu kế gì, tất cả đều phải xem tập đoàn Thiên Phu có năng lực tiêu hóa hay không. Hoặc là nói điều kiện của tỉnh là như thế nào. Tập đoàn Hoa Mậu nắm giữ tài nguyên đất khổng lồ, đây là thứ mà tập đoàn Hoa Mậu cảm thấy có thể đưa ra làm giá cả lớn nhất. Đất có thể tăng giá rất nhiều, đương nhiên điều này cần xây dựng và thời gian. Mà bản thân tập đoàn Hoa Mậu lại không thể khai thác, xây dựng, cũng không có thời gian để đợi đến khi đất đắt hẳn lên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng nhắc với Dương Thiên Bồi về tài nguyên không ai nghĩ tới của tập đoàn Hoa Mậu. Đó chính là tài nguyên nhân lực của Hoa Mậu. Hoa Mậu có kinh nghiệm rất lâu năm trong làm việc xây dựng, bất động sản, tài nguyên nhân lực của bọn họ phong phú tới mức các công ty bình thường không thể so sánh. Mà khi khai thác thị trường bất động sản, xây dựng thì tài nguyên nhân lực có ý nghĩa rất to lớn. Không chỉ là thiết kế, thi công, khai thác, kinh doanh, ngoài ra còn có một danh từ ẩn giấu đó là tài nguyên mạng lưới quan hệ. Triệu Quốc Đống cũng đưa ra đủ thứ mạo hiểm nếu mua lại Hoa Mậu, cùng với lợi ích có thể mang lại. Mặc dù Dương Thiên Bồi hy vọng Triệu Quốc Đống có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục nhưng Triệu Quốc Đống từ chối.
giống hắn nói bất cứ ai cũng không thể hiểu được chính tập đoàn của mình bằng bản thân tập đoàn đó. Có thể mua lại Hoa Mậu hay không là do Dương Thiên Bồi và Kiều Huy quyết định. Hắn cũng trêu đùa nói mình đã không còn là đại biểu của cổ đông lớn nhất. 5% của hắn đã được chuyển sang cho Cù Vận Bạch, Triệu Phu Vọng bây giờ chỉ còn 25%, mà Dương Thiên Bồi lại có 28%, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu. Triệu Phu Vọng xuống thứ hai, mà Kiều Huy có 18% cổ phần xếp thứ ba. Quốc Đống Ca, anh nói là Thiên Phu nếu mua lại Hoa Mậu thì khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa sẽ thành tài sản của Thiên Phu. Cổ Tiểu Âu không còn là cô gái không lo việc đời như trước nữa. Mặc dù cô không rõ con số cổ phần của bố mình tại Thiên Phu, nhưng từ cử chỉ và lời nói của bố cô, cùng với khoản chi tiêu bố cô giao cô, Cổ Tiểu Âu biết bố mình nhất định là cổ đông không nhỏ ở Thiên Phu. Theo lý thuyết là như vậy, chẳng qua hình như nơi đây đã bị thế chấp cho Ngân hàng Trung ương tỉnh, nếu Thiên Phu muốn giữ lại khu nghỉ dưỡng này thì không thể không trả tiền nợ cho Ngân hàng Trung ương tỉnh. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, em thích nơi này à? Không hẳn vậy ạ, nếu như nơi này thành tài sản của Thiên Phu thì có phải là em lúc nào cũng có thể đặt phòng mà không phải lo không có không? Cổ Tiểu Âu nói, cô vì có thể ở bên Triệu Quốc Đống, muốn có không gian riêng nên mới đến đây thuê vài ngày. Nhưng không ngờ đến Quốc Khánh là thời gian khu nghỉ dưỡng kinh doanh phát đạt, bây giờ rất nhiều người có tiền. Giá mỗi căn biệt thự nhỏ ở đây mỗi ngày thấp nhất cũng là thu 2.000 tệ, mà biệt thự lớn thậm chí lên 10.000. Dù cô có tiền nhưng cuối cùng vẫn phải thông qua Triệu Quốc Đống dùng không ít quan hệ mới có thể thuê được. Có cần như vậy không? Em cảm thấy nơi này tốt như vậy sao? Triệu Quốc Đống nói. Không phải, em chỉ muốn có không gian riêng không bị người quấy nhiễu khi ở bên anh thôi. Yêu cầu này không cao mà, phải không? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười khổ nói. Đây chỉ sợ không phải là vấn đề không gian hay không, mà là do thân phận của anh. Anh làm chính trị sẽ như có một dây trói vô hình, không bao giờ được tự do, hoặc là thời gian và trình độ của sự tự do là có hạn, đây là cái giá khi làm chính trị. Chẳng qua nếu em thật muốn có cơ hội này thì anh nghĩ có thể không ở tỉnh An Nguyên, có thể sang tỉnh khác, ví dụ như Hải Nam, thậm chí có thể sang nước ngoài. Anh bây giờ đã có thể thoải mái ra nước ngoài. Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Đương nhiên là không rồi, phải được phê chuẩn, chẳng qua ở trong nước sẽ không có hạn chế. Triệu Quốc Đống cười nói. Trung Quốc lớn như vậy, chẳng lẽ không có không gian riêng tư cho hai chúng ta sao? Nhìn Cổ Tiểu Âu lên xe rời đi, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút cảm động. Dựa vào gì mà Cổ Tiểu Âu lại không hề hối hận đi theo mình? Cô phải có cuộc sống của cô, có con đường của cô. Bây giờ cô lại làm tình nhân của mình, không thể nào sống cuộc sống minh bạch. Đến gần trưa, xe hơi lục tục tới, khách đến là những người quen của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Ở khu nghỉ dưỡng có thể chơi golf, tennis, bơi, đồng thời cũng có đầy đủ phục vụ ăn uống, ca hát, còn có cả xe đưa đón. Mặc dù người tới đây đều có thể lái xe tới. Đây thực ra là do Triệu Quốc Đống tạo nơi để mọi người tụ tập, trao đổi. Nguyên nhân là do một cuộc điện thoại gây lên. Hoắc Vân Đạt nói đợt này được nghỉ khá dài ngày, tận 7 ngày, ở nhà cũng khó chịu, đi chơi mãi ở Hoa Lâm cũng chán. Vì thế Triệu Quốc Đống trêu đối phương sao không lên Ando, mấy ngày có thể tụ tập bạn bè chơi. Đề nghị này lập tức được Hoắc Vân Đạt đồng ý, kết quả Tiếu Chiêu Quý, Mạc Vinh cùng Bành Nguyên Hậu cũng muốn tham gia. Mà Vương Lệ Mai thông qua chị cô mà biết, lại biết Ngụy Hiểu Lam cũng tới nên đi theo cùng Ngụy Hiểu Lam. Tiếu Chiêu Quý, Hoắc Vân Đạt, Mạc Vinh, Bành Nguyên Hậu đi hai xe tới, mà Ngụy Hiểu Lam lại đến rủ Vương Lệ Mai. Bạn bè lâu không gặp không tránh khỏi việc vui mừng, tâm trạng Triệu Quốc Đống cũng đang khá vui. Sau khi Ninh Pháp đi trong hài lòng, Triệu Quốc Đống đã xin nghỉ phép với Trần Anh Lộc, nói muốn nghỉ một tuần đợt Quốc Khánh. Trần Anh Lộc vui vẻ đồng ý. Hắn đã hơn nửa năm không gặp Hoắc Vân Đạt. Hoắc Vân Đạt trông trầm tĩnh hơn, chỉ là nghiên cứu vẫn như xưa. Tiếu Chiêu Quý vẫn lộ vẻ chững chạc. Y đã rất thỏa mãn khi lên làm phó bí thư, đúng vì có y nên Bành Nguyên Hậu, Hoắc Vân Đạt và Mạc Vinh mới có thể tạo thành một đoàn thể ổn định, cũng nhờ có bọn họ vẫn hết lòng ủng hộ Tăng Lệnh Thuần nên mới khiến công tác Tây Giang hai năm nay phát triển rất nhanh. Mạc Vinh có vẻ già đi không ít, có lẽ áp lực do kiêm nhiệm chức chủ nhiệm khu công nghiệp Lâm Cảng và Tân khu Hà Nam. Tân khu Hà Nam đang tiến hành xây dựng, khu công nghiệp Lâm Cảng cũng đã trở thành động lực phát triển kinh tế của Tây Giang. Bây giờ có rất nhiều công ty tiến vào khu công nghiệp này khiến quỹ đất giai đoạn 1 dùng gần hết, giai đoạn 2 chuẩn bị tiến hành xây dựng. Nơi này không có thay đổi gì có lẽ là Bành Nguyên Hậu.
lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã làm y rất hài lòng. Y cũng nắm chắc một điều là theo sát bí thư quận ủy khiến địa vị của y ở Tây Giang vững như Thái Sơn. Trưởng ban Vưu và trưởng ban thư ký Giản còn chưa đến sao? Tiếu Chiêu Quý hít sâu một hơi, ngồi xe mấy tiếng đúng là không thoải mái gì. Chúng tôi khi xuất phát đã liên lạc với hai người này, bọn họ nói lập tức sẽ đi mà. Tôi vừa gọi điện, bọn họ nói sắp tới rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Người mấy nhà rất phấn khởi đi dạo xung quanh, phong cảnh ở đây rất đẹp, đủ để thu hút bất cứ ai dù khó tính nhất. Chủ tịch Hiểu Lam và Vương Lệ Mai có lẽ tới một chút. Chủ tịch Hiểu Lam đi từ Thương Hóa, sau đó lên Tây Giang đón Vương Lệ Mai rồi cùng đi, có lẽ phải 12:30 mới tới. Hoắc Vân Đạt nói. Không sao, có mấy ngày cơ mà, chúng ta không vội vàng một bữa mà. Mọi người không dễ gì tụ hội lại như thế này, điều kiện ở đây rất tốt, thứ gì cũng có thể cung cấp. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Lão Quế đâu, lên làm chủ tịch huyện chắc bận đến độ không có thời gian tới gặp bạn cũ sao? Bành Nguyên Hậu nhìn quanh và nói. Anh đừng nói, tôi đang buồn bực đây vì có một mình đây. Có thể là đi gọi hai người nhà lệnh Hồ Triều. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Bạn gái lệnh Hồ Triều tới, có lẽ là chưa dậy vì lâu mới gặp. Quyển 12, chương 3. Có phải là thị trưởng Triệu cũng từng như vậy không? Hoắc Vân Đạt cười ha hả nói. Căn phòng khách 80m² rất rộng. Hoắc Vân Đạt không phải lần đầu tới đây nhưng lần đó không phải tới biệt thự rộng như thế này. Y rất thích không khí ở đây. Lệnh Hồ còn chưa kết hôn mà. Thời buổi này sống thử là rất phổ biến. Mọi người ở với nhau một thời gian nếu thấy hợp thì tiếp tục, không hợp thì sớm chia tay cho đỡ phải ra tòa. Lệnh Hồ một mình ở bên Hoài Khánh cũng khổ, thị trưởng Triệu cũng phải mau chóng giải quyết công việc cho bạn gái Lệnh Hồ mới được. Bành Nguyên Hậu cười ha hả nói. Tôi hỏi Lệnh Hồ rồi, cậu ta nói không vội, đương nhiên đây chỉ là lời nói còn tôi thấy trong lòng nhất định là đang muốn lắm rồi. Thanh niên trai tráng ở một mình cơ mà. Triệu Quốc Đống cũng tùy tiện cười nói. Đã lâu không tụ họp với bạn bè, đồng nghiệp cũ, có lẽ chỉ dùng cách này thì mới có thể làm mọi người trở lại thời gian trước. Chắc là sang năm sẽ điều Tiểu Sở sang Hoài Khánh, không biết bố mẹ Tiểu Sở có đồng ý không nữa. Có thể không đồng ý sao? Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng vài lần, nhất là hoàn cảnh sống có thể nói là hàng đầu của tỉnh. Tiếu Chiêu Quý lắc đầu nói. Làm bố mẹ có ai không nghĩ cho con gái chứ? Tiểu Sở cũng không dối. Cô ta còn không biết cuộc sống khi ở bên Lệnh Hồ là như thế nào sao? Hoài Khánh mấy năm trước thì yếu, nhưng bây giờ kinh tế có ngài kéo lên thì phát triển chỉ là sớm hay muộn. Tiểu Sở còn có thể không theo Lệnh Hồ sao? Có thể có con rể như Lệnh Hồ thì chỉ sợ lão Sở Quảng Hà nằm mơ cũng cười thành tiếng. Tiếu Chiêu Quý ở Ninh Lăng nhiều năm nên rất quen bố Sở Lị, bạn gái Lệnh Hồ Triều. Ngày đó trước khi Sở Lị cùng Lệnh Hồ Triều chính thức xác định quan hệ, đối phương còn thông qua đủ loại quan hệ tìm hiểu về Lệnh Hồ Triều, cũng hỏi tới Tiếu Chiêu Quý. Trụ cột của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng chậm trễ vài năm. Xu thế phát triển của Ninh Lăng bây giờ rất nhanh, nhất là hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng được cải tiến nhiều, tôi thấy Hoài Khánh chưa chắc đã bắt kịp tốc độ hiện nay của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng biết Hoàng Lăng đã dồn nhiều tâm trí ở Ninh Lăng, liên tục đưa ra các chính sách thu hút đầu tư, mà cũng đầu tư nhiều tiền xây dựng phương tiện trụ cột. Nhất là đường sắt Tây Liễu sắp hoàn toàn thông tuyến, đây là cơ hội hiếm có đối với Ninh Lăng. Đoạn Tây An đến An Khang đã hoàn toàn thông xe, mà đoạn từ An Khang đến Thông Thành trong tháng này cũng hoàn thành, hiện đang vướng đoạn giữa từ Thông Thành đến Ninh Lăng, cùng đoạn từ Ninh Lăng đến Tân Châu cũng đang được nhanh chóng xây dựng, có lẽ tháng 10 năm sau cả đường sắt Tây Liễu sẽ thông tuyến, lúc đó từ Tây An đến Liễu Châu chỉ mất vài tiếng là tới. Thông Thành cùng Ninh Lăng vốn không có đường sắt thì bây giờ cũng đón cơ hội phát triển rất lớn. Ninh Lăng có ưu thế về vận chuyển đường thủy sông Ô Giang, bây giờ thêm cả đường sắt Tây Liễu sẽ càng xác định vị thế trung tâm trong giao thông giữa Đông và Tây. Ha ha, thị trưởng Triệu, Ninh Lăng có được ngày hôm nay có công không nhỏ của ngài. Bây giờ ngài đến Hoài Khánh, có trụ cột tốt như vậy, tôi tin chính quyền thị xã Hoài Khánh dưới sự lãnh đạo của ngài nhất định đạt được thành tích lớn hơn Ninh Lăng. Hoắc Vân Đạt rất tin tưởng vào bản lĩnh làm kinh tế của Triệu Quốc Đống. Y học được không ít thứ từ Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng biết chênh lệch giữa mình và Triệu Quốc Đống là rất lớn. Nhất là ánh mắt vượt thời gian của Triệu Quốc Đống không ai có thể học được hoặc có thể vượt qua. Có những thứ thông qua nhiều năm kinh nghiệm mò ra, nhưng có những thứ không thể. Được rồi, anh đừng đội cho tôi cái mũ to như vậy.
Nói thật tôi làm việc ở Hoài Khánh không được vui vẻ như khi ở Tây Giang. Điểm này Quế Toàn Hữu có thể biết. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Không ngoài gì khác, ở Ninh Lăng tôi có nhiều đồng nghiệp cùng chí hướng, mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, có thể đưa ra ý kiến đề xuất, có thể phân tích theo hướng khách quan, như vậy tôi mới có thể có thu hoạch. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mấy người Hoắc Vân Đạt đều có chút cảm động. Dù là Tiếu Chiêu Quý hay Hoắc Vân Đạt đều phải suy nghĩ lại lúc còn hợp tác với Triệu Quốc Đống. Mọi người hiểu rõ lẫn nhau, mọi người đều không tự giác vây quanh Triệu Quốc Đống, một lòng muốn tiến về phía trước. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ chuyện xưa, một xe buýt màu đen tiến đến, theo sát phía sau là xe Santana. Toàn Hữu đến, phía sau chắc là Hiểu Lam. Quế Toàn Hữu tới không tránh khỏi có cuộc chào hỏi. Lệnh Hồ Triều và Sở Lỵ cũng từ trên xe đi xuống. Thân phận của Lệnh Hồ Triều đã khác xưa, Triệu Quốc Đống lần này lập tức sẽ được bầu làm thị trưởng, Lệnh Hồ Triều cũng sẽ được lên làm cán bộ cấp trưởng phòng. Chỉ cần tiếp tục đi theo Triệu Quốc Đống, đợi Triệu Quốc Đống lên chức lần nữa thì có lẽ Lệnh Hồ Triều mới 30 đã thành cán bộ cấp phó huyện, cũng là người có tương lai vô hạn. Theo sau đúng là Ngụy Hiểu Lam và Vương Lệ Mai. Quế Toàn Hữu và Ngụy Hiểu Lam bây giờ đều đã thành chủ tịch huyện, coi như là người có cấp bậc cao nhất được Triệu Quốc Đống nâng đỡ lên. Đây không phải chỉ dựa vào năng lực mà phải xem cơ hội. Sau đó khi Vưu Liên Hương và Giản Hồng đến càng làm cho nơi này thêm náo nhiệt. Vương Lệ Quyên cùng Vưu Huệ Hương là người tới cuối cùng, muộn hơn cả Lạc Dục Thành cùng Trần Lôi. Hai người các cô ở đây không có mấy người nhận ra. Chẳng qua có Vưu Liên Hương và Vương Lệ Mai ở đây nên cũng nhanh chóng dung nhập vào quần thể này. Mọi người ở đây đều có nhiều lời để nói, tất cả mọi người bởi vì vây quanh Triệu Quốc Đống nên đã kéo gần với nhau. Tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng, nhưng hắn cũng phát hiện sai lầm rất lớn của mình ở Hoài Khánh. Đó chính là mình không thể tạo được một quần thể như lúc ở Ninh Lăng, mặc dù khi ở Ninh Lăng hắn có cấp bậc kém hơn. Ngoài Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên là người từ ngoài tiến vào ra, hắn chưa bồi dưỡng được ai ở Hoài Khánh cả. Đưa mắt nhìn tất cả các quận, huyện, ngành chức năng ở Hoài Khánh thì đúng là không tìm được hai người hợp mắt. Điều này không có quá nhiều quan hệ với thời gian công tác của hắn ở Hoài Khánh. Như Tiếu Chiêu Quý, Trương Nguyên Hậu, Mạc Vinh, Lạc Dục Thành đều là người khi hắn làm việc ở Tây Giang mới tạo được quan hệ. Mà hắn ở Tây Giang có một năm, ở Hoài Khánh đã hai năm. Điều này có quan hệ nhất định do trước đó hắn chỉ là phó thị trưởng. Dù sao công việc bên ủy ban thị xã có cấp bậc khác như khi hắn làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, lúc ấy hắn còn có thể lôi kéo được Quế Toàn Hữu và Vương Nhị Khải. Nhưng hắn làm phó thị trưởng thường trực gần 2 năm mà không tìm được hai cấp dưới đáng giá để chi tâm, nếu không phải có một hai đồng nghiệp cùng cấp gọi là chi tâm ra, Triệu Quốc Đống có thể đánh giá 2 năm qua của mình là thất bại trong phương diện này. Triệu Quốc Đống biết bắt đầu từ bây giờ mình phải thay đổi. Mặc dù vẫn lấy công việc bên ủy ban thị xã làm chính nhưng hắn đã thành thị trưởng. Thị trưởng khác phó thị trưởng, vừa nắm bắt công việc trung tâm, vừa phải có cái nhìn toàn cục, hầu hết các công việc cụ thể nên giao cho các phó làm. Từ trong công việc mà phát hiện ra nhân tài xuất sắc, đây là biện pháp tốt nhất nhưng hiệu quả có lẽ khá chậm. Về mảng khác là hắn có thể thông qua công việc hàng ngày mà phát hiện, lựa chọn nhân tài, phạm vi có thể hạn hẹp hơn một chút, hơn nữa cũng có thể mang theo tính chủ quan, còn có cả lựa chọn cán bộ do người hắn tin tưởng đề cử lên. Đây cũng là một biện pháp, nhưng đồng dạng cũng mang theo tính chủ quan. Trước khi hình thành hệ thống đánh giá nhân tài công bằng, mấy phương thức này có thể nói là bổ sung cho nhau. Với cách lựa chọn cán bộ hiện nay thì chế độ trình tự coi như hoàn thiện, nhưng khi người thực hiện thiếu sự công tâm thì cách làm sẽ không được công bằng. Quyển 12, chương 4. Làm đại đội trưởng rồi chứ? Triệu Quốc Đống vỗ vai Trần Lôi rồi thở dài nói. Nghiêm Lập Dân đi, Mã Nguyên Sinh sẽ không thể kiêu ngạo như trước nữa. Thị trưởng Triệu, bí thư Nghiêm sẽ nhanh biến thành giám đốc Nghiêm. Mảng công an quản lý như thế nào thì ngài biết đó, mặc dù không phải là quản lý cấp thẳng đứng. Nhưng Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Cục Công an các nơi. Trần Lôi vẫn là người không thể hiện vui buồn trên mặt, Triệu Quốc Đống đánh giá cao khả năng này của đối phương. Mặc dù bị mình liên quan nên Trần Lôi bị Nghiêm Lập Dân và Mã Nguyên Sinh đẩy tới làm chính ủy đại đội cảnh sát tuần tra, trên danh nghĩa là lên làm cán bộ cấp phó huyện nhưng phạm vi quyền lực giảm hơn nhiều so với trưởng phòng công an. Anh chỉ có thể phát triển trong hệ thống công an, khó mà nhảy trở về. Nhưng Trần Lôi chưa nói một câu oán hận nào trước mặt hắn, sự trầm ổn này làm cho Triệu Quốc Đống không khỏi nuối tiếc.
Ở đây Trần Lôi vẫn tôn trọng gọi Nghiêm Lập Dân là bí thư, giám đốc, đây là điều không dễ. Hắn có thể gọi tên Nghiêm Lập Dân nhưng Trần Lôi lại khác, dù sao cũng là cấp dưới, gọi tên cấp trên cần chú ý. Nhiều người không chú ý chi tiết này, tưởng là trước mặt nhóm này nói không tôn trọng với nhóm khác cũng được, có thể tùy tiện gọi tên lãnh đạo. Thực ra đây là điều tối kỵ. Triệu Quốc Đống biết Mã Nguyên Sinh bây giờ đã không thể hoàn toàn khống chế quyền lực ở Cục Công an Ninh Lăng. Trần Lôi có thể sang làm đội trưởng cũng là do Lam Quang thực hiện, nhưng chỉ có thể như vậy. Nếu muốn đột phá thêm thì cần phải có cơ hội. Trần Lôi, chế độ quản lý của hệ thống công an chủ yếu là do sự coi trọng của địa phương là chính. Có nơi theo cấp thẳng đứng, có nơi do đảng ủy, chính quyền địa phương quản lý. Triệu Quốc Đống lắc đầu nó. Mấy hôm trước Bí Thư Lam và tôi có gặp trên tỉnh rồi ngồi một chút. Tôi thấy anh ta có ý muốn để anh sang bên đảng ủy chính pháp, sao, có hứng thú không? Trần Lôi cũng biết Lam Quang đã có ý này, y sang bên đó cũng là tương đương cấp phó huyện bây giờ, chỉ là bên đó coi như thoát khỏi đội ngũ công an, phát triển như thế nào còn phải xem vận hội. Lam Quang mặc dù bây giờ coi trọng y nhưng nơi được điều sang chưa chắc đã là vị trí tốt nên Trần Lôi chưa có quyết định. Thị trưởng Triệu, nói thật tôi vẫn có chút do dự. Tôi thực ra không thích công việc bên đó, nếu để tôi ngồi suốt ngày ở văn phòng thì sợ là không ngồi được. Cho nên tôi mới muốn hỏi ý kiến của ngài. Tôi đề nghị anh sang đó. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Nguyên nhân không vì gì khác, anh ở Cục Công an, Mã Nguyên Sinh nắm quyền chủ đạo, anh gần như không có cơ hội. Nhưng sang bên đơn vị của đảng ủy chính pháp thì lại do Lam Quang quyết định. Tôi thấy không chừng anh làm 2 năm sẽ đi xuống, thoát khỏi hệ thống công an sẽ thấy một vùng trời mới, sao phải treo cổ mình trên một sợi dây. Nói xa một chút, ra ngoài không phải không có cơ hội trở về mà, quay về cũng không phải không thể. Nếu về thì nhất định sẽ phải kiếm được chức cục trưởng, phó cục trưởng mà. Trần Lôi hơi đổi sắc khi nghe nói như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều vì hắn dù sao đã không còn ở Ninh Lăng. Rất nhiều điều nghĩ thì tốt nhưng có thể theo nguyện vọng hay không thì phải xem cơ hội của anh. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ vì đã sáng tạo cơ hội để đồng nghiệp trao đổi với nhau. Những người này vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với hắn, ngày lễ Tết cũng sẽ gọi điện hỏi thăm, đợt Tết càng tới nhà chơi. Mặc dù nhiều lúc không có cơ hội ngồi ăn cơm nhưng vẫn có thể ngồi nói chuyện vài câu làm người ta ấm áp. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, hơn 20 người chia làm 3 bàn. Một bữa rượu thu với không khí thoải mái diễn ra làm mọi người vui thích. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, bạn bè cũng tụ tập ngoài náo nhiệt ra cũng chính là ngồi trao đổi công việc, trên bàn cũng không có quá nhiều điều e ngại. Người uống tốt chủ động mời nhau, uống kém thì cũng có thể để người nhà ngăn vài chén. Hơn nữa hầu hết đều là người quen nên biết khả năng của nhau. Mấy đồng chí nữ hơi bị thiệt đôi chút, ngoài Vưu Liên Hương là lãnh đạo thị xã nên không có ai ép, mấy người phụ nữ khác đều bị mời. Ngụy Hiểu Lam và Giản Hồng đều mang chồng tới nên có thể ngăn cản được. Nhưng Vưu Huệ Hương, Vương Lệ Quyên và Vương Lệ Mai đều là tới một mình nên chỉ có thể hợp lại ngăn cản bom oanh tạc của các nam đồng chí. Chẳng qua ba cô uống cũng không kém, thi thoảng phản công làm nam đồng chí kêu lên không chịu nổi. Vưu Liên Hương nhìn cảnh trước mắt không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù cô bây giờ đã là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng nếu muốn tập hợp những người như thế này một cách vui vẻ thì đúng là rất khó khăn. Ở điểm này cô đúng là còn yếu, đó là do cô chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo một phương. Mà người như vậy sẽ không thể nào tạo được vòng tròn của mình. Vưu Liên Hương chưa bao giờ tin những người có cùng lý tưởng, chí hướng tụ tập với nhau. Theo cô thấy đó là lý tưởng hóa mà thôi, chỉ có thể áp dụng nó vào công việc thực tế thì mới làm người ta tôn trọng và tin tưởng, mới có thể được cấp dưới khâm phục và đi theo. Điều này nghe giống như thời phong kiến, vua nào thần đó, nhưng sự thật chính là như thế. Có thể ở điểm này Triệu Quốc Đống có ưu thế trời ban. Nhất là sau khi hắn làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng lại còn kiêm 2 chức bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy ban khu khai phát khiến hắn có trụ cột để tạo người của mình. Việc hắn đưa Giản Hồng và Ngụy Hiểu Lam lên chức cũng đã là một sức hút lớn. Vưu Liên Hương có chút hâm mộ vận may của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên chỉ vận may thì Triệu Quốc Đống không thể lên cao như thế này, nhưng vận may cũng là một nhân tố quan trọng trong đó. Vưu tỷ. Tôi mời chị một chén, Vưu tỷ tới coi như là tôi có đủ mặt mũi. Giản Hồng, chị cũng uống cùng. Triệu Quốc Đống bưng chén cười ha hả nhìn Vưu Liên Hương và Giản Hồng. Được, tôi làm chứng, Liên Hương tỷ thì phải uống đầy chén mới được. Giản Hồng cười nói. Giản Hồng, cô đây là vung tay ra ngoài đó.
Triệu Quốc Đống không phải là thị trưởng Ninh Lăng chúng ta, cô không cần phải lấy lòng hắn. Vưu Liên Hương trừng mắt lên. Vưu tỷ, không thể nói như vậy chứ. Lúc Vưu tỷ mời tôi cũng bảo Giản Hồng làm chứng, hai chúng ta cùng đầy là được chứ gì. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Giản Hồng không nói gì mà chỉ nở nụ cười giơ chén lên. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Giản Hồng rồi rót đầy chén cho mình. Cậu đừng có mà khiêu khích, Vưu tỷ này này đã lúc nào sợ cầm chén. Vưu Liên Hương nói xong liền uống cạn. Vưu Liên Hương làm vậy khiến cán bộ Tây Giang vỗ tay hoan hô, đều kêu lên trưởng ban Vưu đúng là cân quắc anh thư, vậy mới là khí thế của phụ nữ Ninh Lăng. Lệ Quyên, nhìn xem, Vưu tỷ đã tạo khí thế cho phụ nữ Ninh Lăng, chị là nữ trung hào kiệt của Hoài Khánh chúng ta. Phụ nữ Hoài Khánh chúng ta không thể nào mất mặt được, chị tự nhìn rồi xử lý. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt cười ha hả nói. Hi hi, thị trưởng Triệu đã lên tiếng, Lệ Quyên, bà lập tức lên chức thành mặt mũi của cả phụ nữ Hoài Khánh đó. Vưu Huệ Hương ở bên trêu chọc. Một kiếm có thể đánh bại trăm vạn binh lính, để cho bọn họ xem phong thái của phụ nữ Hoài Khánh đi bà. Vương Lệ Quyên vẫn quan sát quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và những cấp dưới kia. Cô có thể thấy quan hệ này không hề bình thường, không phải cấp trên cấp dưới nào cũng có thể được. Triệu Quốc Đống làm bí thư có một năm ở Tây Giang lại được Tiếu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu, Mạc Vinh thật lòng tôn trọng như vậy, nếu hắn là người 40 tuổi thì cô còn có thể hiểu. Nhưng với tuổi này mà Triệu Quốc Đống làm được thế, cô càng lúc càng thấy Triệu Quốc Đống khó có thể hiểu nổi. Quyển 12, chương 5. Vương Lệ Quyên giơ chén lên cười nói. Thị trưởng Triệu, các vị đang ngồi đây đều là đồng nghiệp trước đây của thị trưởng Triệu trong một thời gian dài. Lệ Quyên may mắn có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Triệu, hơn nữa em gái tôi Lệ Mai cũng từng là cấp dưới của thị trưởng Triệu, cho nên Lệ Quyên không dám thay mặt ai, không dám thay mặt phụ nữ Hoài Khánh, chỉ có thể thay mặt cá nhân tôi mời mọi người. Tôi đi một vòng, mời các bạn Ninh Lăng tới Hoài Khánh chúng ta làm khách. Khí chất ưu nhã của Vương Lệ Quyên làm cho người Hoài Khánh đều thầm than trong lòng. So sánh với Vương Lệ Mai khôn khéo, tích cực thì Vương Lệ Quyên lại có sự ung dung, rộng lượng. Khi Vương Lệ Quyên đến mời Bành Nguyên Hậu, Bành Nguyên Hậu hơi chần chờ thì cô nói mình uống nửa và uống ngay, điều này làm Bành Nguyên Hậu có cảm tình tốt. Một vòng đi xuống nhưng mắt Vương Lệ Quyên càng tỉnh táo hơn. Hai chị em Vưu Liên Hương thấy thế đều thầm gật đầu. Vương Lệ Quyên đến Hoài Khánh hơn năm coi như thay đổi hẳn, thêm sự hào sảng hơn so với lúc trước. Sự hào sảng của Vương Lệ Quyên đã tạo thành cơn sóng trên bàn ăn. Ngụy Hiểu Lam và Giản Hồng cũng không thể không biểu hiện chút phong thái của phụ nữ Ninh Lăng, thoáng cái bốn chai rượu vang đã hết. Triệu Quốc Đống làm chủ nhân cũng không hề ngăn cản, để mặc khách phát huy. Minh Nguyệt Tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu trăng sáng chiếu bóng tùng, suối trong trên đá chảy. Triệu Quốc Đống cùng với Quế Toàn Hữu, Vương Lệ Quyên đi dạo trong đường mòn giữa rừng. Tập đoàn Hoa Mậu khi xây dựng khu nghỉ dưỡng này đã dành không ít tâm sức, dẫn dòng suối chạy quanh các căn biệt thự. Tạo một khu rừng rậm để thu hút khách đi dạo sau bữa ăn. Thị trưởng Triệu, tôi là người dung tục không đa sầu đa cảm như ngài, tôi dám đánh cuộc trong lòng tôi và Chủ tịch Lệ Quyên đều đang suy nghĩ xem chỉ tiêu kinh tế cuối năm nay ai thắng ai thua. Triệu Quốc Đống thấy Vương Lệ Quyên cũng cười cười coi như đồng ý với câu nói của Quế Toàn Hữu, hắn khẽ lắc đầu nói. Anh chỉ có như vậy thôi sao? Quy Ninh các anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hoài Châu thôi sao? Sao không đặt mục tiêu với Hoa Dương Lộc Sơn chứ? Dù thua thì chẳng lẽ không dám so sánh như vậy sao? Hoa Dương, Lộc Sơn chẳng lẽ trời sinh đã làm đầu rồng sao? Ha ha, thị trưởng Triệu, Lộc Sơn thì tôi không rõ, nhưng huyện Hoa Dương thì tôi biết không ít, ít nhất là huyện có thực lực kinh tế đứng đầu cả tỉnh An Nguyên, thậm chí cả khu vực Trung Tây, chưa ai có thể lấy cái danh hiệu này của nó. Ngược lại vị trí thứ hai, thứ ba càng lúc càng bị kéo xa hơn nữa. Quế Toàn Hữu cười ha hả nói. Chúng tôi mặc dù không thiếu khí phách nhưng cũng cần phải biết mình chứ. Ngài nếu nói so sánh với Hà Bình Miên Châu hoặc là Quảng Xuyên Kiến Dương thì còn dám đặt, tôi cũng thấy nó thực tế một chút. Ngài nói nếu so sánh với Hoa Dương, Lộc Sơn thì đúng là làm khó chúng tôi. Chủ tịch Lệ Quyên, chị nói có đúng không? Hừ, gì chẳng có khả năng. Bí thư Ninh lần này tới Hoài Khánh đã mang tới động lực, cũng mang tới áp lực. Bí thư Trần và tôi đều bị treo lên giá lửa đó, nếu không đạt mục tiêu mà bí thư Ninh đặt ra thì chỉ còn nước mất chức. Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên đều chăm chú lắng nghe Triệu Quốc Đống nói. Bọn họ đều biết Ninh Pháp đến Hoài Khánh một ngày rưỡi, Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống đều đi cùng toàn quá trình.
Bây giờ nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì xem ra bí thư Ninh đặt kỳ vọng vào Hoài Khánh nhiều hơn cả những gì đã phát biểu trong hội nghị ở Quy Ninh. Bí thư Trần và tôi đều đã lớn tiếng nói trước mặt bí thư Ninh, trong vòng 3 năm sẽ khiến hai quận, huyện của Hoài Khánh chúng ta lọt vào top 10 của tỉnh. Tôi và bí thư Trần đã sơ bộ xác định là Quy Ninh và Hoài Châu, hai người có tin không? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên không nhịn được hít sâu một hơi và nhìn nhau. Cả hai đều không biết nói gì. Top 10 toàn tỉnh, đây đâu phải nói là làm được. Khi năm đóa kim hoa còn phát triển thì Hoài Châu mới có thể lọt vào top 10 quận, huyện toàn tỉnh, nhưng sau đó tình hình công ty nhà nước xuống dốc khiến 6 huyện, 2 quận của Hoài Khánh không ai có thể lọt vào top 10. Quy Ninh năm ngoái xếp thứ 22 của tỉnh, Hoài Châu xếp thứ 26. Mà top 10 mấy năm qua đều bị An Đô, Kiến Dương, Miên Châu lũng đoạn. An Đô chiếm 4, Kiến Dương chiếm 3, Miên Châu 3. Trong top 20, An Đô chiếm 8, Kiến Dương, Miên Châu chiếm tổng cộng là 7. Triệu Quốc Đống cũng không phải là nói để dọa ba người. Lúc đi dọa ở Thất Tinh Quan, Ninh Pháp rất hy vọng kinh tế Hoài Khánh sẽ bay vọt khi Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc ở đây. Hai người cũng phải cắn răng tỏ vẻ trong 3 năm sẽ đột phá đến top 10 quận, huyện, còn là 2 quận, huyện, hơn nữa còn đặt ra kỳ hạn. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn hai người này có gì thư giãn. Theo hắn thấy Hoài Châu và Quy Ninh chênh lệch không lớn. Mặc dù chênh 4 bậc nhưng tổng GDP chỉ là cách nhau 2, 300 triệu. Có lẽ một năm sau vị trí của hai bên sẽ đổi vị trí cho nhau. Nhưng huyện xếp cuối cùng trong top 10 là huyện An Sương Miên Châu có tổng GDP là 6,5 tỷ mà GDP của Quy Ninh năm ngoái mới là gần 50 triệu, mà Hoài Châu còn chưa đạt được 4,8 tỷ. Nói cách khác nếu như An Sương tăng tốc theo tốc độ toàn tỉnh thì 2 năm sau sẽ là khoảng 8 tỷ, mà Quy Ninh và Hoài Châu muốn vượt qua An Sương để vào top 10 cũng có nghĩa là tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt 30% là thấp nhất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quy Ninh năm trước mặc dù cao hơn bình quân của tỉnh nhưng mới đạt 18%, Hoài Châu năm ngoái tốt hơn Quy Ninh một chút, đạt được 22%, nhưng còn khoảng cách lớn đối với mục tiêu 30%. Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên đều cúi đầu lẩm nhẩm con số. Việc gì cũng có thể khoe khoang trước mặt lãnh đạo, nhưng chỉ riêng những thứ dựa vào chỉ tiêu thống kê của tỉnh thì không ai dám chắc. Nhất là hiện nay Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hỷ Minh Hoàng là người nổi tiếng ngay thẳng. Ai muốn qua cửa y mà đưa ra số liệu ảo là rất khó khăn. Nếu gian lận bị cục tra ra sẽ lập tức được báo cáo lên hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh. Mà hai lãnh đạo chủ yếu đều rất nhất trí và ghét gian lận số liệu. Năm ngoái số liệu thống kê của thị xã Vinh Sơn có sai khác, sau khi bị tra rõ nói là cố ý lừa gạt khiến cho Ứng Đông Lưu trực tiếp ra lệnh cách chức cục trưởng cục thống kê Vinh Sơn. Thị trưởng, phó thị trưởng thường trực phụ trách công tác thống kê đều bị yêu cầu lên Ủy ban Nhân dân tỉnh làm kiểm điểm. Còn phải đọc trong hội nghị thống kê của tỉnh. Sao, không dám lên tiếng ư, hay sợ? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng nói. Cảm thấy không có hy vọng hay quá khó khăn. Nói không có hy vọng thì không phải, nhưng đúng là rất khó khăn. Quế Toàn Hữu hít sâu một hơi nói. Thị trưởng Triệu, ngài có lẽ cũng tính rồi, Hoài Châu và Quy Ninh nếu muốn lọt vào top 10 quận, huyện thì tốc độ tăng trưởng hàng năm phải trên 30%, điều kiện là hai quận, huyện thứ 9. 10 chỉ tăng trưởng bằng tốc độ của tỉnh. Đúng thế thị trưởng Triệu, Chủ tịch Toàn Hữu nói đúng. Tốc độ tăng trưởng 30%, trừ khi lập tức thu hút mấy hạng mục có quy mô lớn, nhanh chóng xây dựng thì mới được. Nhưng bây giờ khu khai phát thị xã chiếm hết ưu thế, các hạng mục có quy mô bị khu khai phát lũng đoạn. Hoài Châu muốn chia bát canh cũng khó, muốn tăng tốc 30% là rất khó khăn. Vương Lệ Quyên tiếp lời. Đương nhiên nếu như hạng mục công ty Hòa Tân đầu tư vào Hoài Châu thì tôi không lo lắng gì. Quyển 12, chương 6. Vương Lệ Quyên nói mang theo một tia hâm mộ. Tổng tiền đầu tư của công ty Hòa Tân là 1,6 tỷ USD, giai đoạn 1 sau khi đi vào sản xuất có giá trị sản lượng trên 4 tỷ, từng đó đã đủ khiến cho GDP Hoài Châu tăng 80%. Chỉ tiếng hạng mục này lại đầu tư vào khu khai phát, nghe nói còn có liên tiếp các công ty điện tử tiến quân vào khu khai phát. Khu khai phát bây giờ sẽ tiến tới giai đoạn phát triển cực nhanh, điều này làm ai cũng phải hâm mộ. Cô từng hỏi Triệu Quốc Đống xem có thể liên lạc một số công ty đầu tư vào khu công nghiệp Hoài Châu được không, Triệu Quốc Đống từ chối không cho ý kiến làm Vương Lệ Quyên thấy có hy vọng. Hôm nay Triệu Quốc Đống nếu đưa ra yêu cầu, cô tất nhiên phải hỏi, xem có thể đoạt được một hai nhà đầu tư từ miệng hổ khu khai phát không. Triệu Quốc Đống lập tức hiểu ý Vương Lệ Quyên,
Lúc trước Vương Lệ Quyên đã hai lần hỏi hắn Hoài Châu có thể được lợi gì từ khu khai phát không, Triệu Quốc Đống không nói rõ. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu Hoài Châu cũng muốn phát triển trong lĩnh vực này. Quế Toàn Hữu cũng nghe ra ý của Vương Lệ Quyên nên vội vàng nhìn Triệu Quốc Đống. Khu khai phát mấy năm nay được thị xã đầu tư lớn, ngành điện tử thông tin sẽ thành sản nghiệp trụ cột của khu khai phát, trọng tâm phát triển kinh tế của thị xã cũng đặt ở đây, đó là điều không thể thay đổi. Theo quy hoạch của thị xã thì sang năm giá trị sản lượng của khu khai phát sẽ vượt qua 3 tỷ, cuối năm sau sẽ đạt 5 tỷ, trong đó chủ yếu là do hạng mục của công ty Hòa Tân mang tới. Thị xã dự định bắt đầu từ năm nay phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 20%, Hoài Khánh phải vượt qua Tân Châu cùng Lam Sơn, tranh thủ trong 5 năm vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương. Trong đó khu khai phát, Quy Ninh, Hoài Châu chính là động lực phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Tôi đang dự định kéo cả Khánh Châu lên nữa. Hoài Khánh là đô thị có trụ cột ngành cơ giới chế tạo rất tốt, lại có ưu thế về vị trí địa lý. Tôi cho rằng kinh tế trong nước sắp tiến vào giai đoạn phát triển, Hoài Khánh có đủ điều kiện đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên 20% hàng năm. Vương Lệ Quyên và Quế Toàn Hữu không nói gì vì biết Triệu Quốc Đống còn điều nói nữa. Bây giờ thị xã có ý định khu khai phát làm động lực phát triển của toàn thị xã, Quy Ninh và Hoài Châu làm hai cánh, khiến cho đầu rồng và hai cánh kéo theo kinh tế toàn thị xã phát triển. Thị xã hy vọng nhanh chóng thu hút vài hạng mục lớn vào khu khai phát, nhưng cũng không có nghĩa các quận, huyện khác phải dồn vào khu khai phát. Cá nhân tôi cho rằng Quy Ninh và Hoài Châu phải lợi dụng ưu thế địa lý của mình, không nên quá kỳ vọng vào thị xã mà vừa phục tùng quy hoạch thống nhất của thị xã, vừa phải đưa ra suy nghĩ của riêng mình. Trong việc thu hút đầu tư thì vừa phải tranh thủ đưa về các hạng mục lớn phù hợp với địa phương, vừa phải tập trung chính vào phát triển công ty tư nhân vừa và nhỏ, cố gắng tạo ra sân khấu cho các công ty này, sau đó lựa chọn giúp đỡ các công ty có trình độ khoa học kỹ thuật để nó phát triển lên, từ yếu đến mạnh, trở thành công ty trụ cột của quận, huyện mình. Triệu Quốc Đống mặc dù nói khá uyển chuyển nhưng hai người đều hiểu ý. Thị xã sẽ dồn hết sức vào khu khai phát, tài chính, hạng mục đều nghiêng vào khu khai phát. Đối với quận, huyện khác thì ủng hộ có hạn, nhưng hai người nghe ra đó là bản thân Triệu Quốc Đống không tán thành dồn hết tài nguyên vào khu khai phát, hy vọng hai người phải độc lập tự chủ ra ngoài thu hút đầu tư, tranh thủ mang hạng mục vào quận, huyện mình. Quế Toàn Hữu, Vương Lệ Quyên đều thấy áp lực rất lớn. Hiện nay thị xã tập trung hết tâm trí phát triển khu khai phát, tất nhiên không thể dồn nhiều tâm sức vào phát triển các quận, huyện khác, thậm chí còn muốn các quận, huyện khác phải hy sinh cho khu khai phát. Điểm này Triệu Quốc Đống mặc dù không nói rõ nhưng hai người đều biết. Tiếu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu, La Diệu Tổ và Lô Miễn Dương hợp lại đánh mạt trượt rất vui vẻ. Triệu Quốc Đống mặc dù không thích đánh bài nhưng cũng không ngại người khác chơi. Quế Toàn Hữu và Hoắc Vân Đạt đi dạo nói chuyện với nhau, có lẽ nói về biến hóa một năm qua. Hai chị em Vương Lệ Quyên tất nhiên là đi cùng Ngụy Hiểu Lam. Triệu Quốc Đống cùng chị em Vưu Liên Hương, Giản Hồng đi bơi ở hồ nước ấm. Tôi thấy Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên hình như có tâm sự nên mặt mày khá nặng nề. Vưu Huệ Hương quan sát rất giỏi, thoáng cái nhìn ra hai người kia sau khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống liền cân nhắc gì đó. Không có gì, chỉ là cảnh tỉnh bọn họ một chút mà thôi. Quy Ninh cùng Hoài Châu là hai quận, huyện đứng đầu về kinh tế của Hoài Khánh, hai bọn họ phải cố gắng hơn nữa. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm. Ồ, xem ra lần này Bí Thư Ninh đã đến ra roi với Hoài Khánh thì phải. Vưu Liên Hương có chút tò mò nói. Bí Thư Ninh đặt yêu cầu gì với Hoài Khánh? Yêu cầu mới thì không có, chỉ sợ Bí Thư Ninh đi đâu đều yêu cầu tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập của nông dân. Quan trọng nhất chính là chứng thực như thế nào, kinh tế phát triển ra sao, mở cục diện bằng cách nào. Đây mới là quan trọng, nhưng mấy vấn đề này Bí Thư Ninh cũng không thể đưa ra đáp án cho chúng tôi, còn phải do tự mình tìm hiểu. Triệu Quốc Đống không thể nói rõ hết với Vưu Liên Hương. Mặc dù quan hệ hai người là tốt nhưng dù sao cũng ở hai thị xã khác nhau. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế hai năm qua của Ninh Lăng đều xếp thứ hai của tỉnh, đạt 25%, có xu thế vượt qua Vinh Sơn, Lô Hóa cùng Đường Giang. Ninh Lăng nhất định là đối thủ cạnh tranh của Hoài Khánh sau này. Vưu Liên Hương cũng biết Triệu Quốc Đống có điều giấu mình nhưng cô không ngại, ngược lại còn có chút vui mừng. Nếu đối phương nói hết thì cô vừa vui vừa lo lắng. Đó là Triệu Quốc Đống làm thị trưởng mà không biết lúc nào nên nói không nên nói, là thị trưởng không đủ tư cách. Quốc Đống, sao, còn đề phòng Vưu tỷ xảo, sợ tiết lộ cơ mật của Hoài Khánh ư? Vưu Liên Hương mặc dù không nghĩ trong lòng nhưng vẫn đâm hắn. Ha ha,
Vưu tỷ chị nói gì vậy? Chị không phụ trách mảng kinh tế, nói hay không cũng không có tác dụng gì mà. Nói tóm lại bí thư Ninh rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, hy vọng chúng tôi có thể tạo thành tích huy hoàng. Tôi nghĩ Hoàng Lăng lúc gặp bí thư Ninh cũng dùng giọng điệu này. Vưu Huệ Hương có chút tò mò nói. Quốc Đống, tôi thấy vị trí xếp hạng các quận, huyện của Hoài Khánh không cao. Năm ngoái Hoài Khánh chỉ xếp thứ 8 và tương đương Nam Hoa. Huyện Quy Ninh có GDP cao nhất cũng còn chênh lệch với Giang Khẩu. Bí thư Ninh sao lại hy vọng Hoài Khánh có thể thành thâm quyến của khu vực Trung Tây? Biến Hoài Khánh thành thâm quyến của khu vực Trung Tây chính là câu nói nhỡ mồm của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua hắn đã nói chuyện với Vương Lệ Quyên, vậy mà nhanh như vậy đã truyền tới tai Vưu Huệ Hương. Chuyện do người mà, chỉ bằng việc Hoài Khánh thu hút được công ty Hòa Tân đã chứng minh sức hấp dẫn của Hoài Khánh. Giang Khẩu mấy năm nay chỉ bình bình, không có đột phá mới. Tôi thấy chỉ trong 2 năm Quy Ninh sẽ bỏ xa Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Sau khi Tiết Minh Dương rời khỏi Giang Khẩu vẫn dẫm chân tại chỗ, không có hành động gì mới. Ngoài khu công nghiệp sau một phen huy hoàng, bây giờ lại trở lại sự bình thường, trơ mắt nhìn các quận, huyện khác đuổi theo. Năm ngoái Giang Khẩu xếp thứ 18 toàn tỉnh, với tốc độ phát triển của Quy Ninh thì rất nhanh sẽ vượt qua Giang Khẩu. Quyển 12, chương 7. Xếp hạng đúng là hại người, nhất là bây giờ khi lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, chính quyền khi nói chuyện đều là tăng trưởng kinh tế, là tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, tăng tài sản đầu tư cố định, thu hút đầu tư, tăng thu tài chính, tăng thu thuế, một loạt con số theo tôi thấy làm các bí thư, chủ tịch huyện đều đau đầu để nhớ. Không chỉ phải hiểu rõ con số của quận, huyện mình, còn phải hiểu mấy quận, huyện lân cận, các đối thủ cạnh tranh. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng để cơ thể mình lơ lửng trong lòng. Cơ thể cô khá đẫy đà, làn da trắng nõn, hơn nữa hay ngâm suối nước nóng nên gần 40 mà vẫn giữ gìn rất tốt. Chú ý vào chỉ tiêu kinh tế cũng là việc tốt, ít nhất theo tôi thấy đã thành lập được cơ chế khiến các quận, huyện hiểu rõ về số liệu địa phương mình, nghĩ ra cách để thay đổi, để phát triển. Nhưng tôi không đơn thuần lấy giá trị GDP để đánh giá sự phát triển kinh tế, xã hội của một nơi. Tôi thật ra khá đồng ý với quan điểm của Chủ tịch Ứng đã nói khi thị sát công việc Vĩnh Lương. Triệu Quốc Đống nói, quan điểm của Chủ tịch Ứng khi thị sát công việc ở Vĩnh Lương. Vưu Liên Hương nhíu mày nói, quan điểm mà Chủ tịch Ứng nói ra cậu cũng biết, cậu có mặt ở đó sao? Không có, chẳng qua văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã sửa lại một phần bài phát biểu của Chủ tịch Ứng ở Vĩnh Lương. Chủ tịch Ứng nói GDP mặc dù quan trọng, xếp hạng mặc dù quan trọng nhưng khi cân nhắc năng lực, hiệu quả của đảng ủy, chính quyền địa phương thì không chỉ đơn thuần dựa vào GDP, còn phải xem việc tăng thu nhập của dân chúng, phải xem tài chính thu vào, phải xem sự phát triển liên tục, xem sức cạnh tranh của đô thị có mạnh lên hay không. Mà xem hiệu quả của bộ máy đảng ủy, chính quyền địa phương thì còn phải có vài chỉ tiêu mơ hồ khác. Ví dụ như cuộc sống hạnh phúc của dân chúng, chỉ tiêu bảo vệ môi trường. Vưu Liên Hương gật đầu nói. Tôi sớm nghe qua về tác phong làm việc của Chủ tịch Ứng, quan điểm không giống người bình thường. Quan điểm Chủ tịch Ứng có vẻ biến tướng lật đổ quan điểm lấy GDP luận anh hùng bây giờ. Trên tỉnh chẳng lẽ không có ý kiến khác? Triệu Quốc Đống nhìn Vưu Liên Hương. Hắn ngồi nghiêng nên có thể thấy được khe sâu trên ngực Vưu Liên Hương. Bộ đồ tắm hai mảnh làm vú cô như muốn nứt ra dưới áo tắm, rất quyến rũ, đủ thu hút ánh mắt con người. Triệu Quốc Đống biết Vưu Liên Hương muốn hỏi Bí Thư Ninh có ý kiến gì về vấn đề này không? Sự nhạy cảm chính trị của Vưu Liên Hương càng lúc càng mạnh, thoáng nghe một chút là có được phản ứng chính xác. Xem ra làm trưởng ban tổ chức cán bộ làm Vưu Liên Hương càng lúc càng chín chắn hơn nữa. Hắn cũng biết Vưu Liên Hương và Qua Tĩnh đã tạo được quan hệ, không cần hắn làm cầu nối nữa. Bí Thư Ninh khi tới Hoài Khánh thị sát, tôi cũng mơ hồ nhắc đến quan điểm này. Bí Thư Ninh hỏi tôi thấy như thế nào? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Không chỉ Vưu Liên Hương giật mình, ngay cả Giản Hồng và Vưu Huệ Hương ở bên đều há hốc mồm. Triệu Quốc Đống này bị làm sao mà dám nhắc tới quan điểm này trước mặt Bí Thư Ninh? Quốc Đống, cậu lúc ấy có phải ấm đầu không? Vưu Liên Hương không tìm được câu nào khác ngoài câu này. Vưu tỷ, chị cảm thấy tôi muốn tự chuốc vạ vào người sao? Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói. Rất cảm ơn Vưu tỷ đã quan tâm. Thị trưởng Triệu, ngài hỏi như vậy sợ không đúng lúc. Dù là ngài đồng ý hay không thì tôi cảm thấy ngài không nên nhắc tới việc này trước mặt Bí Thư Ninh. Giản Hồng ít khi xen vào lúc này cũng phải nhíu mày nói. Không, tôi không cho rằng như vậy.
Tôi cảm thấy Bí thư Ninh đã sớm hiểu rõ quan điểm này, hơn nữa hình như cũng cân nhắc quan điểm này. Làm như thế nào để làm lãnh đạo có ấn tượng, Giản Hồng, có những lúc chị phải nhìn đúng, phải mạo hiểm mới đạt được thành công. Chị cần phải mạnh dạn thể hiện, không cần biết là đúng hay sai, ít nhất làm lãnh đạo có ấn tượng với chị thì vẫn tốt hơn mà. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Giản Hồng và nói. Giản Hồng bị Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào, lại nghe thấy câu nói của Triệu Quốc Đống như đang nhắc nhở mình nên không khỏi động tâm. Sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, Giản Hồng cảm thấy mình gặp rất nhiều khó khăn. Ở tuổi của cô mà chỉ dừng lại tại chức vụ hiện có thì Giản Hồng không cam tâm. Mặc dù Vưu Liên Hương cũng đã cố gắng giúp cô nhưng không thành công. Sau khi cạnh tranh chức chánh văn phòng thị ủy thất bại, vị trí của cô trở nên xấu hổ hơn nhiều. Văn phòng thị ủy có 4 phó trưởng ban thư ký, một con số không hề ít. Hoàng Lăng có ấn tượng bình thường với cô mặc dù vẫn nỗ lực làm việc nhưng vẫn không thể có đột phá. Hôm nay Triệu Quốc Đống nói làm Giản Hồng hiểu ra đôi chút. Hoàng Lăng là người không làm theo lẽ thường, người thể hiện một cách theo đúng quy củ thì y lại thấy là bình thường. Như vậy không bằng tìm cơ hội thể hiện mình, có lẽ sẽ thay đổi tình thế. Triệu Quốc Đống đúng là có ý chỉ điểm cho Giản Hồng. Theo hắn thấy bây giờ Hoàng Lăng vẫn được tỉnh ủy coi trọng, nhất là tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng vẫn xếp thứ hai của tỉnh. Hai người Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu đều rất hài lòng. Tuy hắn và Vưu Liên Hương biết Hoàng Lăng sớm muộn có vấn đề nên đề phòng, nhưng Giản Hồng hiện nay không dính dáng gì, không bằng tìm cơ hội làm Hoàng Lăng chú trọng. Có Vưu Liên Hương nói giúp thì nhân cơ hội xuống huyện phát triển cũng là tốt. Lúc này hai chị em Vưu Liên Hương, Vưu Huệ Hương đều nhìn Triệu Quốc Đống. Tất nhiên muốn biết Triệu Quốc Đống trả lời Bí thư Ninh như thế nào. Tôi trả lời quan điểm của Chủ tịch Ứng có một số lý lẽ, nó sẽ phù hợp với một giai đoạn nhất định. Nhưng theo tình hình hiện nay thì chỉ tiêu đánh giá một nơi phát triển hay không thì chỉ số GDP, vị trí xếp hạng là tuyệt đối không thay đổi. Dù sao đây là đại biểu trực quan nhất cho sự phát triển kinh tế của một nơi. Nhưng tôi cũng nói đến ý kiến của mình. Việc tăng thu nhập của dân chúng cũng là chỉ tiêu rất quan trọng, tiếp theo đó còn một chỉ tiêu quan trọng nữa là thu tài chính của địa phương, nhất là tiền thu thuế. Ba chỉ tiêu này cũng cần phải là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá. Triệu Quốc Đống nói như vậy đúng là làm cho Ninh Pháp có hứng thú nên mới hỏi cái nhìn của hắn. Triệu Quốc Đống đã trả lời hiện nay khi phát triển kinh tế là công việc trung tâm của cả nước, cân nhắc một nơi phát triển kinh tế thì trực quan nhất là GDP, các yếu tố khác chỉ là tham khảo. Nhưng mà thu nhập của dân chúng cũng là thể hiện tôn chỉ và mục tiêu chấp chính của Đảng. Đó chính là phục vụ nhân dân, làm cho dân chúng sống hạnh phúc. Mặc kệ GDP của anh tăng cao bao nhiêu, nhưng nếu như dân chúng không thể đạt lợi ích từ đó, cuộc sống không được đề cao thì có thể nói đảng ủy, chính quyền địa phương đã thất bại. Về phần tăng thu tài chính sẽ chứng minh việc vận hành kinh tế địa phương tốt đẹp, chính quyền có thể đầu tư nhiều tài chính vào sự nghiệp dân sinh, đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng xem kinh tế địa phương phát triển có khỏe mạnh hay không. Mặc dù lúc ấy Ninh Pháp không bình luận về quan điểm của Triệu Quốc Đống, Hưng Triệu Quốc Đống có thể cảm thấy Ninh Pháp đã chăm chú lắng nghe mình nói. Nhất là quan điểm thu nhập bình quân đã làm Ninh Pháp rất chú ý. Theo quan điểm của thì thu nhập bình quân, GDP và thu nhập tài chính của chính quyền có tỷ lệ 4-4-2 khi đánh giá xếp hạng một địa phương, mà bảo vệ môi trường chỉ là một phiếu phủ quyết trong đó mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của hắn. Hắn cũng biết hiện nay muốn thực hiện quan điểm này là không thực tế, nhưng ít nhất cũng có thể đại biểu phương hướng phát triển. Sau đó Ninh Pháp không nói tới chuyện này. Triệu Quốc Đống cũng biết ý tránh sang việc khác. Bây giờ hắn nói làm hai chị em Vưu Liên Hương phải suy nghĩ do nội dung vấn đề này quá phong phú nên các cô trong lúc nhất thời không thể hiểu hết. Triệu Quốc Đống cũng không giải thích nhiều, có thể hiểu thì sớm muộn cũng sẽ hiểu. Nếu không hiểu thì anh giải thích rất rõ ràng thì đối phương cũng không thể nhận. Ít nhất hiện nay chưa nhất định có thể chấp nhận. Quyển 12, chương 8. Sau đó mọi người nói chuyện khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống lên tiếng mỗi người nói về một chuyện mình ghi nhớ nhất trong cả năm qua. Đề nghị này được mấy người Vưu Liên Hương hùa theo. Chẳng qua mọi người có chút không quen mấy, chẳng qua Vưu Liên Hương lại ủng hộ nhưng với điều kiện là do Triệu Quốc Đống lên tiếng đầu tiên, hơn nữa phải nói thật. Đề nghị này được mọi người đồng ý. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí, nói về những gì mình gặp khi khảo sát ở huyện Thanh Bình, nói có ấn tượng rất sâu về Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thanh Bình, Lam Hữu Phương. Người này nói chuyện khá cứng rắn, không biết là có gì để tự hào mà như vậy. Triệu Quốc Đống nói làm Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên khá chú ý. Lam Hữu Phương ở huyện Thanh Bình không quá tốt,
Bí thư huyện ủy Thân Đức Vinh rất khôn khéo, mà chủ tịch huyện Trử Hoa Thải lại nổi tiếng là người cứng rắn, nổi giận là không nể mặt ai, ngay cả bí thư huyện ủy cũng dám chống đối. Lam Hữu Phương lại là người cứng rắn, quan điểm làm việc không quá giống Trử Hoa Thải, hai người hay có tranh chấp. Trử Hoa Thải hay lên tiếng trách Lam Hữu Phương trong hội nghị thường trực ủy ban hoặc hội nghị thường ủy. Mà Thân Đức Vinh lại ra vẻ không ủng hộ ai. Công tác xây dựng bộ máy của huyện Thanh Bình năm trước xếp thứ nhất của thị xã. Cũng may người khác không nhận ra Lam Hữu Phương, chỉ coi đây là chuyện thú vị. Vưu Liên Hương cũng nói về một ấn tượng của cô khi đến Quảng Đông và Chiết Giang học tập. Khi cô sang đây, cô cảm thấy tâm lý muốn làm chủ chứ không muốn đi làm thuê của người dân địa phương là rất cao. Cho dù một quán nhỏ chỉ có 3 đến 5 người, dù vất vả đến mấy cũng không muốn đến làm việc ở văn phòng. Tâm lý này khác hẳn suy nghĩ ở khu vực Trung Tây là ai cũng muốn vào cơ quan nhà nước để tìm công việc ổn định. Điều này cũng khiến mọi người bàn tán khá sôi nổi. Không ít người ngồi ở đây từng tới khu vực Duyên Hải, cũng nhận ra không khí này. Nhất là thầm than về cách sống và làm việc nhanh chóng ở Thâm Quyến. Cho rằng tâm lý uể oải, chậm chạp của người khu vực Trung Tây chính là trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế. Truyền thông các tỉnh cũng từng tranh luận không ít. Cũng có không ít quan điểm cho rằng nhịp sống quá khẩn trương sẽ dễ gây áp lực tâm lý, còn cho rằng cuộc sống diễn ra đều là tốt. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy thì Ninh Pháp sau khi làm bí thư tỉnh ủy đã nghiêm khắc yêu cầu các cơ quan nhà nước cải tiến tác phong làm việc, tăng hiệu suất làm việc, nhất là mảng kinh tế và phục vụ. Điều này cũng làm nhà đầu tư từ ngoài vào An Nguyên thấy biến hóa rất rõ ràng. Gần như tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc trao đổi này. Không cần biết anh nói chuyện gì. Chỉ cần anh làm cho người ta thấy hứng thú hoặc mới mẻ là được. Đương nhiên hầu hết mọi người ở đây đều có thể nói một việc làm người khác tranh luận. Khi người cuối cùng nói xong đã là 11 giờ tối. Một buổi tối nói chuyện đúng là làm thời gian trôi qua rất nhanh. 4 căn biệt thự đủ để chứa 30 người. 16 căn phòng đảm bảo anh có giấc ngủ ngon. 2 ngày nghỉ ngơi thoáng cái tan đi. Trên đời vốn không có bữa tiệc nào không tàn. Chẳng qua cuộc tụ họp này làm tất cả mọi người đều có thể thả lỏng bản thân. 7 ngày nghỉ là cơ hội thả lỏng hiếm có của Triệu Quốc Đống. 2 ngày đầu chơi với bạn bè, 5 ngày sau thuộc về hắn. Ngày thứ 3 Triệu Quốc Đống về nhà chơi với bố mẹ và con của chị gái Triệu Linh San. Tối hắn cùng Cù Vận Bạch đi xem phim. Trong thời gian này Cù Vận Bạch hay thích xem phim, mấy hôm trước đó còn kéo Triệu Quốc Đống đi xem phim võ sĩ giác đấu. Ngày thứ 4 Triệu Quốc Đống cùng Cù Vận Bạch đến Hồ Thanh Ngõa Giang Khẩu chơi. Ngày thứ 5 hắn cùng Cù Vận Bạch tham gia hội nghị cao tầng của tập đoàn Thiên Phu ở Thượng Hải về việc có mua lại tập đoàn Hoa Mậu hay không. 10 giờ sáng hắn lên máy bay. Mà Triệu Quốc Đống cũng cần gặp phòng tử toàn từ Bắc Kinh bay về để bàn ảnh hưởng từ việc kinh tế quốc gia hồi phục đối với công ty quốc toàn như thế nào. Mà Trường Xuyên cũng muốn bay từ Thượng Hải đến để bàn về việc này. Ngày thứ 6. Triệu Quốc Đống còn tham gia lễ cưới con gái Chu Tinh Văn. Ngày thứ 7 hắn chưa có lịch gì nhưng hắn đoán kế hoạch không nhanh bằng biến hóa nên phải dành một ngày để có gì còn kịp điều chỉnh. Lễ cưới con gái Chu Tinh Văn tổ chức ở khách sạn quốc tế Khải Toàn An Đô, tên nghe thì oai nhưng thực ra đó chỉ là khách sạn 3 sao. Chẳng qua hoàn cảnh cũng đẹp, nằm ở vành đai 2 của khu vực nội thành, diện tích không hề nhỏ. Triệu Quốc Đống còn chưa đến nơi đã nhận được điện thoại của Khâu Nguyên Phong và đồng mạn. Khâu Nguyên Phong cũng tham gia lễ cưới vì trước đó cũng từng làm việc với Chu Tinh Văn, quan hệ hai bên cũng khá tốt. Nhưng đồng mạn cũng tham gia làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Đồng mạn năm trước kết hôn, chồng cô là một cảnh sát điều tra của Đại đội Cảnh sát Hình sự Cục Công an thành phố An Đô. Nghe nói học trên Triệu Quốc Đống 2 khóa, lúc ấy khi đám người Triệu Quốc Đống vào học thì tên kia đã tốt nghiệp. Đồng mạn trước khi kết hôn, hai người đã gặp 2 lần tên kia. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với y, là người trông khá tốt, cũng tốt với đao kiếm môn. Bây giờ sắp được đề bạt làm đội trưởng một tiểu đội bên dưới. Chu Tinh Văn bây giờ vẫn làm bí thư đảng ủy chính pháp huyện Mai, như vậy sao có thể mời đồng mạn, mà đồng mạn hình như cũng không đến mức chủ động tới tham gia lễ cưới của con gái Chu Tinh Văn. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu, chẳng lẽ chồng đồng mạn Minh Diệu sẽ xuống huyện Mai làm việc. Triệu Quốc Đống đến nơi đợi vợ chồng đồng mạn. Vợ chồng đồng mạn đi xe Santana màu đen, biển Ano. Triệu Quốc Đống cười cười bắt tay Minh Diệu. Minh Diệu hơn Triệu Quốc Đống 3 tuổi nhưng y trước mặt Triệu Quốc Đống có vẻ hơi rụt rè, ngược lại đồng mạn thực ra thoải mái hơn. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra tâm trạng Minh Diệu đang khá vui vẻ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, hắn nhìn Đồng Mạn thì thấy bụng cô hơi to vì thế hiểu ngay. Tiểu Mạn, sắp làm mẹ sao? Đồng Mạn mặt đầy hạnh phúc nói. Tháng tư năm sau. Chúc mừng. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Chuyện giữa hắn và Đồng Mạn cũng không có gì, nó cũng đã nhanh chóng trôi đi. Nhưng nhìn vẻ hạnh phúc của cô làm hắn có chút ghen tị, chẳng qua hắn rất nhanh vứt tâm trạng này đi. Trưởng phòng Chu cưới con cũng mời hai người sao? Đồng Mạn cười nói. Quốc Đống, xem ra anh đúng là không biết gì à? Chú rể là bạn học của chúng ta mà anh không biết sao? Ai thế? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Hoàng Hóa Thành đó. Đồng Mạn nói. Hoàng Hóa Thành. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Tên này từng có chút căng thẳng với hắn vì thấy hắn qua lại gần với Đồng Mạn. Bây giờ không ngờ lại cưới con gái Chu Tinh Văn. Hoàng Hóa Thành bây giờ đã điều tới đội cảnh sát hình sự phân cục Thiên Hà, làm việc dưới quyền của cục trưởng Khâu. Đồng Mạn cười cười giải thích. Quyển 12, chương 9. Chu Tinh Văn rất vui vẻ khi Triệu Quốc Đống tới. Trong khách nhà gái thì Triệu Quốc Đống là người có thân phận cao nhất. Bí thư đảng ủy chính pháp Lưu Triệu Quốc không tới, mà nhờ phó bí thư Cao Dương cầm phong bao tới. Cao Dương cũng là người quen, còn có duyên cộng tác nhiều nơi với Triệu Quốc Đống. Lúc Triệu Quốc Đống ở Giang Miếu, Cao Dương cũng ở Giang Miếu. Triệu Quốc Đống đến khu khai phát Giang Khẩu, Cao Dương lên làm phó viện trưởng viện kiểm sát huyện. Lúc Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, Cao Dương điều sang làm phó viện trưởng viện kiểm sát Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng một năm, Cao Dương điều tới thành phố An Đô làm phó bí thư đảng ủy chính pháp, làm phó cho Lưu Triệu Quốc, thành cán bộ cấp phó giám đốc sở. Lưu Triệu Quốc cũng khá tin dùng Cao Dương. Khi Khâu Nguyên Phong xuất hiện, ba người quen cũ gặp nhau không khỏi cười cười náo nhiệt. Hoàng Hóa Thành đứng trước cửa khách sạn cười ha hả chào mời khách tới. Hoàng Hóa Thành bây giờ làm phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Thiên Hà, coi như công thành danh toại. Hôm nay lãnh đạo phân cục đến không đủ, thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy chính pháp kiêm phân cục trưởng Khâu Nguyên Phong làm chủ hôn cho y, điều này làm y thấy rất vinh dự. Khâu Nguyên Phong đến phân cục được hơn năm, mặc dù mặt luôn nở nụ cười nhưng người ở phân cục đều khá kính sợ y. Mà y ở trong phân cục cũng hiếm khi tham gia các cuộc tiệc rượu cá nhân. Hoàng Hóa Thành một năm trước điều từ Giang Khẩu sang làm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự nghe nói đảng ủy phân cục có dị nghị nhưng Khâu Nguyên Phong rất quyết đoán. Cũng may trong một năm qua Hoàng Hóa Thành cũng không làm Khâu Nguyên Phong mất mặt, phá được mấy vụ án ra hồn. Hoàng Hóa Thành thấy Triệu Quốc Đống xuất hiện mặt không khỏi cứng lại, nhưng ngay lập tức thay vào đó là nụ cười ân cần. Chu Lệ, vợ Hoàng Hóa Thành có chút tò mò nhìn bố mình đang đi cùng người trẻ tuổi kia. Thậm chí phó bí thư đảng ủy chính pháp thành phố Cao Dương cùng cục trưởng Khâu lãnh đạo của chồng cũng đi phía sau. Điều này làm cô có chút kinh ngạc. Ông xã, anh xem bố em đang đi với ai đó. Hắn không ngờ đi trước bí thư Cao và cục trưởng Khâu nữa chứ. Bố em hôm nay sao vậy, người đó làm gì thế? Hoàng Hóa Thành cười khổ một tiếng, y rất muốn không trả lời nhưng y biết mình có từ chối trả lời cũng không có nghĩa gì. Ông bố vợ đã sớm nhắc y. Y và Triệu Quốc Đống không cùng cấp bậc, phải học cách bình tâm đối xử tất cả, thậm chí phải nghĩ mọi cách quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, sau này chỉ cần Triệu Quốc Đống nói một câu là đủ để y phát triển nhanh. Với thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ thì Hoàng Hóa Thành có làm cả đời cũng khó đạt được. Cán bộ cấp giám đốc sở, ở hệ thống công an thì phải làm bí thư đảng ủy chính pháp thành phố An Đô thì mới đạt được. Mà trong 20 năm tới mình đạt được không? Hiển nhiên là không thể. Hoàng Hóa Thành tự nhận mình là người biết nặng nhẹ, nhưng thấy Triệu Quốc Đống, y không khỏi có chút chua xót trong lòng. Chu Lệ thấy vẻ mặt Hoàng Hóa Thành có chút khó coi nên vội vàng hỏi. Sao thế anh? Không có gì, đó là bạn học của anh, cũng từng làm cấp dưới của bố em. Nhưng bây giờ lại lên như diều gặp gió. Hoàng Hóa Thành cố điều chỉnh tâm trạng của mình, cố làm cho vẻ mặt mình trở lại bình thường. Giống như Chu Tinh Văn nói vậy, mỗi người trải qua những thứ khác nhau. Anh không thể vì người bên cạnh đạt cơ hội mà mình trở nên uể oải. Các làm đúng nhất là học đối phương bắt cơ hội, nhưng còn phải cố gắng mượn đối phương để đạt chỗ tốt. Lên như diều gặp gió liễu, cùng khóa với anh thì có thể lên đến mức nào? Chu Lệ nghe nói từng là cấp dưới của ông bố, lại là bạn học của chồng thì cũng không quá để ý. Thời buổi này xuất thân công an thì đạt được mức làm. Nhiều lắm là làm phó đại đội trưởng ở cục công an thành phố đã là giỏi lắm rồi. Hừ. Mức nào ư, bố em cả đời cũng không đạt tới nổi, em không thấy ngay cả phân cục trưởng Khâu và bí thư Cao đều đi phía sau hắn sao?
Người này bây giờ là thị trưởng thị xã Hoài Khánh, em nói tới trình độ nào? Hoàng Hóa Thành mặc dù ghen tị nhưng nghe giọng miệt thị của Chu Lệ nên càng khó chịu hơn. Anh nói gì, thị trưởng Hoài Khánh? Chu Lệ có chút giật mình. Cô sau khi tốt nghiệp đại học được phân về công tác ở quận đoàn Liên Hồ, cũng đã làm mấy năm nên hiểu vấn đề bên chính quyền. Nói thật cô không thích công việc cảnh sát của Hoàng Hóa Thành, chẳng qua hắn trông đẹp trai, lại có tính cách, hợp ý cô. Hơn nữa chức của hắn bây giờ cũng được, có thể nói là khá xuất sắc so với người cùng tuổi, bố cô cũng coi trọng hắn nên hai người mới nảy sinh tình cảm rồi kết hôn. Cô vẫn suy nghĩ làm như thế nào để Hoàng Hóa Thành ra khỏi đội ngũ công an, xem một chút có thể điều sang bên đảng ủy chính pháp quận Thiên An không. Sau đó nghĩ biện pháp xuống dưới làm việc, đi đường vòng là có thể ra ngoài. Còn có thể giả sao? Hoàng Hóa Thành cười khổ một tiếng nói. Mắt Chu Lệ sáng lên. Quan hệ của anh và hắn thế nào? Cũng được, năm đó anh và hắn được phân vào đội cảnh sát hình sự Giang Khẩu, sau đó hắn xuống đồn công an và ra khỏi đội ngũ công an. Hoàng Hóa Thành không biết sao vợ mình lại đột nhiên tò mò đến thế. Vậy là tốt rồi, đây là cơ hội tốt, anh phải nắm bắt mới được. Anh sao không nhắc tới việc này? Em còn tưởng rằng bạn học của anh đều làm trong ngành chứ? Chu Lệ có chút hưng phấn nói. Em ở cơ quan mấy năm nên hiểu rõ hơn anh. Bây giờ có năng lực là không đủ, anh còn cần quý nhân giúp, cần cơ hội. Em thấy bạn học của anh là quý nhân đó. Hoàng Hóa Thành nhìn vợ mà như không thể nhận ra. Lời Chu Lệ nói làm y trong lúc nhất thời không thể nhận được. Nhưng y biết Chu Lệ nói đúng. Hóa Thành, lâu rồi không gặp, chúc mừng. Hai người đúng là hợp đôi, làm người ta hâm mộ. Triệu Quốc Đống đưa phong bì cho Chu Lệ, cũng cầm thuốc mà Hoàng Hóa Thành đưa tới. Tôi không hút thuốc rồi. Chẳng qua hôm nay phá lệ. Bạn học cũ kết hôn, thuốc mừng dù như thế nào cũng phải hút một điếu. Thị trưởng Triệu, nghe nói ngài bây giờ là thị trưởng. Hóa Thành là bạn học cũ của ngài, anh ấy hay nhắc đến ngài trước mặt tôi. Ngày sau ngài phải giúp bạn học cũ một chút. Chu Lệ cười nói. Bố nói có đúng không? Chu Tinh Văn cũng nở nụ cười. Triệu Quốc Đống rất cho mặt mũi, lúc trước khi y có chút do dự có nên mời Triệu Quốc Đống hay không. Hoàng Hóa Thành không muốn mời, Chu Tinh Văn biết Hoàng Hóa Thành và Triệu Quốc Đống từng có chút mâu thuẫn nhưng đó đã là chuyện 7-8 năm rồi, mỗi người đều có con đường riêng. Hơn nữa y lên làm bí thư đảng ủy chính pháp huyện Mai cũng là nhờ Triệu Quốc Đống giúp. Ha ha, Hóa Thành, trưởng phòng Chu, lời này của Tiểu Chu đúng là làm tôi xấu hổ. Hóa Thành là bạn học cũ của tôi, trưởng phòng Chu là lão lãnh đạo của tôi, chỉ cần tôi giúp được gì thì đương nhiên không đùn đẩy. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Chẳng qua lãnh đạo trực tiếp của Hóa Thành là phân cục trưởng Khâu, còn có bí thư cao lãnh đạo thành phố An Đô. Đây đều là bạn cũ của trưởng phòng Chu. Chu Lệ, Phật lớn trước mặt còn không bái, đó mới là lãng phí. Nói chuyện một lát, Chu Tinh Văn dẫn Triệu Quốc Đống đến bàn cao nhất. Trong đó đều là mấy người như bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy huyện Mai. Thấy Chu Tinh Văn dẫn một người trẻ tuổi tới, mấy người đều có chút kinh ngạc. Người này sao lại tới bàn chủ? Chẳng lẽ là họ hàng lãnh đạo tỉnh nào? Khi Chu Tinh Văn có chút tự hào giới thiệu Triệu Quốc Đống, đám người kia mới có phản ứng. Đã sớm nghe thị trưởng Hoài Khánh rất trẻ, nhưng không ngờ lại tới tham gia lễ cưới con gái Chu Tinh Văn. Đường Cẩn gần như cuộn mình ở trong góc nhìn Triệu Quốc Đống từng bước đi tới bàn tiệc ở trung tâm. Dáng vẻ tự nhiên, nói chuyện vui vẻ, phân cục trưởng Khâu luôn nở nụ cười đi sau hắn nửa bước. Cảm giác đau đớn làm cho trái tim cô muốn vỡ ra.